Xin chào tất cả các Little Ghost. Sau bao ngày nếm mật nằm gai, cuối cùng chúng ta đã gặp lại nhau ở phần tổng hợp. Cùng nhìn lại quãng đường mà 3.200 anh em chúng ta vượt qua nhé. Ta là Lưu Kim Phượng đi ạ. Ta là Lưu Kim Phượng đi ạ. Ok, ta là Lưu Kim Phượng đây ạ. Từ xa hai quân thần mang thánh chỉ tới thông báo về việc tìm một người tài sắc vẹn toàn vào cung làm hoàng hậu, dân tình bàn tán xôn xao. Tại đất nước Đông Khảo, hoàng thượng Đoàn Văn Chướng là người tao nhã hào hoa, tướng mạo hiên ngang, phong lưu phóng khoáng, đã đến tuổi dựng vợ. Vậy ai sẽ là giai nhân xứng với hoàng thượng đây? Tại thôn Lưu Bắc Hàn, đây là nơi có tiếng về việc khắc phu, cô gái này là Hoa Khôi Tiên Ba, người có hôn ước từ nhỏ với Tiên Lãng nhưng hai người lại chưa gặp mặt nhau bao giờ. Trong lúc viết thư cho Ý Trung Nhân, mệt mỏi quá cô liền ngủ gật. Đúng lúc đó thì sư huynh vào, nghịch ngợm vẽ râu mèo lên mặt em gái còn đọc trộm thư tình cô viết. Họ đuổi nhau đến chỗ trưởng thôn và bà Đồng đang ngồi nói chuyện về việc xem tướng mạo, đồng thời gắn ghép họ với nhau. Trong khi ấy, ở trong cung đang diễn ra cuộc tuyển chọn hoàng hậu, hàng loạt mỹ nhân con nhà quyền quý đang diện kiến thái hậu. Người nào người nấy đều xinh như hoa, ai cũng mong mình là cô gái may mắn được hoàng thượng nhìn trúng. Tể tướng bỗng xuất hiện cùng tham gia vào quá trình tuyển hậu. Tể tướng là người được tiên đế năm xưa trao quyền hành nhiếp chính, khi đó hoàng thượng còn quá nhỏ. Hoàng thượng cũng tới liền ngay sau đó. Đúng lúc này, một phi tần do đứng chờ trời nắng quá lâu mà say nắng ngã. Tể tướng vốn có mục đích riêng, không muốn hoàng thượng chọn những phi tần này làm hoàng hậu tương lai, thừa dịp nói rằng có chút nắng nôi này mà không chịu được sao gánh vác giang sơn cùng bệ hạ được. Hoàng thượng cũng không muốn lập thất quá sớm, liền kết hợp với vài cận thần nói không ai hợp với hoàng thượng rồi bãi bỏ cuộc tuyển chọn này. Hoàng thượng cùng Lưu Tể tướng vào trong điện cùng bàn về việc đề thi tú tài năm nay. Một chữ giết, Lưu Tể tướng muốn đề thi năm nay sẽ xoay quanh chữ này. Hoàng thượng phản đối, kỳ cao khảo năm nay toàn quyền thuộc về Trương đại nhân nhưng Lưu Tể tướng muốn một tay che trời toàn quyền quyết định, hoàn toàn coi thường lời hoàng thượng. Nói Trương đại nhân đã bị ngã ngựa trọng thương, hay là bệ hạ còn muốn Trương đại nhân biến mất luôn. Đồng thời ông cũng sắc phong trưởng nữ nhà mình làm hoàng hậu. Từ đây nhiều tình huống giờ khóc giờ cười diễn ra giữa hoàng thượng và con gái Tể tướng Lưu Yết. Bị ép cưới, hoàng thượng cay cú trèo tường vào nhà Tể tướng để ngó xem mặt ngang mũi dọc thê tử tương lai như thế nào. Con gái Tể tướng đang xem qua y phục tân nương thì nghe thấy tiếng động, chạy ra ngoài thì không phát hiện ra ai cả. Cô quay trở lại thì hoàng thượng ló mặt ra, hừm, nhan sắc cũng được. Buổi tối ở thôn Tiên Ba, mẹ Lưu Hắc Bàn nói ra bí mật về người cha của cô, đó chính là Lưu Yết Lưu Tể tướng, và giục cô mau vào kinh thành tìm cha. Hu hu. Bên này mẫu hậu nước mắt lưng tròng, bà biết hoàng thượng không muốn kết hôn nên đã chuẩn bị tinh thần chịu chết, còn cẩn thận để lại chiếu thư đề phòng giữ mạng cho hoàng thượng. Hoàng thượng không muốn mẫu hậu phải chịu khổ vì mình nên cúi đầu nhận lời thành hôn. Chỉ chờ có thế, thái độ mẫu hậu quay ngoắt 360 độ. Người đâu mang y phục tân lang lên, hoàng thượng sững sờ, mới vừa rồi bà còn khóc lóc. Bà lấp liếm ngay rằng mấy chuyện vừa rồi cho qua, con người phải nhìn về phía trước. Ngày mai cử hành hôn lễ luôn, hoàng thượng đứng hình cạn lời. Hai cha con gặp nhau, từ trước tới giờ Hắc Bàn không hề biết vị hôn phu tuyên lặng của cô lại chính là hoàng thượng đương triều Đoàn Văn Chướng. Lưu Tể tướng hỏi cô, hắn là hoàng đế, con có dám lấy không? Hắc Bàn trả lời, sao lại không dám? Đánh cháo tân nương, ui, hoàng thượng nhà ta lại bị lừa bát hai rồi. Ngày hôm sau, pháo nổ ngập trời, hôn lễ diễn ra theo đúng kế hoạch, Hắc Bàn không còn là Hắc Bàn nữa. Dưới sự sắp xếp của Tể tướng, nàng đổi tên thành Lưu Kim Phượng, thành công nhập cung chính thức trở thành hoàng hậu nước Đông Khảo. Tân lang tân nương bái đường được đưa tới vào phòng riêng, nhìn đôi tay mũm mĩm của nàng, từ từ mở khăn, mắt mũi miệng khác hoàn toàn so với hình ảnh tối hôm trước. Hoàng thượng kêu cứu mạng nhưng vì lời dặn của thái hậu lúc sáng là dù có bất kỳ động tĩnh gì cũng không được vào nên không thái giám nào tự ý xông vào. Vận lộn một hồi, hoàng thượng dọa sẽ tống cô vào lao ngục. Lưu Kim Phượng giả vờ ngất xỉu ngã vào lòng Đoàn Văn Chướng rồi đưa đôi môi quyến rũ lại gần chàng. Quá sợ hãi, hắn ta ra tay đánh ngất Lưu Kim Phượng, lần này là ngất thật rồi. Loạng choạng đi ra ngoài, hoàng thượng gặp được ba người quân sư của mình. Đầu óc không tỉnh táo nhìn gà hóa thiên nga, nghiễm nhiên hoàng thượng là bị chuốc rượu thuốc. Lưu Tể tướng không phải, Lưu Kim Phượng lại càng không, vậy thì còn ai? Chính là thái hậu làm. Một trong ba người mạnh tay đẩy hoàng thượng xuống nước. Sau khi tỉnh táo, Đoàn Văn Chướng liền hạ lệnh truyền Tể tướng vào cung muốn hỏi cho ra lẽ. Bị lừa lấy người khác lại còn truyền vật phẩm của hoàng thượng ra ngoài, cứ ngoài Lưu Tể tướng thì không còn ai có thể làm được. Bị chèn ép, hoàng thượng không làm gì được Lưu Tể tướng, nuốt không trôi cục tức này. Nghĩ đi nghĩ lại, nhìn đi nhìn lại cũng nhìn không ra Lưu Kim Phượng có gì xứng đôi với hoàng đế anh minh đẹp trai này. Hoàng thượng bắt đầu lên kế hoạch từ từ tìm hiểu xem Lưu Kim Phượng này rốt cuộc có âm mưu gì, đầu tiên phải hiểu rõ đối phương thế nào. Sáng hôm sau buổi đại lễ, Lưu Kim Phượng ngủ tới tận trưa mới dậy. Nàng được một nô tỳ tên Tố Phương hầu hạ chuẩn bị rất nhiều xiêm y, đỏ trắng xanh hồng màu nào cũng có. Vì tối qua vật lộn cũng mệt, sáng dậy vẫn chưa ăn gì, nàng mè nheo muốn ăn một bữa điểm tâm thật lớn. Xong xuôi, nàng cùng bệ hạ đi thỉnh an thái hậu, lúc đi còn cố với lấy chiếc bánh bao mang đi ăn dọc đường. Thái hậu và phi tần mong ngóng được xem mặt hoàng hậu mới. Hôm nay tới thỉnh an muộn chứng tỏ là rượu thuốc hôm qua của thái hậu có hiệu nghiệm. Hai người đang bàn luận vui vẻ thì Vân Trùng và Vân Yên cũng đến, hai người là con của mẫu phi cũng muốn đến xem mặt hoàng tẩu. Bên ngoài điện, Lưu Bạch Ngọc đến bái kiến, đây cũng chính là cô gái mà hoàng thượng nhìn thấy tối hôm nọ, đồng thời là trưởng nữ nhà họ Lưu. Hoàng thượng và hoàng hậu đến thỉnh an, mọi người đều ngạc nhiên rốt cuộc ai là người làm hoàng hậu, là Lưu Bạch Ngọc xinh đẹp hay Lưu Kim Phượng thịt mỡ này. Lần này đến đây, Lưu Bạch Ngọc chủ yếu là đến truyền đạt ý của phụ thân, cảnh cáo hoàng thượng cũng như thái hậu phải đối xử tốt với nàng. Thái hậu dù tức nhưng vẫn phải hòa hoãn cười nói thưởng nóng cho hoàng hậu nhiều vàng bạc châu báu cùng trăm tờ khế ước đất, hai người cùng xin cáo lui. Trở về điện Hương La.
Hoàng hậu gặp lại Lưu Bạch Ngọc. Hai người vui vẻ trò chuyện, hẹn nhau thường xuyên gặp mặt. Bên Hoàng hậu vui như Tết, còn bên Thái hậu và Thái phi thì ăn không trôi nuốt không xuống, mặt mày ủ rột. Thái hậu cũng như Hoàng thượng lúc đầu thầm nghĩ Lưu Bạch Ngọc sẽ làm Hoàng hậu, nhưng ai ngờ lại là Lưu Kim Phượng tầm thường khó coi này. Thái phi nghĩ ra một kế sách phải khiến Lưu Bạch Ngọc dừng lại lâu hơn ở cung điện, nhỡ đâu Hoàng thượng và Lưu tiểu thư hợp nhau thì lúc đó phong phi cũng tốt. Dù sao, Lưu Bạch Ngọc cũng là con gái đầu của tể tướng. Phía bên Hoàng thượng đang nghe cận vệ nói về tình hình Hoàng hậu. Tố Phương chính là tay trong mà Hoàng thượng cài cắm vào để nghe ngóng động tĩnh bên đó. Tại điện Hiên Thần, bệ hạ đang bước vào thì nhìn thấy Hoàng hậu đang ngó nghiêng tìm kiếm. Nàng suy nghĩ đơn giản, gửi gắm hết tâm tình vào chiếc hộp gỗ đựng những bức thư viết cho nhau rồi đặt lên gối. Đoàn Vân Chướng nhìn thấy tiện tay vứt luôn đống thư bên trong không thèm đọc. Đồng thời hạ lệnh không cho Hoàng hậu vào điện Hiên Thần nữa. Hoàng hậu cùng với nô tỳ Tố Phương đi dạo quanh cung điện, qua ngự thiện phòng rồi đến sân tập võ. Lưu Kim Phượng hiếu kỳ nhìn thấy gì cũng muốn thử, nghĩ là làm nàng muốn bánh xoay vòng nảy lực. Do sống ở nông thôn, từ nhỏ nàng đã khỏe mạnh hơn con trai vừa mới vươn vai khởi động ném bánh xoay mà ối mẹ ơi đi thật xa để trở về rồi chém tan bành cái áo giáp yêu quý của Đường hậu vệ. Chiếc áo giáp còn quý hơn tính mạng của Đường hậu vệ, được làm bằng vảy cá lá liễu mà bệ hạ ngự ban. Thấy tình thế không ổn, Hoàng hậu chuồn đi sang chỗ khác, tới Linh Su viện nơi nghiên cứu thuốc trong cung. Bên đây nàng được giới thiệu máy chiết xuất tinh dầu. Lần đầu được nghe tới tinh dầu, thấy hứng thú, cái gì cho vào được là nàng cho vào hết với quay thật lực. Rồi xong, lại cái tính ngu dốt cộng hăng hái thành phá hoại, cái máy chiết tinh dầu bốc khói tưởng cháy cả Linh Su viện. Đúng là cuộc sống trong cung đầy tẻ nhạt và đầy quy tắc, phải có thêm một số biến cố mới vui. Buổi tối, Lưu tể tướng về nhà thì gặp cố nhân. Thật không ngờ Ngư Trường Nhai ngày trước ăn mặc xuề xòa lại là tay sai của tể tướng chuyên đi nghe ngóng tình hình bên Hắc Bản. Số bức thư mà Hoàng hậu viết tương tư gửi cho Tuyên Lang lại được gửi đến Ngư Trường Nhai, và chàng cũng hồi âm viết lại. Có thể coi Ngư Trường Nhai và Lưu Kim Phượng là hai thanh mai trúc mã chơi với nhau từ nhỏ. Ngày nàng rời quê vào cung tìm cha, chàng thật tâm nói thích nàng trước nhiều người, nhưng Lưu Kim Phượng lại nghĩ sư huynh đang trêu chọc nàng. Thật chớ trêu, Lưu tể tướng nhắc lại hiện thực cho Ngư Trường Nhai biết, đừng làm việc theo cảm tính. Kể từ hôm nay, kế hoạch mà tể tướng dày công chuẩn bị suốt bao nhiêu năm qua chuẩn bị phá kén bắt đầu, có thể xảy ra một trận chiến đẫm máu, một mất một còn. Ở điện Hiên Thần, Hoàng thượng đang dùng bữa, cận vệ bên cạnh thắc mắc tại sao trong thư bệ hạ lại viết không thích món sáng tạo. Buồn nẫu ruột, Hoàng thượng sai thuyên tử đi lấy hộp gỗ đựng thư mà Hoàng hậu hôm trước đặt dưới gối lên. Mở ra bên trong viết toàn thư tình là Lưu Kim Phượng viết cho Tuyên Lang, nhưng Ngư Trường Nhai giả danh hồi âm lại. Mọi chi tiết trong thư đều là cuộc sống thật của Hoàng thượng, động tĩnh bên bệ hạ có gì thì bên tể tướng biết hết, chứng tỏ trong này có nội gián của tể tướng. Chỉ trong nửa ngày, ba cận vệ của Hoàng thượng đều bị nàng hại cho thảm hại, chó loạn gà bay, ai cũng tức tối, nhưng vì sợ tể tướng nên không dám làm gì. Đang ngồi suy nghĩ thì Hoàng đệ đi vào cầm trên tay nỏ liên hoàn phát, bách chúng. Hóa ra là để chuẩn bị cho đại hội săn thú diễn ra vào mùa xuân hàng năm. Cả Thái hậu lẫn Phi Tần đều yêu thích Lưu Bạch Ngọc, hai người say mê trong từng động tác pha trà của cô. Ba người cùng đi dạo ở Hoàng cung thì ở phía xa đã nghe thấy bọn cung nữ lười biếng cười đùa với nhau kể chuyện hôm qua Hoàng hậu đã làm loạn trong cung thế nào. Càng kể càng thấy Hoàng hậu mới không xứng với Hoàng thượng xuất chúng. Tại Lãng Mờ Các, Hoàng thượng cùng với tứ đại cận vệ đang thử nghiệm nỏ liên hoàn phát. Mọi người đắc chí đại hội mùa xuân năm nay có nỏ này thì phần thắng nắm chắc trong tay. Hoàng hậu hồn nhiên muốn tham quan hết tất cả nơi trong cung điện, nơi tiếp theo nàng đến là Khâm Thiên Đài. Leo 7749 cả ngàn bậc mới tới cổng thiên đài. Mở rộng tầm mắt, bên trong treo hàng ngàn chiếc chuông to hơn cả người, mỗi cái lại có đặc tính riêng. Lần này mọi người có đoán được Hoàng hậu lại phá hỏng cái gì không? Nàng vô ý đập đầu vào chuông chấn là chuông báo hiệu có động đất xảy ra. Mọi người nghe thấy chạy toán loạn cả lên, người bình thường quá tam ba bận nhưng Hoàng hậu đã phá quá tứ bốn bận rồi. Trong lúc hỗn loạn gà bay chó sủa, Hoàng thượng đã gặp lại Lưu Bạch Ngọc, cứu nàng thoát khỏi cảnh rơi xuống hồ. Thời gian như ngừng lại, Lưu Bạch Ngọc cảm nhận được hơi ấm từ chàng. Rốt cuộc cũng biết người gây ra họa lần này lại là Hoàng hậu, khiến Hoàng thượng tức giận phạt tất cả mọi người. Hoàng hậu bị phạt cấm túc trong điện Hương La, phải bổ túc phép tắc trong cung. Không ai nói giúp được cho Hoàng hậu, phạt là phạt, Hoàng thượng nặng lời trách móc nàng. 10 ngày nữa là đến tiệc tạ thân, lúc đó sẽ có nhiều hoàng tộc đến dự, không thể để lúc đó vì không biết lễ nghi mà Hoàng hậu lại phá hỏng bữa tiệc. Bước chân khập khiễng ra ngoài, về phòng Hoàng hậu tủi thân trách móc nam nhân trong thiên hạ đều không có kẻ nào tốt, quả nhiên nam nhân sau khi thành thân đều thay đổi. Thân thể nàng đau nhưng trong tim còn đau gấp bội lần. Nửa đêm rồi Hoàng thượng còn tìm đến Linh Su viện tìm thuốc, hóa ra là chàng để ý thấy Hoàng hậu khập khiễng bước ra ngoài, ngoài miệng nói lời cay độc nhưng trong lòng vẫn để ý từng cử chỉ của nàng. Bên này, Hoàng hậu vẫn khóc đau, vừa nằm vừa trách mắng Hoàng thượng vô tâm, chẳng biết quan tâm đến mình. Ngày trước trong thư hỏi han lắm, bây giờ xem ra toàn là trả vờ. Đúng là lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng, lúc vui lúc không vui. Đang trách móc, Hoàng hậu không để ý người bôi thuốc cho mình là Hoàng thượng, vẫn tưởng là Tố Phương hầu cận. Giật mình tỉnh dậy, hóa ra Hoàng thượng vẫn ngồi bôi thuốc nãy giờ. Con người Hoàng thượng khẩu xà tâm Phật dặn dò nàng bôi thuốc cẩn thận ngày hai lần mới nhanh khỏi. Hỏi han mấy câu lời xin lỗi ban chiều nặng lời với cô, Hoàng thượng vẫn không thể nào thốt ra được. Chuyển thành vì muốn tốt cho nàng nên mới bảo cô phải học lễ nghĩa, đau dài không bằng đau ngắn. Cuối cùng Hoàng thượng chốt lại một câu làm tròn bổn phận, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Lúc Hoàng thượng định rời đi thì nàng làm nũng bảo chân đau, cả thân thể đều đau, quá sợ hãi Hoàng thượng vội đẩy cho Tố Phương hầu hạ nốt cho Hoàng hậu một mình đi về chính điện. Hoàng thượng đi một lúc nhưng Hoàng hậu vẫn ngồi ngẩn ngơ mơ tưởng về Hoàng thượng vẫn còn yêu mình như lúc trước viết thư.
qua phủ tể tướng. Đến tối muộn, Lưu Bạch Ngọc mới từ cung trở về nhà, vừa hay mẹ cô chờ đợi mãi không thấy liền về, hai người không gặp nhau. Thực ra vốn dĩ Lưu Bạch Ngọc không phải là con ruột của Lưu Tể Tướng, vì di chiếu của tiên đế nên nhận nàng là con thừa tự. Người có hôn ước với hoàng đế là Lưu Bạch Ngọc. Nghĩ lại buổi sáng trong lúc hỗn loạn được hoàng thượng cứu, Lưu Bạch Ngọc tương tư hình ảnh chàng liền phát họa. Buổi sáng ngủ dậy, hoàng hậu thấy ba người của thượng nghi cục đến dạy mình lễ nghĩa trong cung. Từ dáng đi lời nói cách trang điểm từ nhỏ nhất cũng phải học không bỏ sót thứ nào. Hoàng hậu Kim Phượng đòi ra ngoài chơi nhưng các ma ma bảo thôi cụ xấu lắm học trang điểm đi, sinh rồi đi đâu thì đi. Phía hoàng thượng hỏi han tình hình bên đó, thầm nghĩ sẽ được nghỉ ngơi mấy ngày yên tĩnh đúng là chuyện tốt mà. Nhưng éo nhân lúc ba cháu ma ma đang chia lại tiền lương, hoàng hậu đã lẻn ra ngoài, pha này phải cho hoàng thượng bất ngờ chơi. Buổi sáng hoàng thượng phải thượng triều nghe các chúng thần trình tấu. Trương đại nhân chủ thi cao khảo năm nay bị tể tướng Lưu Yết hãm hại giữa đường, nay đứng ra vạch tội một thuộc hạ dưới trướng của tể tướng tố cáo y tham ô, nhận hối lộ, chiếm đoạt ruộng đất, đồng thời bẩm báo Lưu tể tướng làm nhiều điều ác, lộng quyền hãm hại đại thần, muôn chết khó tha. Phía hoàng hậu sau khi chuồn được ra ngoài liền chạy đi tìm hoàng thượng. Các cung nữ thấy hoàng hậu thì có vẻ hơi hoang mang sờ tai. Hoàng hậu lại nghĩ là do mình đẹp lên các cháu nó nhìn vậy. Hài đúng là sinh ra để tấu hài, nhưng ba mẹ bắt đi làm hoàng hậu đã thế lại còn bắt tự trang điểm. Đến điện Thái Hòa, hoàng thượng vẫn đang nghe chúng thần bẩm báo. Tể tướng kể công theo tiên đế đánh đông dẹp bắc, giờ lộng quyền tí mà đã ý kiến ý cỏ. Đấy anh em nào sau mà làm hoàng thượng chuẩn bị nhiều ngôi cho con thì chú ý nhé. Ba hoa trích chòe một lúc thì chuyển thành chương chấm thi có tội bôi nhọ công thần mấy đời. Đây mới chính là mối họa làm lung lay gốc rễ quốc gia. Xưa ba mẹ bắt học văn, anh em cứ kêu học văn làm gì nữa đi. Lưu Tể Tướng còn thủ sẵn thánh chỉ bắt ép hoàng thượng phê chuẩn chấp hành xử lý chương chấm thi. Bá quan trong triều thì hãi ông này lắm rồi, ổng bảo sao nghe vậy chứ lệch lạc tư tưởng là đang xuất xe vừa trái đất ngay trả đùa. Thái hậu cũng phải nể mấy phần, đang căng hơn dây đàn thì danh hài hoàng hậu bước vào phá tan thế trận. Nàng bẻ bút giải nguy cho hoàng thượng, cướp lấy thánh chỉ. Lưu Yết kiểu alo hoàng thượng, vợ mày láo thế chả biết tôn ti gì. Hoàng thượng thì ô ông điên à, con ông sao ông hỏi tôi. Lưu Yết bảo cháu nó ở nhà ngoan lắm, từ lúc vào cung mới báo thế, vợ còn không dạy được thì xử lý việc nước kiểu gì thôi, để tao xử lý chương chấm thi rồi quay lưng đi thẳng trở về điện hiên thần. Bây giờ hoàng thượng mới nhìn kỹ nương nương, chân đi chữ bát, dáng đi mạnh mẽ, trên mặt lại còn hai vầng trăng khuyết. Danh hài hoàng hậu còn hỏi lại, phong thái như này đã đáng là mẫu nghi thiên hạ chưa, biểu hiện lần sau nhất định phải trang điểm phô trương hơn, cứu tôi trời ơi. Hoàng hậu xét ơ, sao bọn kia bảo là phải trang điểm kiểu duy ngã độc tôn này. Lúc này thái hậu và hoàng muội Vân Yên tới, Vân Yên trách hoàng hậu làm mất mặt mũi hoàng thượng. Danh hài kiểu ở mất mặt thì sao, làm Vân Yên cứng họng, nghi là có người đằng sau giật dây làm xấu mặt hoàng hậu, bệ hạ đã ra lệnh xử trảm ba người ma ma, khiến Vân Yên giật mình, sau đó sai người phải tra ra được người đứng sau xem đứa nào mà láo thế. Nghe thấy thế Vân Yên sợ hãi liền xin tha ngay, trêu tí làm gì căng đòi chém đầu luôn. Còn ba ma ma kia thì hoàng hậu bắt trang điểm duy ngã độc tôn, đi dáng chữ bát thị chúng trong ba ngày vẫn tốt hơn là phải đăng nhập lại. Thái hậu định phân ma ma khác dạy lễ nghi cho hoàng hậu, nhưng hoàng hậu lý do lý chấu kêu là bị ám ảnh cưỡng chế với các ma ma rồi, đòi hoàng thượng sẽ tự mình dạy hoàng hậu lễ nghi cơ. Quê ở đâu không quá trời, cơ mà thế nào mà hoàng thượng vẫn OCE còn bảo chấm đi đâu thì hoàng hậu theo đó SOS. Hoàng hậu vội vàng chạy về dọn hết đồ đạc, cười không ngậm được mồm. Phía hoàng thượng, thuộc hạ hỏi có phải hoàng thượng không cầm được lòng trước hoàng hậu không mà lại cho vào ở cung điện. Hoàng thượng vội bảo ông chả biết cái éo gì cả, cho ở cùng là để kiểm tra xem hoàng hậu có ý đồ gì, là bạn hay thù. Nhưng khi nhìn thấy đám đồ nghề diễn hài của hoàng hậu có vẻ không gây sát thương, liền muốn tạo điều kiện cho hoàng hậu chọn một món vũ khí phòng thân. Hoàng hậu nhanh chóng nhặt ngay bình xịt hơi cay để đuổi bọn biến thái sàm sỡ. Thái giám ở cạnh kiểu tôi năm nay hơn 30 tuổi rồi chưa gặp trường hợp nào như này. Cơ mà cái bình này thì chưa đủ dụng cụ gây án, nên hoàng thượng ấn vào tay hoàng hậu thêm con dao ngọc. Tiếp đó đưa cho hoàng hậu quyển cung quy dài hơn đường tình duyên của hoàng hậu. Tối đó hoàng hậu đang đọc sách liền từ từ rút con dao mới được tặng. Thị vệ bên ngoài đã chuẩn bị sẵn sàng ập vào, cơ mà sập dai danh hài lăn ra ngủ luôn ạ. Từ bây giờ hoàng hậu với hoàng thượng sẽ đi cùng nhau trong mọi hoạt động như hình với bóng. Kể cả lúc dùng điểm tâm, lúc lên điện Thái Hòa bàn chuyện chính sự hay dạo chơi bên hồ cũng phải đi theo. Hoàng hậu được thả ra ngoài chơi một canh giờ vì các biểu hiện gọi là tạm được, vì tuyên lang nàng không sợ khổ cố gắng học thật tốt cung quy. Ngẫm lại để học được quy củ trong cung tốt như vậy hoàng thượng đã phải cực khổ thế nào rồi. Chàng như đỉnh núi còn nàng muốn theo kịp phải thúc ngựa đuổi theo. Muốn trở thành mẫu nghi thiên hạ nàng phải cố gắng thật nhiều mới xứng với chàng. Hoàng đệ Vân Trùng không có việc gì làm đi dạo lại gặp Minh Ngọc và hoàng tẩu đang ngồi đó. Hoàng hậu hết giờ nghỉ ngơi chạy đi tìm hoàng thượng. Hoàng thượng phía này đang suy ngẫm vì sao hoàng hậu còn chưa ra tay ám sát. Mưu thần bên cạnh xui là dùng dao lộ liễu quá, phải tạo điều kiện cho hoàng hậu dùng độc dược, ủa nghĩ mưu giết mình mà nhiệt tình vậy. Còn Minh Ngọc hai người cùng đi dạo, tình cờ đi qua đình hóng mát ngày xưa hai người cùng thả diều ở đó. Kỷ niệm ùa về, năm đó cả hai còn bé mới 6 tuổi, chiếc diều giấy của Minh Ngọc bị mắc bên trên, chính Vân Trùng lấy xuống cho nàng. Cô tò mò món đồ chơi trên tay Vân Trùng đó là con chuồn chuồn mà anh bện từ hai lá rong. Bên trong điện của anh còn có nhiều thứ hay ho hơn thế nữa.
Vân Trùng muốn rủ nàng cùng về xem nhưng Minh Ngọc từ chối thẳng mặt nói anh không lo làm việc đàng hoàng suốt ngày ham chơi, vô vị và ấu trĩ lại tự mình đa tình. Nhớ lại hồi nhỏ nàng cũng bảo Vân Trùng ăn không ngồi rồi bày kế đuổi Vân Trùng đi. Đây mới đúng là con gái của Lưu Tể Tướng chứ danh hài hoàng hậu thì chắc nhặt đâu về. Hoàng hậu trở về điện Hiên Thần gặp hoàng thượng học tiếp lễ nghi. Vừa vào tới cửa đã gặp ngay Thẩm Ngạo bên Linh Su Viện đang bắt mạch cho hoàng thượng không được khả quan lắm, trình ra nhiều bệnh ảnh hưởng long thể. Vì sợ hoàng hậu nếu nghe thấy bệnh tình sẽ buồn sầu nên bảo tất cả lui xuống hết, sai người thông báo cho hoàng hậu nghỉ thêm một canh giờ nữa. Thấy hoàng hậu rời đi hai người ngừng diễn kịch, phim gì đâu toàn danh hài. Ra ngoài hoàng hậu hỏi Thẩm Ngạo bệnh tình của hoàng thượng, Thẩm Ngạo được dịp miêu tả cứ như COVID-19 kèm thêm ít hiệu ứng thở khó khè. Thẩm Ngạo cho cô lọ thuốc pha lẫn kê đơn mỗi ngày một lần, mỗi lần một giọt thì bệnh tự khắc khỏi, còn nếu cho quá liều cơ thể tự loạn mà chết. Từ nhỏ đã sống ở thôn quê mấy loại canh trị cảm giảm ho nàng đều biết hết. Chính tự tay hoàng hậu xuống bếp nấu bát canh tẩm bổ cho hoàng thượng. Một giọt là khỏi bệnh, cả lọ là chết không còn dấu vết. Tình cơ Tố Phương nhìn thấy hoàng hậu đổ cả lọ vào canh, sợ hãi liền về bẩm báo với hoàng thượng, nỗi oan này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết. Lúc sau hoàng hậu mang canh nấu xong lên cho hoàng thượng bồi bổ, nghĩ rằng trong canh có độc nên chàng không uống. Đẩy qua đẩy lại thì danh hài làm một hơi hết sạch trước sự ngỡ ngàng con cá vàng của hoàng thượng. Hóa ra cái lọ dốc vào canh kia là nước sinh lực từ các loại thảo dược hoàng hậu mang từ quê lên. Sau đó hoàng hậu rủ hoàng thượng đi leo núi, hoàng thượng lại nghĩ à thì ra là trong cung ra tay không tiện muốn ra ngoài cung mới ám sát hả, hai người đâu mà cứ suy bụng ta ra bụng người vậy. Ngày mai hoàng thượng có việc cần xuất cung, ngay buổi tối hôm đó ngài đã sai Đường thị vệ đi làm một số việc thần bí ngay trước cửa điện. Còn bên trong hoàng hậu vẫn đang vận lộn với đống quy tắc trong cung, bên cạnh là lọ thuốc lúc sáng Thẩm Ngạo đưa vẫn đầy bên trong. Tố Phương ngạc nhiên, không phải lúc sáng nàng đã cho hết thuốc vào canh rồi sao bây giờ vẫn còn ở đây? Hóa ra lúc sáng cho vào canh là nước sinh lực, vì suy nghĩ cho Tuyên Lang nên nàng không muốn giấu hoàng thượng lén đổ thuốc vào canh, nàng tôn trọng quyết định của bệ hạ. Vì tối qua nói dại lên sáng sớm nay danh hài đang ngủ thì bị lôi đi leo núi Khuynh Thành, cả hai người đều không dẫn theo một ai đi cùng. Phía bên Tể Tướng cũng nhận được thông báo hôm nay hoàng thượng cùng hoàng hậu xuất hành leo núi liền sai người theo dõi. Izo không phải idol mà có nhiều người theo dõi quá, ước gì mọi người xem kênh cũng tiện tay thêm cho mình một follow thì hay biết bao. Nói là leo núi nhưng thực chất là ngồi xe ngựa lên đỉnh núi ăn bánh uống trà thưởng thức ngoại cảnh. Thật là có tiền chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng không có tiền thì chắc chắn không hạnh phúc rồi. Tức cảnh sinh tình, chàng liền ngẫu hứng đàn tặng nàng một khúc cơ, mà khúc này là khúc nào mà liền trong một canh giờ chưa xong. Trong đầu hoàng thượng đang nghĩ ra tay đi tao đàn cũng mỏi lắm rồi. Hết đàn chuyển qua làm thơ, hoàng thượng cố ý đọc câu thơ ra ám hiệu cho sơn tặc mai phục sẵn chạy lên kề đao uy hiếp hai người. Thấy tình thế không ổn, sư huynh Ngư Trường Nhai che mặt bay lên cứu nàng. Trong lúc kéo hoàng hậu chạy trốn thì gặp quân sĩ chặn lại, một người không thể định lại 10 người nên Trường Nhai đành bỏ lại người thương. SOS hoàng hậu số hưởng thật. Hoàng thượng dẫn nàng đi chạy trốn, giữa đường bệnh hen suyễn của hoàng thượng tái phát, mặt chàng trắng bệch, lần này chắc không phải trả vừa đóng kịch đã yếu còn hay ra gió. Hoàng hậu đau lòng gọi người nhưng không thấy ai, một mình cõng hoàng thượng đi tìm chỗ trốn. Hoàng hậu tìm vị thuốc mọc dại nhai nát đắp cầm máu cho chàng. Ngư Trường Nhai và thuộc hạ của Lưu Tể Tướng nói về chuyện hợp tác của đôi bên nhưng bất đồng ý kiến, tên thuộc hạ tức giận đập bàn bỏ về, chỉ còn Ngư Trường Nhai ngồi buồn một mình. Trong mắt Kim Phượng, chàng chỉ là một người bạn thanh mai tài giỏi thông minh, mỗi lần có gì không hiểu lại tìm chàng nhờ giải thích, buồn cho cuộc tình đơn phương này. Bên trong động, hoàng thượng tiết lộ chuyện ban sáng không cho ai đi theo là vì để Đường hộ vệ về thôn Đông Ba đón mẹ nàng lên cung cùng tham dự lễ tạ thân, phải chăng muốn làm nàng ngạc nhiên. Trở về cung điện có nhiều chuyện phải suy nghĩ lo toan không như ở trên núi. Hoàng hậu lo chuẩn bị gì cho ngày mai mẹ lên kinh thành, còn hoàng thượng trở về đã bị đàn áp bởi Lưu Yết. Lưu Tể Tướng ép Trương Ngự Sử từ chức rồi tiến cử Uông Khiêm làm Ngự Sử Đài thay thế cho Trương Ngự Sử. Hoàng thượng tìm đến hoàng đệ mượn cung bắn chim ưng chuẩn bị cho mục đích đại sự. Hóa ra hoàng đệ lại là thiên tài chế tạo anh em ạ. Tại Lãng Mờ Các, đội cận vệ được tuyển chọn từ những người giỏi nhất đang ra sức luyện tập không ngừng nghỉ nhằm đánh bại vệ quân của Lưu Yết. Ngày diễn ra lễ tạ thân, hoàng thượng có ý định mời Tể Tướng đi ngâm suối nước nóng mang danh nghĩa là con rể, đến lúc đó Tể Tướng sẽ không từ chối được. Lúc tắm sẽ không thể phòng bị được, mọi hành động lần này đều diễn ra ở cung Thanh Trì. Lần này là cuộc đấu ngươi sống thì ta chết. Các thuộc hạ đều thề chết theo hoàng thượng, nếu thất bại thì chỉ cần đăng nhập lại xe vừa trái đất, còn may mắn thành công thì nhân dân sẽ lại thấy ánh mặt trời, cuộc sống ấm no thái bình. Trong điện Hương La, hoàng hậu đang cố gắng nhớ tên từng người sẽ tham dự lễ tạ thân ngày mai. Biết là hoàng thượng mở lời mời Tể Tướng đi tắm sẽ không thành, liền đến đây lôi kéo nàng mời nhạc phụ đi tắm, lấy lý do để tạo mối quan hệ thân thiết hơn. Phủ Tể Tướng, một vị khách thần bí giữa khuya tìm đến gặp Lưu Tể Tướng. Cuối cùng sau bao ngày mong ngóng, ngày lễ tạ thân cũng đến. Các bá quan triều đình và thái hậu thái phi đã có mặt từ sớm đầy đủ nhưng vẫn chưa thấy hoàng thượng, hoàng hậu đâu cả Tể Tướng nữa. Cả đời làm chuyện tốt không ai biết, một lần làm chuyện xấu đồn xa vạn dặm. Đúng với hoàng hậu Lưu Kim Phượng, chuyện nàng không hiểu lễ nghi làm xáo trộn cung đình đã đến tai các hoàng tộc. Cuối cùng thái hậu ra mặt mời mọi người ra Bắc Ngự Phương Viên thưởng hoa uống trà trước khi vào đại tiệc. Đường hộ vệ từ thôn Đông Ba trở về một mình thông báo với hoàng thượng không tìm thấy bóng dáng Vĩnh Phúc phu nhân đâu. Trước đó một ngày phu nhân đã biết mất khỏi thôn, không ai biết bà đi đâu cả.
tránh làm lớn chuyện thêm. Tạm thời tin tức phu nhân mất tích không được nói cho bất kỳ ai biết, để đại lễ kết thúc xong xuôi đã. Trong lúc các hoàng tộc sốt ruột không muốn đợi nữa xì xào bàn tán hoàng hậu không biết phép tắc mới làm dâu đã không coi bề trên ra gì, thì hoàng hậu tới lễ phép xin lỗi mọi người, do muốn chuẩn bị chu đáo đại lễ này nên đã đến muộn. Nàng mang 4 khay điểm tâm đại diện 4 mùa do danh hài đầu bếp Tiểu Xài lên xin các vị trưởng bối thứ lỗi. Không ngờ mới có mấy ngày không gặp mà hoàng hậu đã tiến bộ nhiều như vậy, cư xử phải phép. Nhờ bảo bối hoàng thượng cho hôm nay nàng tự tin nhớ mặt từng người. Đầu tiên là người có nốt ruồi bà mối Yến Lão Thân Vương, tiếp theo người cao 2 trượng 4 thước Trần Quốc Công, Bình Ninh quận chúa. Cô gái xinh đẹp này là ai, sao lại không có mặt trong tập tranh của hoàng thượng? Thái hậu với thái phi đứng một bên sốt ruột, may kịp lúc hoàng thượng đến đây là phi tần của bệ hạ là Mộc Vương phi. Yến tiệc bắt đầu, hoàng thượng với hoàng hậu ngồi lên chủ tọa. Lúc này nàng thắc mắc rốt cuộc Tư Tĩnh Đường đã đưa được mẹ nàng lên kinh chưa, sao không thấy đến. Đoàn Vân Trướng không muốn làm lớn chuyện mới nghĩ ra mẹ cô vì không muốn nhìn thấy Lưu Bọ Cạp nên mới không tới để lừa nàng. Đang nói chuyện thì tể tướng đến với cùng một mỹ nhân, không ai khác chính là Vĩnh Phúc phu nhân. Nhân tiện có đầy đủ mọi người ở đây, mẫu thân xuất hiện công khai cùng tể tướng. Hoàng thượng có ý định mời phụ thân phụ mẫu đi tắm suối nước nhưng tể tướng đã từ chối lấy lý do có việc ở quân cơ các. Tiệc vừa tàn, hoàng thượng liền sai người thu dọn đồ của Kim Phượng dọn về điện Hương La. Bên Lưu Yết ủ mưu thì bên hoàng thượng cũng đang ra sức rèn luyện một đội quân hùng hậu, không biết bằng cách nào cũng phải giành được chiến thắng. Một mình Lưu tể tướng vào khu chiến đấu cũng không làm giảm sự oai phong của người. Chả trách ngày xưa đã vào sinh ra tử với tiên đế. Qua mấy chiêu Lưu Bọ Cạp đã hạ gục hết đội quân mà hoàng thượng tâm đắc. Biện pháp cuối cùng sử dụng nỏ liên hoàn phát hàng trăm mũi tên bắn ra, Lưu tể tướng đã trúng một mũi. Thấy Lưu tể tướng trúng tên, hoàng thượng rút dao đi đường quyền về phía tể tướng, nói là đi đường quyền cho oai, chứ còn chưa đâm chém được cái nào đã bị bẻ tay bung cả dao. Thấy không ổn, thị vệ bên ngoài của hoàng thượng chờ sẵn lập tức xông vào ứng phó, kèo này khả năng tể tướng ngán luôn, nhưng mà là đập bọn này ngán ấy. Vĩnh Phúc phu nhân và hoàng hậu đến thấy bệ hạ ngồi cứ như đang xuất rồi thì hoảng lắm, Lưu tể tướng ở bên đối diện kiểu nó mới bị đập mấy cái chật vai thôi, gào khóc cái gì. Lúc này hoàng thượng vẫn cố gọi cung thủ bắn chết tể tướng, ơ mà chả thấy đứa nào thưa, hóa ra nhóm cung thủ đã bị ngư trường nhai bắn điểm xạ gãy hết rồi. Vĩnh Phúc phu nhân trách mắng hai người có phải nít lên ba đâu mà còn choảng nhau, rồi gọi người dọn sạch sẽ chỗ này và dẫn hai người đi xử lý vết thương. Ơ thế nào mà cụ thái giám này vẫn chưa bị ăn đòn nhỉ, hôm qua còn thề theo hoàng thượng vào sinh ra tử mà nay trốn nhanh thế. Hoàng thượng định truyền thái y thì bị tể tướng ngăn lại, ông hỏi chả lẽ hoàng thượng muốn tất cả mọi người biết ngài muốn ám sát tể tướng sao, rồi bọn thuộc hạ trung thành của tể tướng mà biết thì lại đánh nhau to. Sau đó Lưu tể tướng tới nắn vai cho hoàng thượng, còn dạy hoàng thượng nếu không có bản lĩnh thì đừng điên, còn đã điên rồi thì phải điên tới cùng. Mũi tên hôm nay nếu có tẩm thuốc độc thì mạng này của tể tướng khó giữ rồi. Hoàng thượng xét thôi, giờ việc đã rồi, ông muốn chém muốn giết thì lẹ lẹ đi, còn dạy dỗ gì nữa. Lưu tể tướng lúc này tiếp tục dạy hoàng thượng không thể dồn đối thủ vào chỗ chết thì tốt nhất cố gắng mà làm bạn với hắn, không làm được bạn thì sống hòa bình vui vẻ chan hòa tình yêu thương. U là trời, từ phim hài mà chuyển thành phim triết lý cuộc sống luôn rồi anh em ạ. Hoàng hậu bên này nghĩ kiểu gì cũng thấy tuyên lang của nàng lấy danh nghĩa mời nàng tắm suối nước nóng để ám sát cha nàng Lưu tể tướng. Vĩnh Phúc phu nhân ở bên cạnh thì kiểu ơ thế giờ mày mới nghĩ ra à? Thôi chuyện bé tí teo đôi khi phải mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua. Hoàng hậu đáp ngay mạng người thì chuyện nhỏ cũng được, nhưng mà danh tiếng của con thì nó to. Buổi tối trên bàn ăn thái hậu khen Lưu tể tướng tắm suối nước nóng xong nhìn sắc mặt trắng hẳn, à thì cũng mới bị trúng một mũi tên chứ trúng độ chục mũi nữa thì trắng bạch luôn ấy chứ. Người tung kẻ hứng, Vĩnh Phúc phu nhân và thái hậu nói chuyện vui vẻ hợp ý, còn phía danh dài thì vẫn cay chuyện hồi sáng lắm, hoàng thượng định gắp món gì liền chọc đũa tranh. Hoàng thượng sáng mới bị đập xong cũng chả vui vẻ gì, giờ bị thế tức giận đập đũa, hoàng hậu liếc mắt qua kiểu rồi sao chú thích gì. Bực quá Kim Phượng định nói ra cho thái hậu thì bị hoàng thượng cản lại, hoàng hậu bèn kéo tay hoàng thượng ra khỏi bàn ăn đi ra ngoài. Định tìm chỗ nói chuyện riêng mà các cháu cứ ở đâu nhảy ra phá, mãi mới có chỗ yên tĩnh. Tính tình tự cao thích làm việc một mình, hoàng thượng không xin lỗi cũng chẳng giải thích cho nàng hiểu, còn bảo hoàng hậu hãy giữ im lặng đừng có nói ra chuyện ám sát. Có những chuyện phải cần có trí thông minh mới hiểu được, cô thì không hiểu được đâu. Hoàng hậu lúc này cũng vào vấn đề chính luôn, chuyện của hoàng thượng và Lưu tể tướng cô không quan tâm. Cái cô nghĩ tới là việc hoàng thượng đã lừa cô, nhưng cô đã suy nghĩ rất lâu, đã hiểu cho hoàng thượng. Hoàng thượng giống như trong tiểu thuyết phải lòng con gái của kẻ thù. Chàng không thể không đấu với Lưu Yết, cũng không thể làm cô bị tổn thương nên đành lừa cô hết lần này tới lần khác. Nếu chàng có điều gì còn lừa ta nữa thì thành thật ăn năn nói nốt ra, ta sẽ đắn đo đau khổ do dự chút rồi tha lỗi cho. Ôi danh hài của chúng ta đây rồi, cãi nhau một hồi thì còn lộ ra là trước giờ thư từ với cô là do Lưu Yết tự viết chứ có phải của hoàng thượng. Thấy có vẻ chưa thuyết phục lắm, hoàng thượng đưa lệnh bài xuất cung cho hoàng hậu tự đến phủ tể tướng kiểm tra, còn hoàng thượng vào bàn ăn thông báo. Thấy vậy Lưu tể tướng cùng Vĩnh Phúc phu nhân xin phép cáo từ về luôn. Ra tới cửa thị vệ bảo xe ngựa của Lưu tể tướng bị báo thủ hoàng hậu tranh mất rồi, sau một hồi tấu hài thì hai người đành cưỡi ngựa về. Ba hộ vệ bị Lưu tể tướng đập cho tơi bời đang ngồi than thở, quả ám sát thất bại này khả năng chưa kịp thoát kiếp FA thì đã đăng xuất. Lúc này thì hoàng thượng xuất hiện, xin lỗi anh em vì kế hoạch thất bại làm anh em lo sợ.
Danh hài tiểu xài trách người của Đường hộ vệ làm lộ tin tức, Đường hộ vệ chúng nó có biết tin gì đâu mà lộ. Thẩm Ngạo thì không đưa ra ý kiến gì thêm, cả bốn người đang thắc mắc lý do gì Lưu Yết biết trước kế hoạch của họ. Thì Hoàng thượng gọi tiểu xài và Đường hộ vệ ra ngoài. Về đến biệt phủ, người làm thấy tể tướng như bắt được vàng. Bên trong Nương Nương đang làm loạn đập phá hết đồ đạc trong thư phòng, tể tướng vội bảo đưa phu nhân vào còn mình chạy vội tới thư phòng. Vĩnh Phúc phu nhân kiểu tôi còn chưa đồng ý mà, vớ va vớ vẩn. Loạn một hồi, biết Hoàng thượng đã nói ra hài đánh không lại, liền đi hớt lẻo thật không có tiền đồ mà. Không chối được tể tướng mới thừa nhận thư cô viết được gửi thẳng tới phủ, sau đó ông đã nhờ người viết thư hồi âm. Bị cha lừa cay quá nàng muốn bỏ cung đi về thôn Tiên Ba. Thấy không cản được Lưu tể tướng dọa sẽ giấu Vĩnh Phúc đi không cho cô gặp mẹ. A tức quá được quả này cô sẽ về quậy banh cái cung lên cho ông mất mặt chơi. Trước khi đi cô còn xé tan bức thư của Lưu tể tướng viết cho mẹ mình, tức chết thôi con với chả cái không biết giống ai mà chả uy tín gì. Con đòi về, đến cửa phòng lại thấy Vĩnh Phúc cũng đang chuẩn bị tay nải về quê, ảo thật giàu như này mà vợ con nó vẫn muốn bỏ. Cứng không lại nóc nhà Lưu tể tướng bèn sử dụng khổ nhục kế giả bộ vết thương tái phát giữ chân bà ở lại. Mềm lòng cuối cùng bà vẫn ở lại chờ khi nào lão khỏi bệnh thì tính tiếp. Hai mẹ con Bạch Ngọc Hiếu Kỳ muốn đến xem mặt người vợ chính thức của Lưu tể tướng. Sau này có bị đuổi ra ngoài còn biết đường chuẩn bị từ bây giờ. Tể tướng đang nói chuyện với thuộc hạ Tạ Quân mang tiền tới cảm ơn sự bảo vệ của tể tướng. Ông cho mang số tiền đó vào kho niêm phong không, vì Tạ Quân đang trấn thủ Lũng Tây, vẫn còn trấn nhiếp Tây Nguyệt thì đã xử hắn từ lâu. Đang nhiên thì đụng phải hai mẹ con Bạch Ngọc tới xem Vĩnh Phúc phu nhân, ông liền tiện đuổi về. Rồi bảo Bạch Ngọc vào thư phòng nói chuyện. Bạch Ngọc hỏi thư phòng ông vừa bị trộm sao mà nhìn kinh thế, Lưu tể tướng đáp bị cướp đấy chứ trộm nào lục tung hết như này. Rồi bảo Bạch Ngọc chuẩn bị vào cung lâu dài, vì hoàng hậu luôn nghe nàng. Nàng vào đây thứ nhất là trông chừng không cho nó quậy gì quá, thứ hai là thường xuyên thông báo động tĩnh hai người hoàng hậu và hoàng thượng, ngày mai sẽ xuất phát vào cung luôn. Một mình trở về cung Nương Nương tủi thân khóc lóc. Nàng thất tình rồi, bây giờ cần có rượu để giải sầu, bảo Tố Phương chuẩn bị tìm chỗ ngắm sao cho đúng tâm trạng. Trong lúc xem tấu chương, bệ hạ nhìn thấy mẩu giấy viết tay hoàng hậu kẹp vào, mong chàng sớm khôi phục trí nhớ, nàng sẽ cố gắng làm mẫu nhi thiên hạ. Nghĩ đến người vợ này, hoàng thượng định đi đến điện Hương La, lại được thái giám bẩm báo Nương Nương đang ở Khâm Thiên Đài. Không phải là cô ấy nghĩ quẩn định nhảy lầu chứ? Lên đến nơi thì thấy nàng say ngoác cần câu đang nằm dưới đất, bên cạnh la liệt bức thư ngày trước nàng viết. Hoàng thúc coi Khâm Thiên Đài thì kiểu vợ ngươi chứ không phải vợ ta, làm nào kệ ngươi. Không đành lòng, mặc dù cơ thể nàng gấp đôi nhưng vẫn đành cõng nàng đi xuống hơn 200 bậc cầu thang. Sáng ngủ dậy thấy toàn thân đau dã rời, thắc mắc không phải hôm qua nàng uống rượu đến tận đêm ở Khâm Thiên Đài sao? Nô tỳ định nhắc nhở là bệ hạ thì Nương Nương ngắt lời, từ giờ Tuyên Cầu là cách gọi mới mà hoàng hậu đặt cho bệ hạ. Từ nay cuộc chiến không chỉ có hoàng thượng với tể tướng nữa mà còn thêm giữa bệ hạ với nàng. Người bên ngoài chạy vào bẩm báo, hoàng hậu không quan tâm cơ mà hoàng thượng bảo hoàng hậu có thể rời cung đừng trở về nữa. Hoàng hậu nghe mà sôi máu, nghiến răng nghiến lợi chửi đúng là Tuyên Cầu mà. Bên này hoàng thượng đang cùng Tâm Phúc bàn kế đối phó Lưu Yết, nói không muốn hoàng hậu bị mắc kẹt giữa chàng và Lưu tể tướng. Tiểu Sai bên cạnh vuốt mông ngựa nói hoàng thượng đúng là thánh nhân, Bồ Tát sống. Lúc này hoàng hậu xông đến Hiên Thần Điện, khiến Tiểu Sai và thái giám rúng gió vào, cô nói hoàng thượng chỉ giỏi bắt nạt đàn bà con gái cùng Lưu bọ cạp, một người hôn quân một người gian thần giống nhau. Tưởng chị hiền mà bắt nạt à, chị lại trả đốt cả nhà ấy chứ. Hoàng hậu xả một tràng nói một lèo không cho bệ hạ mở lời, còn cảnh cáo cô đã là hoàng hậu thì mãi mãi như vậy không rời khỏi cung nửa bước. Nói xong quay về chuẩn bị bản tố cáo thông báo cho toàn quân thần biết, công khai nói xấu xỉ vả vào bộ mặt của hoàng thượng, khẳng định lúc trước do kẹp đầu vào cửa không biết đúng sai mới yêu tên Tuyên Cầu này, nhưng từ giờ mắt khỏi đầu thông, tuyên bố cô và hoàng thượng đường ai lấy chấm hết. Mọi người thắc mắc sao mới hôm qua còn hạnh phúc một câu tuyên lang hai câu bệ hạ mà hôm nay lại giở trò làm càn quậy tung cung điện. Con gái thật khó hiểu, lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng. Nghe mấy lời hoang đường đó, hoàng thượng bực tức lập tức bãi triều đi tìm Nương Nương tính sổ. Đi giữa đường đã gặp người cần tìm, hoàng thượng chặn cô lại, giữa ban ngày ban mặt hai người lôi lôi kéo kéo mất hết thể diện. Nương Nương khẳng định buổi sáng đã nói rõ ràng đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng, đừng đến tìm nàng nữa. Biết nói lý lẽ không được, hoàng thượng xoay qua nói chuyện đạo nghĩa vợ chồng, làm vợ thì phải biết giặt giũ nấu ăn làm việc nhà chứ. Ha ha, rồi xem hoàng thượng ta mà ra tay thì gạo xay ra thành cám. Đến lúc đó Nương Nương sẽ tự động cuốn gói về quê thôi. Tại ngự thiện phòng, bày ra la liệt nào cá nào thịt rồi rau củ quả không thiếu loại nào. Làm bữa sáng cho hoàng thượng mà Nương Nương tưởng cho cả đoàn người ăn. Đúng là sướng như vua, sáng ăn 30 món, trưa ăn 40 món, tối ăn 20 món, tổng cộng là 90 món tất cả. Hôm nay là buổi đầu nàng thực hiện, chỉ cần làm 20 món là hoàng thượng đã khai ân lắm rồi. Tưởng dùng cách này để nàng tình nguyện rứt áo ra đi sao, có mà nằm mơ. Danh hài nhanh trí làm một nồi lẩu thập cẩm rồi gắp mỗi topping vào một đĩa đủ 20 đĩa, 20 món. Đến giờ dùng bữa, các món bày ngay ngắn trên bàn chờ hoàng thượng đến thử. Màu sắc có thể không đẹp nhưng hương vị thì có một không hai. Bệ hạ ăn thử một miếng không tìm miệng được lại gắp tiếp liên miệng khen thức ăn ngon. Vốn dĩ định làm khó Nương Nương tự động rời đi mà không nhờ lại chúng kế, ngược lại bị đau bụng Tào Tháo đuổi. Tiếp theo đến công việc giặt giũ, tất cả quần áo của hoàng thượng cho hết vào một thùng giặt to.
Không cần biết có lụa là gấm vóc thế nào, nàng cứ dùng chân dẫm thật mạnh quần áo màu lẫn lộn áo trắng, miễn là bảo nàng giặt thì giặt thế nào chả được. Lần này hoàng thượng có mà tức không nuốt trôi cơm, tiếp đến là dọn chuồng ngựa. Một hai đường quét, dọn sạch nơi đây, phân ngựa cũng được mang đi bón cho cây trồng. Hoàng thượng đến kiểm tra thấy sạch sẽ tinh tươm, thấy sai sai chỗ nào thì phải đếm lại, thì phát hiện con ngựa Ngân Vân yêu quý của mình bị hoàng hậu cạo sạch lông. Ai dô đụng tới ta thì được, đụng tới ngựa của ta thì nhất định phải va chạm. Bỏ xuống lớp ngụy trang hoàng hậu hiền từ thục nữ, Lưu Kim Phượng sống với đúng bản thân năm xưa, hàng ngày mỗi bữa phải ăn 7 bát phần cơm, lượng thức ăn vô kể, sức ăn còn hơn cả các thị vệ. Lại còn mồm năm miệng 10, thấy không được nghe liền đổ nước không cho Bạch Ngọc đọc sách nữa. Bạch Ngọc bình thường vinh váo tự đắc, gặp hoàng hậu cũng đành tắt điện. Hơn nữa hoàng hậu còn nuôi thú cưng là con nhện độc, từ cổ chí kim phàm nuôi nhện độc toàn đại ma đầu, chứ ma đầu mới nổi làm gì nuôi nhện đâu. Tờ tấu trạng hoàng đệ Vân Trung nghe ngóng tập hợp được tình trạng dài như tờ sớ, tội của hoàng hậu cũng nhiều quá rồi. Lại thêm đường hộ về báo cáo là thôn Tiên Ba là thôn khắc phu, khả năng hoàng hậu cũng khắc phu khiến hoàng thượng hết hồn con trồn. Cả bốn cận vệ và hoàng thượng cùng nhau nghĩ cách đuổi hoàng hậu ra khỏi cung. Trận này cần bày binh bố trận kỹ càng, lên kế sách rõ ràng, vừa phải ra tay có chừng mực, vừa phải đạt hiệu quả cao nhất đuổi được hoàng hậu ra khỏi cung. Đường hộ vệ hiến kế nương nương không sợ bất cứ điều gì, duy chỉ sợ nhất là sửa mặt, sau các pha nấu ăn, giặt đồ. Dọn chuồng ngựa quá bá đạo thì nay hoàng hậu không cần làm gì hết, khuyến cáo anh chị em không học theo nhé, không lại khiến sức mẻ tình cảm gia đình thì AD không chịu trách nhiệm đâu. Bốn chàng ngự lâm thực hiện rủ nhau đi uống rượu với nương nương, bắt đầu tâng bốc khen ngợi cô nói xấu hoàng thượng để tạo niềm tin với nàng. Liên tục chuốc say cô bất tỉnh để hành động dễ dàng. Vừa ngất xuống nàng được đưa tới Linh Xu Viện để thực hiện kế hoạch sửa mặt. Trên bàn phẫu thuật, nàng tỉnh lại thì thấy bị trói thành từng khúc, bất giác gọi Tố Phương thì bốn người Thẩm Ngạo, Vân Trùng, Tiểu Sai, Tiểu Tĩnh lần lượt đi ra nói là được nương nương chiếu cố nhiều lên, muốn báo đáp tặng nương nương một khuôn mặt đẹp hơn. Trên đời, Lưu Kim Phượng không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi sửa khuôn mặt tiểu khả ái này. Bây giờ đã là cá nằm trên thớt, sợ hãi kêu người thả ra. Ha ha, vô ích thôi, sẽ không ai đến cứu hoàng hậu cả, anh chị em cứ chê xấu đi, khéo pha này tác giả đổi diễn viên luôn. Bên ngoài hoàng thượng đến kiểm tra tình hình ngoài cửa, không biết bên trong đang làm gì. Nghe loáng thoáng thấy tiếng hoàng hậu la hét vọng ra bên ngoài, sốt ruột cuối cùng hoàng thượng vẫn đi vào. Phía bên trong hoàng hậu dùng sức ba bỏ chín châu giật đứt dây trói, song toang chạy đâu mấy con sâu. Chiến công đầu là Thẩm Ngạo bị nàng ném bung cả cửa, liếc thấy hoàng hậu hung thần ác sát quá a giả vừa xỉu. Bệ hạ định vào giải cứu hoàng hậu, thế éo nào hoàng hậu thì không sao, nhưng hoàng thượng thì có sao đấy. Hai người đuổi nhau ra ngoài sân Linh Xu Viện chửi bới bệ hạ thốt ra đồ đanh đá rồi chuồn nhanh mất. Chạy đến cầu hoàng hậu rút dép ném như mấy mẹ Việt Nam, thái giám thuyên tử chúng đòn xỉu hoàng hậu phi tới túm tóc hoàng thượng. Hoàng thượng cũng không vừa túm lại tóc hoàng hậu, không má nào chịu thua má nào. Lúc này ba thanh niên phá game tới thấy vậy định lao lên giúp hoàng thượng cơ mà nhìn thấy thuyên tử vẫn nằm đó khiếp quá chuồn hết, đúng là huynh đệ tốt mà. Tới khi thái hậu với thái phi đi ngang qua nhìn thấy lúc này hai người mới buông nhau ra, hoàng hậu còn ăn gian bồi thêm một cú vào mặt hoàng thượng. Dưới lời trách móc của thái hậu bảo cô làm càn không có phép tắc, Kim Phượng rốt cuộc giọt nước tràn ly không chịu được nữa. Cô tự có lòng tự trọng của mình, nếu người đó đã không thích thì thôi, cô nâng được buông được, đồng ý với hoàng thượng không cần tốn công tốn sức đuổi nữa, cô tự về. Đến phòng, nàng tự tay viết đơn ly hôn rời xa hoàng cung nhiều lễ nghi gò bó về quê sống tự do vui vẻ cùng mang con nhện bảo bối đi theo. Tìm tới tìm lui thì thấy con nhện chui vào lọ thuốc mà lần trước Thẩm Ngạo kê đơn trị hen suyễn cho bệ hạ đã chết kỳ tử trong đấy. Nghi ngờ người này có ý đồ, nàng chạy đến điện hiên thần tìm hoàng thượng nói lời cuối, tình cờ nương nương phát hiện tập thư tình ngày trước mình viết đang nằm ngay ngắn trên bàn chính điện. Suy nghĩ lại không phải buổi tối nàng uống say trên Khâm Thiên Đài đống thư này đã xé nát sao còn ở đây. Bây giờ Kim Phượng mới biết hôm đó là hoàng thượng cõng cô về cung. Tại sao bình thường khẩu chiến với nàng như vậy mà tối hôm đó lại tử tế như vậy, người nói một đằng làm một nẻo. Nô tỳ Tố Phương bên cạnh khuyên nhủ cô đừng rời cung vội, nhưng ý nàng đã định cứ quyết định như vậy. Đang suy nghĩ thì có thích khách lẻn vào điện hiên thần có mưu đồ bất chính, chỉ có mình cô với nô tỳ ở đấy đuổi theo. Mấy người chạy đến cung thanh trì bảo vệ hoàng thượng mới phát hiện người bị trúng độc trong nằm bất tỉnh trong bồn tắm. Không quản ngại hoàng hậu chảy vào trong bồn bế hoàng thượng đi tìm thái y. Trong phòng lư hương tỏa khói nghi ngút, đây chính là nguyên nhân mà bệ hạ trúng độc. Mọi người bất an chờ đợi ngoài điện hiên thần chờ tin tức thái y khám đi ra, ai cũng lo lắng long thể hoàng thượng thế nào. Cuối cùng hoàng thượng cũng tỉnh lại, nghi ngờ hoàng hậu ra tay hạ độc vì dạo này cô và hoàng thượng đang có xích mích. Hoàng thượng tỉnh dậy không nhưng không minh oan cho hoàng hậu mà còn nói mơ hồ là hoàng hậu là người hạ độc. Sai người áp giải nàng vào lãnh cung phía tây chờ ngày xét xử, trước khi mọi chuyện rõ ràng cấm nương nương bước ra khỏi cung nửa bước. Phải chăng đây là tương kế tự kế mà hoàng thượng nghĩ ra nhốt hoàng hậu lại nhằm tìm ra kẻ chủ mưu thật sự là ai? Hoàng thượng để Thẩm Ngạo, đường hộ vệ, Tiểu Sai vào cung hoàng hậu lục soát. Lúc sau Thẩm Ngạo mang lọ thuốc độc nói là tìm được trong ngăn kéo tủ của hoàng hậu. Hoàng thượng khen y vất vả rồi, cơ mà không phải vất vả tìm được thuốc mà là vất vả xây dựng vở kịch này. Hóa ra trước đây tình cơ hoàng thượng đã ngửi thấy mùi dầu trong lư hương trên tay của Thẩm Ngạo.
Không thể chối cãi, hắn rút dao bắt Bạch Ngọc bên cạnh mình làm con tin, nhưng Hoàng thượng đã có chuẩn bị trước bao vây hắn, nếu hắn khai ra người đứng sau giật dây sẽ tránh được tội chết. Bạch Ngọc nhớ lại vị khách thần bí tới nhà mình là Thẩm Ngạo, không lẽ chuyện đầu độc là do tể tướng làm? Mất cảnh giác, Thẩm Ngạo liền bị trúng tên người hắn kể chuyện là ngày xưa phụ thân bị oan xử tội chết, còn mẫu thân vì đau buồn mà qua đời theo, khiến hắn trở thành đứa mồ côi bị hắt hủi từ nhỏ. Từ đó ôm mối hận vào cung trả thù, còn một chuyện nữa hắn nói nhỏ cho Hoàng thượng rồi rút dao tự sát. Trở về cung, Hoàng thượng nói cho đám tâm phúc biết Thẩm Ngạo đã đi tìm Lưu Yết muốn hợp tác giết Hoàng thượng nhưng bị Lưu Yết từ chối, Lưu Yết còn cố ý cứu Hoàng thượng. Thật không biết Lưu Yết ông ta có mục đích gì, hay Hoàng thượng còn giá trị lợi dụng gì mà chưa thể chết. Đúng chất lãnh cung ngủ còn có chuột bò lên cạnh người, Hoàng hậu cùng Tố Phương nhanh chóng tẩm quất cho em chuột một trận. Cơ mà hoạt động về đêm thì đói lắm nên hai đứa ra ngoài kiếm gì ăn, ở đây lãnh cung mà ăn đập, ăn tát thì có chứ làm gì có ăn đêm. Hoàng hậu bảo từ từ để chị thể hiện cho rồi xách súng cao su ra ngoài, và thế là có món cờ him nướng đỉnh chóp, cỡ như này phải cho đi làm video sinh tồn mới hết khả năng được. Ở ngoài, Hoàng thượng đi ngang qua thấy đêm rồi mà hai con này chưa ngủ không biết làm trò gì nên ghé vào hóng xem. Hoàng hậu hỏi Tố Phương thấy con chim này đáng yêu ở chỗ nào, Tố Phương kiểu nướng nên thơm phức thế này thì thịt luôn thôi chứ yêu làm gì nữa, Hoàng hậu chuẩn cờ mờ lờ giờ chén thôi. Thế nào mà Tố Phương lại đề cập tới bệ hạ, hỏi phải chăng Hoàng hậu đã bỏ qua việc bị nhốt vào lãnh cung và tha thứ cho Hoàng thượng. Bị điên à, tha thứ cái quần què ta ra được thì tập xác định đi, ngoài đốt nhà ra thì chị còn nuôi thêm một đàn đỉa trong hồ nước nóng của Hoàng thượng. Hoàng thượng nghe thế thì để rồi tao xem, rồi quay đầu chuồn thẳng. Sớm hôm sau, Hoàng thượng vội chạy tới thăm bố vợ vì mấy hôm không thấy cụ lên triều. Ở phủ tể tướng Lưu, bọ cạp thành thơi đọc sách, Thẩm Ngạo đã chết không biết Hoàng thượng có biết được nỗi khổ tâm của ông. Đấy là tên thuộc hạ nói vậy chứ tể tướng thì kiểu khổ tâm éo gì. Không thể để Hoàng thượng chết nhạt toẹt vậy được, thế thì gả Kim Phượng vào cung vô nghĩa, thứ ta muốn cũng không lấy được. Lú như con cú không biết lão này lão nghĩ gì. Đang chiêu thì Hoàng thượng tới cơ mà Lưu Yết bảo bệnh nặng lắm không gặp đâu, dề đi. Nọ bảo ta một tay che trời, giờ mới thu tay lại cho nắng cháy người đã vội chạy tới, ta có rảnh đâu, đi chơi với phu nhân còn sướng hơn. Thấy tể tướng cứng quá, bệ hạ vội tuyên chỉ thông báo còn 7 ngày nữa là đến lễ gia quan của Hoàng thượng, lệnh cho tể tướng phải chủ trì éo trốn được đâu. Thuộc hạ phủ tể tướng không dám tiếp chỉ, OCE thế thì ném chiếu chỉ vào nhà rồi té. Thấy Hoàng thượng đi về, phu nhân hỏi sao con rể đến mà ông không cho vào nhà, biết là nhà mình nhà cao cửa rộng nhưng nhà nó còn cao hơn cơ mà. Tể tướng bảo thôi kệ nó đi dạo phố rồi về tính tiếp hi hi. Đường hộ vệ thắc mắc sao Hoàng thượng thì cứ ép còn tể tướng thì cứ trốn không ra. Hoàng thượng lại phải khai sáng cho thằng đệ này, giờ tể tướng đang chấp chính giữ hết quyền lực. Nếu thiếu tể tướng thì lễ gia quan không danh chính ngôn thuận, quyền lực vẫn chưa trả về tay Hoàng thượng. Nếu ông ta trốn chẫm sẽ tiếp tục chờ, hi hi lễ gia quan làm sao thiếu bố vợ được. Đường hộ vệ hỏi tiếp phải chăng việc hạ độc đã sáng tỏ có thể thả Hoàng hậu. Đường hộ vệ nói không phải bệ hạ không nỡ để nương nương xuất cung chứ, nọ thấy còn tình cảm lắm cơ mà. Hoàng thượng kiểu hôm qua biết nó nói gì không, thả ra nó lại trả xiên cho mấy nhát. Ở lãnh cung, khả năng danh hài ngủ tới trưa mới dậy nên bụng kêu ục ục, vừa hay kịp giờ cơm tới. Lao lên thì hỡi ơi đỉnh của chóp cải xào không khí và hai bát cơm không gạo. Hoàng hậu cũng nên giảm béo rồi chứ để khán giả chê lắm. Bị chê nhưng vẫn hơn tên Hoàng thượng, nhân đức của hắn như gạo trong bát vậy. Buổi tối ở đây mưa to muốn ra ngoài bắn chim nướng cũng không được. Ở lãnh cung cái gì cũng không có thiếu thốn đủ điều. Trần nhà còn bị dột, đúng là nơi ở của những kẻ bị quẳng đi mà. Thấy không ổn, đói thêm mấy bữa khéo Hoàng hậu gầy thật thì hỏng hết, nên tác giả bảo Tố Phương chạy đến điện bẩm báo Hoàng thượng sự tình có người cố tình bày trò hãm hại Hoàng hậu. Hoàng thượng kiểu mày là người của tao hay của nó vậy, nhưng vẫn bật đèn xanh để Tố Phương và Hoàng hậu đi vào ngự thiện phòng trộm đồ ăn. Trên đường đi về lại ngẫu nhiên nhặt được xe gỗ, tôi cam kết là ngẫu nhiên mọi người ạ, hai người liền đẩy xe về. Giải quyết các vấn đề trước mắt, Hoàng hậu còn chế tạo thiết bị lọc nước. Hoàng muội Vân Yên biết chuyện thì cay cú lắm, quả này phải chơi lớn. Cô ta sai người quang tổ ong vò vẽ vào chỗ Hoàng hậu, đàn ong bay ra con nào con đấy lực lưỡng. Hoàng hậu nháy Tố Phương tương kế tự kế giả vờ bị ong chích kêu oai oái rồi ngất xỉu, thấy bên trong yên tĩnh Vân Yên chạy vào xem tình hình thì lũ ong bay đến. Hoàng hậu vì đại nghĩa lao kéo cục tạ Vân Yên ra ngoài, tới mức bị ong chích xương trán. Vân Yên không biết tại sao Hoàng hậu làm vậy thì Hoàng hậu nói sợ ong đốt làm mất khuôn mặt xinh đẹp của Vân Yên, khoái khoái chảy nước miếng. Được khen phồng cả mũi không quen, Vân Yên ngại quá chuồn thẳng, bảo sao không ai yêu. Thái phi mời Bạch Ngọc tới đẩy thuyền Hoàng thượng với Bạch Ngọc, mà bà này cứ ậm ừ chưa biết có chốt kèo không. Hoàng hậu bên này bị ong chích tím cả đầu, ngồi bôi thuốc rảnh hỏi Tố Phương tại sao mọi người đều không thích Hoàng muội, sở dĩ Hoàng muội có tính xấu như vậy là vì ngày xưa khi Thái phi sinh Vân Yên thì mắc bệnh trầm cảm, từ lúc sinh ra Vân Yên đã không nhận được tình yêu thương của mọi người. Thế nên cô ấy mới luôn tỏ ra hống hách bắt nạt các cung nữ để ra oai. Thực ra, không có người tính xấu, chỉ có người không biết nịnh. Vừa nãy được nịnh câu liền chạy về chuẩn bị đồ ăn và còn mang thuốc đến. Được Hoàng hậu khen thật khả ái là tích cả mắt, cả ba người ăn cơm cùng nhau còn vui vẻ rủ nhau đi nạn tượng. Hết Thái phi lại tới Thái hậu tới đẩy thuyền Hoàng thượng với Bạch Ngọc.
Hoàng thượng nhà còn bao việc, nhất là từ lúc bố vợ không lên triều tấu thư chất cao như núi thì yêu đương cái gì. Khi Nạn Tượng Vân Yên muốn hoàng hậu Nạn Tượng tặng sinh nhật hoàng thượng, nhưng hoàng hậu éo nó củ hành tao như này cơ mà. Lúc này Vân Yên mới tiết lộ hành hoàng hậu là Vân Yên chứ không phải hoàng thượng, OCFI. Thêm Tố Phương cũng báo việc trông được đồ ăn và xe gỗ là do hoàng thượng bật đèn xanh khiến hoàng hậu suy nghĩ đắn đo rồi tức suốt đêm làm tượng cho hoàng thượng. Bạch Ngọc vẫn tương tư hoàng thượng, cô cố tình chờ chàng còn tập thả tim các kiểu. Thấy bệ hạ đến còn cố tình làm mấy trò con bò, nhưng mà hoàng thượng nay ăn chay không sơ. Lưu Ngọc liền hét lên gây chú ý rồi múa may quay cuồng. Đúng lúc hoàng hậu chạy tới thấy không có gì để hóng, cô liền quay người rời đi. Hoàng thượng cá chê Bạch Ngọc vô vị, bất giác người lại nhớ đến cô gái thô lỗ không biết phép tắc, không biết giờ này nàng đang làm gì. Hoàng hậu mùng cố tỏ ra vui vẻ nhưng tay thì bẻ luôn đầu tượng hoàng thượng chứ còn làm gì nữa. Lan tan mãi thì hoàng thượng chạy tới lãnh cung, tới nơi đập vào mắt hoàng thượng là hoàng hậu đang leo tường nhìn trộm cấm quân tập luyện. Hoàng thượng ăn chả thì phải để hoàng hậu ăn nem chứ. Sinh nhật lần này là đại sự nhiều việc quan trọng, sợ hoàng hậu vui đùa quá chớn hỏng bánh kẹo, định là nhốt lại không cho tới. Hoàng hậu thì nào có biết đâu vẫn ung dung Nạn Tượng. Tố Phương hỏi thì cô chống chế là do Vân Yên nhờ nên mới nặn thôi, chứ mà rảnh thì ta cải tạo lãnh cung thành công viên giải trí số 1. Cuối cùng sau bao ngày nhá hàng thì cuối cùng cũng tới lễ gia quan. Tại điện Thái Hòa, mãi không thấy tể tướng tới. Thái phó hay để vi thần thay thế cơ mà bệ hạ bảo thôi thôi ông mà thay được thì ta đội lên luôn là xong, cần gì phải chờ như này, rồi quyết định chuyển sang ngày khác. Định quay người rời đi thì Lưu tể tướng tới, đúng hảo bố vợ mà. Tối đến, nhạc sập sình tiệc linh đình, anh em quẩy hết mình, nhưng mà là khai trương công viên giải trí lãnh cung của hoàng hậu. Chứ tiệc sinh nhật hoàng thượng thì tuổi gì sánh vai, các đại thần đua nhau tặng lễ vật sinh nhật đủ loại chân bảo. Vân Yên tặng cặp tượng mạ vàng, hoàng thượng hỏi Thuyên Tử sao không thấy Vân Yên đâu thì được báo Vân Yên qua lãnh cung của hoàng hậu quẩy mấy hôm nay rồi. Cụ tể tướng lên tặng quyển sách tưởng ki bo, hóa ra là lễ vật nhiều quá phải viết tên lên giấy, số lượng phải nhiều hơn tất cả quà của đại thần cộng lại mới chịu cơ. Hoàng thượng thấy nhiều quá lăn tăng lắm, Lưu tể tướng bảo cứ nhận đi, thần được biếu nhiều lắm, đám này chỉ như hạt cát ở sa mạc thôi. Mấy người kia thấy thế thì a cay con chim cú lắm cơ, mà đánh hội đồng thì vẫn không lại tể tướng nên thôi một điều nhịn chín điều lành. Hoàng thượng nói lễ vật tể tướng chẫm không cần, chỉ cần một thứ vốn thuộc về chẫm là thực quyền. Lưu tể tướng bảo éo trả đấy thì làm thao. Ờ vậy thì chẫm sẽ không ngoan ngoãn nghe lời ông nữa, chống đối ông đến cùng, nay không được thì năm sau, không được thì năm sau nữa. Em là em thấy ông hoàng thượng này cứ xử nhi hay dỗi thế éo nào ấy mọi người ạ. Tể tướng bảo chắc gì ngài đã sống được tới ngày đó ở khiếp chưa. Đấy là tể tướng trêu tí chứ muốn tự chấp chính, chỉ cần hoàng thượng đứng đầu ba kỳ thi chọn nhân tài nửa tháng sau. Để giải tỏa tí căng thẳng thì thị vệ chạy vào báo bên lãnh cung có vẻ như bị cháy, khói nghi ngút. Đang mở tiệc tưng bừng, đốt pháo các kiểu chúc mừng nơi đây cải tạo thành công thì hoàng thượng và thị vệ ập vào. Tới nơi thấy các cháu đang quẩy tưng bừng, hoàng thượng cũng đứng hình mấy giây. Bực hết cả mình mà nhìn cái mặt xanh hài kia gợi đòn thế chứ lị. Mấy người hùa vào mắng hoàng hậu thì tể tướng ra mặt bênh khen cải tạo cũng không tệ, rồi bảo hoàng hậu tới Thái Học Uyển làm thư đồng giúp hoàng thượng đọc sách, hoàng thượng OCE chốt đơn. Hoàng hậu kiểu ơ tôi đã đồng ý đâu mà các ông chốt như đúng rồi, thì bị hai người quát im miệng. Mà mới cải tạo lãnh cũng xong éo được ở, ảo thật. Tại điện Hương La, Bạch Ngọc vẫn đang ngơ ngác lắm, có phải hoàng thượng không thích mình cố tình trốn tránh nên mới bảo cô đừng đến dự lễ gia quan của người. Nọ bị từ chối thẳng mặt mà giờ còn có phải. Hoàng hậu trở về từ lãnh cung khẩu chiến với tỷ tỷ, Bạch Ngọc thừa nhận thích hoàng thượng còn nói xứng đáng làm hoàng hậu hơn Kim Phượng. À thế thì chim cút vào lãnh cung ở nhé, chị em. Cơ mà bình thường danh hài tuy hơn ngáo nhưng khá là hiền lành, chất pháp làm như thế này chắc lại có âm mưu gì. Tối muộn Tiêu Sài hỏi sao hoàng thượng còn mang nhiều sách ra thế, ơ thằng ngu này không nhớ là chốt kèo với tể tướng đỗ đầu ba kỳ thi chọn nhân tài là được tự chấp chính à mà còn hỏi. Ơ nhưng mà chắc là tể tướng giữ lời chứ. Tất nhiên kèo đó bao người làm chứng nuốt nào được, giờ hoàng thượng quyết tâm làm bạn với Thái Học Uyển và thư phòng. Ba thanh niên biểu hiện hoàng thượng cứ yên tâm học đi, hoàng hậu để bọn em lo, OCE để rồi xem. Lúc này, thái giám hớt hải chạy vào thông báo hoàng hậu đã về điện Hương La còn đuổi Bạch Ngọc vào lãnh cung, gớm gớm hoàng thượng khá bất ngờ về việc này. Nghe người bị nhốt ở lãnh cung đều thay đổi tính cách, quả này hoàng thượng phải cẩn thận dần đi là vừa. Tại lãnh cung, cơn gió lạnh ập tới bất ngờ thổi tắt ánh nến, tiếng kêu khóc như từ cõi khác vọng về. Bên ngoài thứ gì đó xô cửa rất mạnh rồi uỵch cửa phòng mở toang, bóng đen xuất dọa cho Bạch Ngọc mặt tái mét. A hóa ra là vai mới của danh hài, hoàng đuổi Phong Nguyệt ra ngoài, chỉ còn Bạch Ngọc cô đổ thuốc chuột vào điểm tâm của Bạch Ngọc. Thôi xong quả này cụ đi chân lạnh toát, thấy Bạch Ngọc khiếp hồn con trồn thì danh hài không thể giữ bình tĩnh cười phá lên. Thuốc chuột hóa ra là để cho chuột ở lãnh cung, đuổi Bạch Ngọc ở điện Hương La thực tế là giúp cô vào thế yếu nhận được sự đồng cảm của mọi người. Thấy Bạch Ngọc vừa bị dọa xong có vẻ còn cảnh giác, hoàng hậu tiếp tục màn đa cấp, cô ở đây làm mẫu nghi thiên hạ không có tự do nhân quyền, bị kẹp giữa Lưu Yết và Đoàn Vân Trướng. Vậy nên Lưu Kim Phượng cô sẽ giúp tỷ làm hoàng hậu còn mình về quê. Chỉ cần Bạch Ngọc làm sớm ngày nào là cô thoát được ngày ấy.
Hoàng thượng tài năng yêu thương dân chúng, người ta là thích phong hoa tuyết nguyệt xứng với tỷ, còn cô là củ cải quen rồi không phù hợp với bệ hạ. Cả hai bắt tay thực hiện chắc chắn sẽ thành công. Buổi đầu hoàng hậu làm thư đồng, hoàng hậu chuyển từ vai hài sang vai ác, cử chỉ thì giả chân, ánh mắt lươn lẹo, người thì như con đuông dừa nhìn phát ngấy. Tự nàng còn mang theo thư đồng của mình là Bạch Ngọc để kết nối với hoàng thượng. Hoàng hậu diễn cảnh thô lỗ hách dịch biến mình là người độc ác với Bạch Ngọc để mọi người có sự đồng cảm cho Bạch Ngọc, dùng cho hề có chuột ở gầm bàn để đuổi hoàng đệ bên cạnh hoàng thượng ra cho Bạch Ngọc ngồi. Vân Trùng cay lắm đứng dậy khô máu, cơ mà hoàng hậu có mà chấp ba. Thái phó đến nghe thấy ầm ĩ chạy vào chê trách hoàng hậu tư tưởng lệch lạc choảng nhau nơi học đường. Phạt đánh lòng bàn tay, thê tử có tội thân người là tướng công không biết dạy bảo thế nên hình phạt này hoàng thượng phải chịu phạt. Đến tối hoàng thượng đau đầu tự luyến nghĩ cả Bạch Ngọc và Kim Phượng đều si mê mình, nếu để hai người họ gây sự thì sao người chuyên tâm học hành được. Vân Trùng sẽ trông chừng Bạch Ngọc còn bệ hạ sẽ cảm hóa tính thô bạo của hoàng hậu. Bên lãnh cung sẽ đổi thành Noãn cung, phía tây là nơi ở của Lưu Bạch Ngọc trong cung. Buổi học hôm sau tiếp tục, hoàng thượng chủ động ngồi học cạnh nàng còn nháy mắt đưa tình nữa, tưởng người uống nhầm thuốc. Chủ đề buổi học là âm luật trong đánh đàn, bệ hạ lên làm mẫu cho mọi người, bên dưới Tiểu Ngọc si mê nhìn chàng không chớp mắt. Còn hoàng hậu ngẩn ngơ cười trong suy nghĩ được về quê Đông Ba yêu quý. Ở trên hoàng thượng nhầm tưởng chính tiếng đàn của mình làm cảm hóa vỗ về tính thô lỗ hằn học trong lòng nàng. Hết buổi học, nghe thấy Tố Phương nói dạo này trong cung nữ đang truyền tay nhau quyển sách dạy theo đuổi con trai nhiệt tâm cầu duyên, Kim Phượng liền nghĩ ngay tặng tỷ tỷ mà không hề biết đây là sách Minh Ngọc làm tác giả. Thật nực cười. Buổi dã ngoại đầu tiên của thái phó và học trò bắt đầu từ sáng sớm. Mọi người chia thành nhiều nhóm nhỏ, cứ hai người thành một đội. Công việc là đến gần bách tính trải nghiệm đời sống dân gian, mỗi đội phải làm một việc có ích cho bá tánh. Trước khi mặt trời lặn là giờ dậu mọi người phải tập trung quay về cửa cung. Hoàng hậu tóm lấy Vân Trung nhất quyết chung một đội, chỉ còn lại hoàng thượng và Minh Ngọc tác thành một nhóm. Hoàng đệ ầm ĩ không đồng ý nhưng nàng mồm mép ngăn lại mới yên được. Trên đường hành trang, nhóm hoàng hậu đi theo sát tỷ tỷ tạo mọi cơ hội cho hai người gần nhau hơn, còn bảo bé gái bán hoa mang mời chị xinh đẹp. Cơ hội đến Bạch Ngọc định mua hoa tặng chàng mà lại quên không mang ngân lượng. Hoàng thượng bên cạnh hào phóng mua toàn bộ chỗ hoa tặng Tiểu Ngọc. Bên Vân Trung theo sau trốn không kỹ bị hoàng thượng phát hiện cùng vào quán Khánh Vân Lâu ăn cơm. Nhân ngày đại hỷ thành thân của ông chủ quán ăn, hễ ai vào quán mà là phu thê thì đôi đó sẽ được khuyến mãi lúc tính tiền. Tiểu nhị bối rối giữa Minh Ngọc và Kim Phượng ai mới là phu nhân thật sự. Tiểu nhị ngu dốt không hiểu ra ý đồ của hoàng hậu, ám chỉ tỉ tỉ lại tưởng cô bị đau mắt, mặt co giật. Thật chán chết, cơm canh được dọn lên nương nương ăn uống thô tục, uống rượu bằng bát còn rủ hoàng thượng dùng tay bốc thức ăn. Hoàng đệ đi vệ sinh vào phòng thấy cả ba người cầm đũa của nhau giành giật, chuyện này mà bị mọi người nhìn thấy đồn ra ngoài thì hoàng tộc còn mặt mũi nào nữa. Đám người ngưỡng mộ Tiểu Ngọc ca ngợi nàng là tiên nữ dáng trần quốc sắc thiên hương, đang ngồi bàn bên cạnh chỉ mong có thể được nàng nhìn cái cũng mãn nguyện. Phát hiện ra nàng đang dùng bữa cả đám chạy sang, ai cũng tranh giành nói trước khoe thơ của mình sáng tác. Thời buổi nào cũng có fan cuồng, hoàng đệ Yên Trùng phải kéo tay Minh Ngọc thoát khỏi đám đông, còn đôi phu thê ở lại trả tiền cơm. Khổ nỗi ngân lượng của hoàng thượng đã đưa hết cho cô bé bán hoa, còn nương nương thì mang đúng một đồng. Số tiền ít ỏi này không đủ để mua bát mì chứ đừng nói đến cả hai bàn ăn thịnh soạn. Chắc phe này hoàng hậu với bệ hạ phải ở lại rửa bát trừ tiền thôi. Nương nương nhanh nhảu đòi dành phụ việc ở quán trừ nợ, tiện thể ở lại luôn trốn về quê khỏi hồi cung nữa. Chút suy nghĩ vụn vặt còn con đó sao qua khỏi mắt chim ưng của hoàng thượng được. Chàng cũng muốn ở lại đây phụ việc canh chừng hoàng hậu. Từ xưa nay ở Khánh Vân Lâu không có quy tắc làm công trừ tiền lương, ông chủ giới thiệu cho hai người công việc khác nhẹ nhàng hơn nhiều mà số tiền kiếm được gấp bội. Đến sân tổ chức cuộc thi, bất kể là ai, già trẻ gái trai, chỉ cần sẵn lòng thi đấu đều có thể tham dự. Mọi người vỗ tay nhiệt liệt hưởng ứng. Đây là trận đấu người hương đoán hoa được tổ chức mỗi năm một lần ở thôn. Bên kia nhóm Bạch Ngọc vẫn bị đám fan cuồng đuổi theo chạy được đến chỗ thi, lẩn vào đám đông mới thoát khỏi. Nhìn thấy tỷ tỷ, hoàng hậu mừng rỡ, muốn tỷ thay chỗ của mình cùng hoàng thượng tham gia vào cuộc thi cho gắn kết tình cảm. Pha thay người vừa kịp giờ di, thế là cuộc thi bắt đầu. Đề thi là người hương đoán hoa, nói chung cũng dễ, mình ngồi sau màn hình cũng đoán được, nên là Bạch Ngọc và hoàng thượng dễ dàng nhặt ngay top 1. Toàn bộ ngân lượng thắng được trong cuộc thi sẽ được quyên góp cho phường dưỡng bệnh giúp cứu giúp người khó khăn thiếu thốn. Hoàng thượng và Bạch Ngọc trai tài gái sắc lại còn có tấm lòng Bồ Tát, thật là đáng ngưỡng mộ. Vân Trùng và Kim Phượng ở dưới tuy tay vỗ nhưng lòng thì tiếc ngẩn ngơ, tiếc nuối chưa được một giây Kim Phượng nhìn thấy mẫu thân đang dạo phố mua kẹo thì đuổi theo, hoàng thượng thấy vậy liền bám sát. Tiểu Sài đang phát cháo cho dân chợt thấy bóng dáng ai vụt qua đây vụt qua đây. À thì ra là bóng hoàng hậu với hoàng thượng, chuyện phu thê đúng là thật phức tạp. Mà không theo kịp mẫu thân thì thôi, còn bị hoàng thượng túm được chạy đâu con sâu, kế hoạch giữa cô và Bạch Ngọc chẫm biết cả rồi. Ta sẽ về thôn tiên ba, người đi mà lập Bạch Ngọc làm hoàng hậu, không được, hoàng hậu sao bảo nhường là nhường. Hoàng thượng người cũng thật là, lúc trước còn đuổi người ta đi, giờ lại níu kéo không cho đi. Thôi buông đôi tay nhau ra, bên ngoài còn bao good boy, cớ sao phải phí hoài bên người. Xả một chàng chê hoàng thượng như gà dù bị vặt lông, cái mồm liến thoáng không ngừng nghỉ nói như một cái máy. Bất chợt bệ hạ đưa tay kéo gáy nàng, dùng chính đôi môi của mình chặn miệng nàng lại. A Côn đứng hình mất 5 giây, chắc tại lúc nãy uống rượu nhiều quá nên giờ hành động không kiểm soát, hoàng thượng ngại quá chuồn luôn.
Minh Ngọc vẫn ngồi một mình ngóng chờ hoàng thượng quay trở lại như Hòn Vọng Phu, nhưng chỉ còn mỗi Vân Trùng thôi, có vọng thì vọng Vân Trùng đây này. Hai người không nói được câu nào hợp ý, mới mở lời đã cãi nhau. Tiểu Ngọc giận dỗi bỏ đi. Đến giờ dậu, tất cả mọi người tập hợp ở cửa cung. Hoàng hậu do không tìm được mẹ nên nàng thất thểu đi về. Đến điện Hương La, thấy Tố Phương ra hóng chuyện danh hài liền bảo nấu cơm đi ăn, xong rồi nói gì thì nói. Bữa tối, đang miệt mài diệt mùi, hoàng hậu phát run khi được hỏi hôm nay có thu hoạch gì không, chả buồn ăn uống gì nữa, phóng một mạch lên giường ngủ. Hiện giờ nàng đâu còn tâm trí nào ăn cơm nữa, trong đầu bây giờ toàn hình bóng hoàng thượng. Phía bên kia, bệ hạ cũng không yên, lại nằm mơ một cô gái chạy đến ôm chàng. Ngẩng mặt lên là chiếc mái ngố, nhưng hỡi ôi, gương mặt đó là hoàng hậu, thật hết hồn con trồn. Sáng sau, trước giờ vào học, hoàng thượng giải thích chuyện hôm qua chỉ là do rượu, hoàng hậu cũng không thèm chấp, chỉ coi như bị chó táp thôi. Hoàng thượng nhắc nhở đừng có làm mai cho trẫm và Bạch Ngọc nữa. Đúng lúc Bạch Ngọc nghe được, không biết sao hoàng thượng biết được kế hoạch này nhỉ. Danh hài cố cắn nốt miếng táo rồi bước vào lớp, nào mà bước hụt thế là nghẹn miếng táo, kêu cứu. Hoàng thượng sau khi bị lừa nhiều thì không tin kết quả là đi viện luôn. Truyền thái y, nhưng thái y này nhìn thì quen quen, hình như là Ngư Trường Nhai, nhưng cách chữa thì lạ lắm. Hắn hơ hơ tay rồi nhanh chóng nện vào bụng hoàng hậu, nhưng hình như dùng lực hơi mạnh, hoàng hậu bật cả dậy, phụt miếng táo ra ngoài rồi lại xỉu. Ngư Trường Nhai do tể tướng cài vào cung là thái y mới của Linh Xu Viện. Vì cứu được hoàng hậu, hắn xin hoàng thượng bản thưởng cho làm tâm phúc, đi theo hoàng thượng liền được chấp thuận. Danh hài vừa mới tỉnh dậy đang nghĩ xem sao nghẹn miếng táo mà lại bị đau bụng thì Bạch Ngọc tới muốn theo đuổi bệ hạ bằng thực lực, chả thèm nghe kế hoạch 2, kế hoạch 3 nữa mà vội từ chối luôn. Ngư thái y đang ba hoa trích chòe thì hoàng hậu tới, lâu rồi hai đứa chưa gặp nhau liền ngồi tâm sự, nói một hồi thì lộ ra tuyên lang trong thư chính là Ngư Trường Nhai. Hoàng hậu túm liền cổ hắn, đập cho hắn một trận. Ngư thái y biểu hiện hắn là nghiêm túc, lời trong thư đều là thật, là hắn thích hoàng hậu. Cơ mà hoàng hậu thì thôi thôi, thích con khỉ, tao tuyệt giao với mày luôn. Biết không nhây lại hoàng hậu, hắn vội vàng xin lỗi. Hoàng hậu hỏi hắn vào cung có mục đích gì, hắn nói vì nàng khiến cô khiếp quá té luôn. Tiện lúc gặp tể tướng, hoàng hậu hỏi xem Ngư Trường Nhai có phải do ông cài vào. Tể tướng nợ tình của con, giờ nó tìm đến sao lại trách ta. Nay tới tìm hoàng hậu là do Phúc phu nhân nói nhớ con, muốn vào cung gặp con. Hơn nữa tể tướng còn nhấn mạnh lời nói của mình uy tín. Ôi không hổ danh là tể tướng, nói điêu không chớp mắt, đúng nhận sai cãi nhé. Vậy nhưng khi hoàng hậu hỏi mẹ đâu thì tể tướng bảo từ từ, còn một điều kiện nho nhỏ, đúng là uy tín quá mà. Ba tên tâm phúc của hoàng thượng ngồi tìm cách hối lộ giám khảo kỳ thi, cơ mà người toàn của Lưu tể tướng hối lộ thế nào được. Khải Dĩ Nhất đi trộm đề thi, ba người đang thống nhất ý kiến thì hoàng thượng tới. Lưu tể tướng nói việc hoàng thượng phải đỗ ba giáp đầu trong kỳ Trạng Nguyên sắp tới mới được tự mình nhấp chính. Đây là di nguyện của tiên đế, bắt buộc phải làm theo. Không những bệ hạ tham dự mà danh hài cũng phải tham gia. Ôi chả lẽ Lưu tể tướng muốn hoàng hậu đỗ Trạng Nguyên mới cho gặp mẹ, tất nhiên là không. Miễn là cô không đứng nhất từ dưới lên là được. Danh hài nghe thế bĩu môi ra vẻ tưởng gì thế, thì đơn giản như đan rổ. Nhưng mà có cả Ngư Trường Nhai thi đó. Thế thôi tôi không thi nữa nhé. Ông đấu với hoàng thượng mắc gì cứ kéo tôi vào. Nhưng không thi thì không được gặp mẹ. Hoàng hậu có vẻ cay lắm nhưng vẫn phải tham gia thi. Từ cổ chí kim đến nay chưa từng có tiền lệ quân vương tham gia vào khoa cử, nhưng tiên đế lại muốn người hoàn thành việc vĩ đại này, chứng tỏ rằng phụ hoàng muốn trẫm trở thành hoàng đế nghìn đời có một, giúp Đông Khảo trở nên lớn mạnh. Lần này nhất định không được phụ di nguyện của tiên hoàng. Hoàng hậu đang suy tính, Tố Phương hỏi thì được nghe một câu chuyện cảm lạnh. Hóa ra cô đang ngồi xem ai có khả năng đứng bét nhất. Hùng đều không phải Vân Trùng hay Sài Thiết Chu, người có khả năng nhất độn sổ lần này chính là hoàng thượng. Thật khó tin nhưng sự thật là vậy. Hồi 10 tuổi hoàng thượng làm vỡ tượng đế quân khiến ngài tức giận, nên lần nào thi cử cũng đứng bét, không thì thi lại. Biết vậy nàng vội tìm chân dung văn xương đế quân. Lúc về gặp đội của hoàng thượng, lời qua tiếng lại, hoàng thượng chê nàng là óc heo lấy sách về kê đầu ngủ vô ích. Hoàng hậu còn hơn loại óc cún thi lần nào cũng đứng bét. Đương hộ vệ nghe vậy định rút kiếm nhưng danh hài bảo to gan, người dám thừa nhận loại óc cún ấy là hoàng thượng à. Cay quá, hoàng thượng định rút đao chém cho nhát thì hoàng hậu đã nhanh tay treo hình văn xương đế quân lên. Hoàng thượng thề trước đế quân nếu không đỗ đầu sẽ cởi hoàng bào. Chạy 10 vòng sân, hoàng hậu cũng thề nếu đứng bét sẽ bỏ mũ phượng, tự và 100 cái. Vân Trùng mang chuyện này về nói với thái hậu, Sukarna cũng may chỉ là chạy 10 vòng sân, không sao. Hoàng hậu y quy có hạn nhưng thủ đoạn vô biên, cô đá cầu mây để học bài. Mỗi lần đá vào một tấm bia đằng sau sẽ có đáp án câu hỏi. Nhưng thái phó đã dặn đọc thuộc lòng không bằng học hiểu. Vừa đúng lúc Bạch Ngọc đi qua liền bị kéo vào, cơ mà Bạch Ngọc bảo này quá dễ, phải tự hiểu không ai dạy được đâu. Rồi quay lưng chuồn thẳng, ra tới ngoài điện nhìn xung quanh không có ai, Bạch Ngọc rút gương ra ngắm. Phía trên Ngư Trường Nhai phải chăng tới lúc ta phải ra tay, rồi đi tới chỗ hoàng hậu. Bên hoàng thượng có một câu thơ mà ba tên nhóc ác, người thì bảo của Khổng Tử, đứa thì bảo của Lão Tử, còn lại bảo của Hàn Phi Tử, đúng bọn rốt đặc cán mai. Chốt kèo là Bạch Ngọc đi từ ngoài tới với đáp án của Mạnh Tử. Hoàng hậu vẫn phải tìm người giải nghĩa, ngoài Ngư Trường Nhai còn ai vào đây nữa. Muốn hắn giúp cô hiểu cũng được, muốn không đứng bét cũng không phải quá khó khăn, nhưng phải có qua có lại. Chính gương mặt tiểu khả ái này sẽ do hắn định đoạt. Dù sao đứng bét ăn 100 vả thì cũng nát mặt, chi bằng cho hắn xử lý biết đâu lại thành hoa khôi.
phía hoàng thượng ba nhóc ác liền bị đuổi ra ngoài, giờ hoàng thượng sẽ học chung với Bạch Ngọc. Ba người hắn không cam tâm, làm bài diễn văn mang tới đài phát thanh Khâm Thiên Đài tuyên truyền giúp hoàng thượng nhận nhiều sự ủng hộ. Phía hoàng hậu cũng liền bám sát, Ngư Trường Nhai cũng chạy tới đa cấp một bài kéo dư luận về phía hoàng hậu, hai bên không ai chịu ai, xảy ra va chạm. Nếu để hai người ở đây chắc cung thành loạn chó sủa gà bay mất. Thái hậu gợi ý bọn họ dọn ra ở chung trong Thái học viện rừng đào cùng ăn cùng học ở đây. Mới ở chung hai bên người ngựa đã đọ sức, hoàng hậu ra kèo đọ đôi cánh khiến nhóm hoàng thượng cười như lắc lẻ. Kết quả bên hoàng hậu đã nướng xong cánh gà còn mấy thằng gáy to chưa cả nhóm được lửa. Tiếp theo hoàng thượng ra kèo cưỡi ngựa bắn tên để gỡ điểm, nhưng con ngựa của hoàng thượng nó lạ lắm, thế là hoàng hậu lụng cái top 1. Trong sân hoa đào, Bạch Ngọc đang nhặt cánh hoa vân trùng đến quấy rầy. Rõ ràng hoàng đệ thích cô ấy nhưng luôn dùng lời cay đắng trách móc nàng. Nếu yêu người ta thì phải nói lời yêu thương chứ. Hình ảnh này đã bị Thái Phi nhìn thấy, bà hiểu tâm tư con trai mình liền mời Minh Ngọc uống trà nói chuyện, còn tặng Ngọc Ngà châu báu. Ý nguyện của bà là muốn Tiểu Ngọc chuyển vào trong điện của Vân Trùng. Nghe hết hồn, hóa ra là muốn cô vào dạy hoàng đệ học hành thi cử, có cô đốc thúc phụ đạo thành tích sẽ tiến bộ vượt bậc. Mai này biết đâu lại được tể tướng cân nhắc chiếu cố cho phụ giúp triều chính. Hai mắt Thái Phi long lanh sắp khóc, Bạch Ngọc khó lòng từ chối. Trong cung này ai cũng có tài diễn xuất, nếu ở thời nay chắc đã nhận được ảnh hậu hết rồi. Từ giờ đến lúc thi hoàng đệ sẽ không được ra khỏi điện nửa bước, nếu cố đi ra ngoài sẽ có người khiêng vào. Qua tấm rèm chắn, Vân Trùng còn tưởng mẫu thân biết mình học hành vất vả gửi đến đây một cô nương xinh đẹp giải trí. Nào ngờ được đó là Bạch Ngọc lại đến đây dạy chàng thi cử, ai khóc nỗi đau này. Thái hậu mang nhân sâm ngàn năm, trạng nguyên hồng hảo hạng, san hô thủy tinh làm hoàng thượng thích thật, đi học còn có quà. Sau đó Thái hậu hạ lệnh mang quà tới phủ tể tướng, ủa nhưng quà của hoàng thượng sao lại mang tới phủ tể tướng? Thấy chuyện này thật kỳ quái, hoàng hậu đến tìm hoàng đệ hỏi, thấy hắn ta lén la lén lút trốn trong nhà xí, trốn học, đám cung nữ bên ngoài tìm loạn cả lên. Chuyện là ngày xưa hoàng thượng bị cha cô Lưu Yết Canh học cứ mỗi lần đọc sai đọc chậm sẽ bị phạt đánh vào lưng. Còn có mùa hè, trước nhiều quan thần buông lời chê bai bệ hạ thân là con tiên đế thiếu niên anh tài 9 tuổi vẽ tranh 10 tuổi làm thơ, người phải phát huy trí tuệ tiên đế 5 bước làm thơ mới có thể làm tiên đế yên lòng. Không ngờ hoàng thượng không nghĩ ra lại giả vờ ngã bệnh nằm im trên ghế. Từ đó mắc chứng bệnh sợ thi, cứ hễ ai nhắc tới Lưu Yết là sợ hãi nộp giấy trắng. Đây là bệnh tâm lý không có thuốc nào chữa được. Bảo sao hoàng thượng lại hận thù Lưu Bọ Cạp đến vậy? Hoàng hậu tìm đến Ngư Trường Nhai đang điều chế tinh dầu, bảo hắn nghĩ cách chữa chứng sợ thi của bệ hạ. Nghe thấy chuyện ngược đời này, Trường Nhai không tin, giải thích trên đời này ai mà chả có áp lực riêng, nếu sợ thất bại lại bịa ra một chuyện nhằm che giấu sự ngu dốt của mình thì ai chả có bệnh. Tóm lại là hắn không có chữa được mấy kiểu bệnh gà dù này, đuổi cô về. Hoàng đệ bên này làm phản rồi, hắn không chịu đọc còn quăng cuốn sách đi. Bạch Ngọc liền ra khổ nhục kế hỏi về mấy món đồ chơi của hoàng đệ. Chúng mánh hoàng đệ nói như được mùa, lúc sau thấy có vẻ sai sai. Bạch Ngọc biết giá trị của mấy món đồ chơi liền dùng chúng uy hiếp, lần này hoàng đệ ngoan như cún ngồi đọc sách. Trở về học uyển đã thấy hoàng thượng ngủ gật trên ghế. Nhìn gương mặt không ồn ào này cũng có chút đẹp trai nhưng cái miệng độc ác không chừa ai. Hoàng hậu nghĩ thương thay cho thân thể gầy yếu này từ nhỏ đã phải một mình đối mặt với Lưu Bọ Cạp gian xảo. Bây giờ nàng đếm đến 3, nếu người không nói gì thì ta sẽ làm hòa kết thúc chiến tranh, đếm được đến 2 thì bệ hạ tỉnh giấc. Cô lại bày cho bảo hoàng thượng mặc áo thái giám và đi theo cô đến một nơi trải nghiệm cuộc sống về đêm cho đỡ áp lực thi cử, giải phóng tâm trạng. Chạy đến ruộng rau nhổ cây cải bắp lên, từ bé đến giờ hoàng thượng nào có được cầm vào cây bắp cải đâu, biết đây là cây gì. Tiếp đến ra chuồng gà, cô sờ phát biết là có 3 quả trứng, hoàng thượng đứng bên cạnh thấy thật thần kỳ, những thứ này hoàng thượng đâu có biết được. Chạy đến Khâm Thiên Đài đánh trộm chuông, hai người nghịch vui vẻ suýt bị người tuần tra bắt được. Ở thư phòng ném lộn hết giấy tờ tài liệu quý của thái gia xuống đất, sư phụ vào tức lộn ruột để người bắt được là ai thì sẽ lột ra người đó. Buổi tối vui vẻ này tay hoàng hậu với bệ hạ đan xen nhau vô thức. Nơi cuối cùng đến là trên mái cung điện, ngày xưa hoàng thượng hay trốn lên đây xả tức xé hết bản tấu chương mắng Lưu Bọ Cạp, muốn lên làm hoàng thượng thì đi mà làm, ta nhường cho ngươi. Tuổi trẻ hoàng thượng sốc nổi ngỗ nghịch luôn bày trò. Kim Phượng thầm nghĩ tên này là hôn quân mất não không phò tá đất nước, là đồ tiểu nhân bỉ ổi. Bệ hạ nhìn mặt là biết cô nghĩ gì, giận dỗi định bỏ về cung đọc sách. Mai cô giữ tay chàng lại muốn nghe tiếp sự tình ngày xưa cha cô đối với bệ hạ thế nào. Hồi tưởng lại lần đầu tiên hoàng thượng trốn ra khỏi cung là hồi 6 tuổi, lần đó chàng mới biết đời sống nhân dân cực khổ thế nào, đói nghèo ở khắp mọi nơi, người chết ven đường như ngả dạ. Hóa ra là vì lúc đó phương Nam gặp lũ lớn, nơi nơi mất mùa đói kém. Nhận thức được sự ham chơi của mình, hoàng thượng chạy về phủ tể tướng nhận lỗi, mong có thể dạy chàng học lại. Nhưng trước cửa lại nghe thấy ông cấu kết với Tây Nguyệt phản nước. Hoàng thượng còn nhỏ nhưng không sợ ai, nghe thấy liền xông vào mắng Lưu Yết một trận còn đòi giết hắn. Bản lĩnh hoàng thượng có thừa nhưng khả năng chống đối lại không có, cứ thế bị Lưu Bọ Cạp chèn ép. Không ngờ Lưu Yết lại xấu xa như vậy, dã tâm rất lớn muốn ôm trọn giang sơn. Sau buổi tối nay nàng đã hạ quyết tâm tha thứ cho hoàng thượng tội lừa dối cô. Hai người cùng nhau ngắm trăng còn so đo sao ở thôn Tiên Ba với trong cung chỗ nào đẹp hơn. Tại điện Thanh Trùng, hôm nào Minh Ngọc cũng nghĩ cách khiến hoàng đệ học bài chăm chỉ. Từ xưa đến nay Tiểu Trùng vốn dĩ nổi tiếng ham chơi nghịch ngợm, lần này mẹ bắt nhốt cũng không làm hắn ta học bài.
Mi Ngọc dùng hết khổ nhục kế, mỹ nhân kế cũng không lay chuyển được tình hình, còn bị người trêu lại bôi keo lên ghế không đứng lên được. Hoàng đệ chạy ra ngoài chơi, một mình cô trong phòng tức không nói nên lời. Từ hôm qua theo ý hoàng hậu, hai người chính thức trở thành bạn bè. Công cuộc chữa bệnh sợ thi cho hoàng thượng tiếp tục. Nàng kéo tay chàng chạy tới chân bảo các, trước đó nàng có thuê một nhóm người ở gánh hát tới diễn kịch theo kế hoạch chạy tới tạo cơ hội cho hoàng thượng anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng sao áo đen lần này mặt mày sắc khí đùng đùng, đừng bảo đây là thích khách thật đấy nhé. Chỉ một chút công phu mèo cào của đám người này sao có thể làm khó được trẫm, ra tay đánh cho bọn chúng nằm ôm bụng dưới chân, chạy toán loạn. Tên uy hiếp hoàng hậu thấy tình thế không ổn cũng bỏ chạy theo. Lúc này quân cận vệ mới chạy tới hộ giá, nếu bệ hạ không giỏi võ chắc chết ngàn lần với tốc độ hộ giá này rồi. Nói tóm lại, dù sao hoàng hậu cũng không muốn để bệ hạ mãi chìm đầu vào sách nên cố ý làm loạn dẫn chàng đi chơi. Nhân tiện đi đến cửa cung chi bằng đi luôn ra ngoài chơi. Hai người đang cải trang vi hành, đột nhiên bách tính ồn ào kéo đến hô bệ hạ vạn tuế. Không ngờ chấm ăn mặc thường phục mà nhân dân vẫn nhận ra. Cắt, tên đạo diễn chạy tới hô nói sai kịch bản. Chuyện gì vậy? Là hai người đi nhầm vào khu quay phim làm hỏng cảnh quay của người ta. Tới tiệm y phục, hoàng thượng giang tay ra, ôi giữa thanh thiên bạch nhật muốn gì chứ? Hoàng hậu bảo một lần duy nhất thôi nhé, rồi ôm hoàng thượng. Cơ mà ôm tí đã bị hất ra, nghĩ gì chứ? Chấm bảo thay y phục cho chấm đừng có tưởng bở. Tới quán ăn, hoàng thượng gọi lưỡi cá om gân gấu, bào ngư xào rau chân trâu, canh cua vì cá. Tiểu nhị kiểu ủa gì dậy? Hoàng hậu vội giật thực đơn gọi rau muống xào tỏi, đậu lướt ván, lạc rang cho nó giống dân nhậu. Bệ hạ gấp cho nàng, không ngờ xuất cung bệ hạ lại tình cảm vậy. Rồi 3, 2, 1, đếm gì vậy ta? A, hóa ra là dùng hoàng hậu để thử xem thức ăn có độc không, đúng là tình cảm nhưng mà là cảm lạnh. Phía bên nhị điện hạ, học được hai câu thì lăn ra ngủ. Đúng là nhị điện hạ không phải người tầm thường mà, người thường làm sao có thể viết xấu như này được. Thật là đáng thương, thôi để chị đây sửa giúp vậy. Hoàng đệ tỉnh lại nhìn thấy Bạch Ngọc đang cầm bút viết, đúng là phụ nữ nhìn đẹp nhất khi đang làm việc mà. Đột nhiên Bạch Ngọc quay ra và thế là ánh mắt ta đã va phải nàng, Vân Trùng vội giả vờ ngủ tiếp, quả này phải ăn vài đập mới tỉnh ra được, đúng là lòng tốt không đặt đúng người mà. Nói nhẹ không nghe, Bạch Ngọc chuẩn bị vẽ mũi lợn lên mặt Vân Trùng hắn mới chịu dậy. Dậy rồi thì học tiếp đi thôi, văn vở gì nữa. Ngoài cung đôi chim sẻ đi chơi cuốn quá quên lối về, hoàng hậu còn suýt xảy ra chuyện, may có hoàng thượng thân thủ phi phàm ứng cứu. Ở học uyển, Bạch Ngọc qua hóng hớt không thấy đôi chim sẻ đâu, hỏi ra thì biết chúng nó trốn ra ngoài cung, bọn này chơi lớn thật, quả này không ổn rồi. Đúng như dự đoán, hoàng thượng vừa trèo tường vào cung, bọn thị vệ đã ập tới. Cơ mà hai đứa này nó láo lắm, thái hậu mới mắng một tí mà nó đã bảo chỗ này nhiều máu này. Bực quá nhưng thôi, nó vẫn trẻ người ham chơi, hơn nữa hoàng hậu còn là con Lưu Tể tướng, thái hậu phạt nhẹ nhàng hai người rồi chút giận lên tên thái giám. Để xem trong kỳ thi sắp tới Lưu gia bọn họ sẽ giở trò gì. Hoàng thượng sai Đường thị về tiếp tục tìm kiếm tung tích đám thích khách, hình như mục tiêu của chúng không phải hoàng thượng. Phủ Tể tướng Lưu Yết cũng nhận được thông tin đám thích khách, hình như là bọn Tây Nguyệt, có vẻ chúng đang tìm kiếm thức gì đó. Còn một ngày nữa là kỳ thi diễn ra, hoàng hậu mải mê quét dọn thánh điện. Cô khẩn thành lễ bái cầu mong trong kỳ thi này cô không cần đứng đầu cũng chẳng cần thứ hạng cao, chỉ không phải xếp bét là được. Nếu thành công cô sẽ ăn chay suốt tháng, ngày nào cũng chăm chỉ đến dọn dẹp cho người. Thấy nô tỳ vào thay nến trong điện, thật quá lãng phí, liền nghĩ cách sử dụng chỗ nến này. Cô thì thầm gì với Tố Phương, sau đó Tố Phương đi thu thập thứ gì đó mà cứ giấu giấu giếm giếm. Chuẩn bị thi, ba tên nhóc ác lại họp nhau tìm cách giúp hoàng thượng, phương án lần này vẫn tiếp tục là trộm, chỉ khác là sẽ trộm đáp án. Đúng là nhàn cư vi bất thiện mà suốt ngày nghĩ tới trộm rồi mua chuộc giám khảo mà. Bạch Ngọc tình cờ hóng hớt được, không thể tuột mất cơ hội này, cô phải tương kế tự kế mới được. Tố Phương mang nến thơm hoàng hậu làm tới tặng hoàng thượng, à hóa ra là nến thơm, thế mà cứ thần thần bí bí. Biết hoàng thượng sẽ nghi ngờ, hoàng hậu chuẩn bị sẵn bài văn khiến hoàng thượng cũng chịu để Tố Phương châm nến. Mùi hương nến tỏa ra làm hoàng thượng ngủ không biết trời trăng gì luôn. Ơ nhưng mà hôm nay thì cơ mà. Cuộc thi sắp bắt đầu, lạ thật, tuy hơi ngu nhưng năm nào hoàng thượng cũng nộp giấy trắng chứ chưa bao giờ bỏ thi, chỉ có danh hài là ngồi tủm tỉm, ai dô đúng là mưu hèn kế bẩn mà. Cũng may hoàng thượng đến kịp lúc, cuộc thi bắt đầu nhưng hai cháu vẫn không quên gườm nhau phát. Đề thi năm nay Đông Ngạo làm thế nào để kiềm hãm Tây Nguyệt và Thương Vụ. Đám nhị điện hạ đi trộm được đáp án, nay mang ra định đưa cho hoàng thượng, cơ mà không chốt được kèo với danh hài nên bị danh hài xé tan tành. Tới lượt tiểu xài cơm canh của bệ hạ và nương nương được chuẩn bị mỗi người một phần riêng. Thấy mấy thằng nó cứ bảo hoàng thượng ăn đi, đồ tốt chắc làm có sự gì nên hoàng hậu đổi luôn phần cơm, rồi nhanh mồm chén luôn. Đến nước này thì chỉ còn Đường hộ vệ bên ngoài để trông chờ. Không làm anh em thất vọng, Đường hộ vệ mang người tới tưởng là tần đám binh lính coi thi một trận, hóa ra dùng khổ nhục kế tự mình ăn đòn để ăn vạ. Được thông báo Tể tướng chạy ra ngoài giải quyết, Tể tướng vừa đi thì thái phó cùng mấy quan coi thi liền tìm cớ chạy ra ngoài, quả này gian lận quá trắng trợn rồi. Hoàng đệ và tiểu xài liền mang đáp án chạy tới bảo hoàng thượng chép nhanh đi, cơ mà hoàng thượng không mảy may liếc nhìn, thì đúng thôi, ba thằng ngu này học rốt chép của nó thì có mà toi. Trái lại thì danh hài có vẻ là không giữ được bình tĩnh, phải cản tới cùng, nỡ hoàng thượng mà chép được thì danh hài có mà đội sổ. Đúng lúc Lưu Tể tướng đi vào thấy đáp án nằm trên bàn hoàng thượng. Nét chữ này thì chuẩn chữ của hoàng đệ Vân Trùng rồi.
Tể tướng muốn hoàng thượng giải thích, gian lận thi cử là phải tra tới cùng mà. Hoàng thượng cáu lắm, đúng dậy gạ kèo, ân oán xưa tới nay giải quyết gọn gàng đi. Tể tướng thấy thế liền xác nhận chính là muốn hại hoàng thượng đó. Hơn nữa trong thuốc bổ bệ hạ uống hàng ngày, tể tướng đã bỏ độc vào giấy tuyên thành. Lan can cũng được bôi chất kịch độc, chỉ cần chạm vào trong 7 ngày sẽ chết. Nhưng mà danh hài mới là đứa uống thuốc và chạm vào giấy, còn hoàng thượng đã phòng bị cả. Điều cuối tể tướng nói là những lời vừa ta chỉ trêu tí thôi, u là trời tưởng đâu hết hồn. Lúc này tể tướng tiếp tục nói, thủ đoạn của ta bệ hạ đều đề phòng, vậy bụng dạ gian xảo quỷ quyệt ta và ngài có khác gì nhau? Cái này đúng, này hoàng thượng còn trẻ mà tâm cơ khó lường quá. Được đà lưu, tể tướng tiếp tục nói, ta muốn cướp cơ nghiệp Đông Hạo, người làm gì được ta? Còn không mau tạ lỗi đi. Thái hậu vừa tới liền nói lớn, Kim Phượng thấy vậy vội khuyên, lời này cha lén nói ở nhà thì được, đây là trước mặt bao người, mau mau tạ tôi đi. Nhưng mà thế nào mà ý của thái hậu là hoàng thượng mau mau tạ tội với tể tướng? Cả đám mặt đần như ngỗng, lời qua tiếng lại một lúc thì chốt kèo là trong bài thi hoàng thượng vẫn còn viết sai chính tả lên là thôi ra kia chạy 10 vòng. Hai bên các cung nữ cầm hoa cổ vũ cho hoàng thượng chạy bộ. Quả này một mình một cuộc thi chắc chắn là ẵm chọn top 1 rồi. Thế nào mà có đứa bên này luôn miệng hô mãi ủng hộ hoàng thượng, mẫu thân yêu người đúng lúc bị danh hài túm được, con này láo thật, đòi làm mẹ của hoàng thượng luôn. Còn có theo đuổi bệ hạ, người mong có thể được bệ hạ chăm sóc lúc về già. Thấy hoàng thượng chạy đuối quá mới được nửa vòng, đợi chạy xong 10 vòng có mà tới năm sau. Để giúp bệ hạ, hoàng hậu dắt đâu con chó hơi bé đến, quả này thì chắc hoàng thượng chạy trong 1 phút 30 giây. Nhìn thấy hình ảnh mạnh mẽ năng động này, đất nước sẽ nhất định có tương lai tươi sáng. Lúc này Vân Trùng tới gài Bạch Ngọc, biết được cô là người giả chữ viết của mình viết phao cho hoàng thượng, liền kèo cô tới gặp tể tướng. Hoàng thượng chạy như Usain Bolt, Kim Phượng cả người, cả chó chạy theo mà mệt không thở nổi. Hoàng thượng khích cô không có nghĩa khí phu thê sao, cơ mà mệt lắm rồi không chạy nổi. Thấy khả năng cao là nó định bùng kèo, hoàng thượng kéo tay nàng lại lật người cõng cô lên vai chạy nốt đoạn đường còn lại. Thái hậu khuyên chạy cũng đủ rồi, nhưng tể tướng bảo cứ tiếp tục, bọn này ở trong nhà mát quen rồi, thi thoảng phải cho ra phơi nắng mới khỏe khoắn được. Lúc này Vân Trùng kéo Bạch Ngọc vào nói chính cô mới là thủ phạm, lưu tể tướng ngại không có cái quần nào đội lên đầu liền bỏ đi. Trên lưng hoàng hậu cũng hỏi sao chàng không bỏ cuộc, bệ hạ nói nếu bây giờ dừng lại thì khác gì nhận thua tể tướng, nhưng lúc này chàng nhận ra có lẽ hoàng hậu đứng về phía mình nhiều hơn. Có câu phu thê đồng lòng tát biển đông cũng cạn. Trong điện phát thanh đang tường thuật trực tiếp trận đấu đang diễn ra gay cấn thế nào. Cuối chặng đường, mọi người cũng chờ hoàng thượng, xúc động trước tình nghĩa phu thê của bọn họ. Hoàng thượng đã thành công chiến thắng lời hứa cũng như chiến thắng chính bản thân mình. Aizo không biết là đang chịu phạt hay đang đi thi SEA Games ở Campuchia đây nữa. Đến tối cả hai cùng ngắm trăng cơ mà hoàng hậu hỏi thế éo nào trăng ở thôn Tiên Ba lại khác với trăng ở trong hoàng cung. Hoàng thượng bảo không quan trọng mình làm gì mà quan trọng là mình làm việc đó với ai. Cuộc nói chuyện ngoài giúp hai người hiểu nhau hơn. Hoàng thượng vẫn thắc mắc mùi hương của nến thơm là lấy từ đâu. Thì được danh hài bật mí là được lấy từ phân côn trùng rồi chuồn thẳng, đấy vẻ bề ngoài quan trọng thế sao, ha ha. Đột nhiên cảnh phim chuyển tới đoạn nàng đang bị đạo tặc đuổi, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Chàng xuất hiện anh tuấn tiêu sái cứu nàng một lần, hẹn nàng dưới gốc anh đào không gặp không về. Ngỡ tưởng nàng không đợi được chàng thì chàng từ đâu xuất hiện, nhưng đời chẳng như mơ, hai người lại bị chia cắt, nàng bị ép gả cho người khác. Rồi phép màu đã tới khi chú rể chính là chàng. Aizo cứ tưởng chuyển qua phim khác, hóa ra là các cháu đọc tiểu thuyết. Kìa happy ending mà khóc gì gớm thế à, hóa ra mọi người khóc tại chưa kịp đăng ký kênh để theo dõi tập sau. Mọi người đang xem thì nhớ thêm cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người nhiều ạ. Lúc này thì năm chàng soái ca xuất hiện, ngỡ cứ nhỡ như trong tiểu thuyết nhưng các chàng vội quay xe. Hóa ra đã có kết quả kỳ thi, hoàng thượng cùng đám tâm phúc đi xem như nào. Cái việc hoàng thượng đỗ đầu thì chả có gì đáng ngạc nhiên cả, bất ngờ là hoàng hậu không đứng bét mọi người ạ. Người đứng chót là Ngư Trường Nhai, mọi người có nhớ Ngư Trường Nhai hứa giúp danh hài không đứng áp chót không? Phía hoàng thượng chuẩn bị có thực quyền cũng nên nghĩ xem xử lý tể tướng như nào. Ba tên nhóc ác người mỗi người một ý, người thì muốn đánh gãy chân, người lại muốn đánh vào mặt, có người lại lỗ mãng muốn tông ngã ông ta. Nhưng hoàng thượng không muốn tuyệt tình như vậy, việc còn chưa rõ ràng ba cháu lại tập trung chơi trọi dế. Lần này không chỉ công lao mình hoàng thượng nên hoàng thượng chuẩn bị nhiều món lễ vật, chưa kịp nói tặng cho ai thì ba người kia đã chia xong, hoàng thượng bất lực không nói nên lời. Hoàng hậu ngồi cả buổi mà không thấy bóng dáng ai vụt qua nơi đây, đúng là kẻ vong ơn bội nghĩa. Cuối cùng thì cũng tới, đó là chiếc hộp gấm nhưng bên trong không có món gì đặc biệt mà chỉ có dòng chữ gặp nhau dưới gốc đào không gặp không về. Cứu tôi, ông hoàng thượng cũng bắt chen trong tiểu thuyết quá mà. Mồm thì chê quê mùa, nhưng tay thì vân vê chiếc hộp gỗ suốt thôi. Đến điểm hẹn, thấy đám quân sĩ xuất hiện, danh hài nghĩ đúng theo trong tiểu thuyết. Đến khi bị trói gô lại mới thấy có gì đó sai sai. Ngư Thái Y cũng từ đâu xuất hiện, hắn muốn đòi món nợ giúp danh hài thoát đứng chót. Ai thua mà chẳng muốn quỵt nợ, danh hài hỏi xem ta có quỵt được không. Ngư Trường Nhai mồm thì nói không nhưng tay cầm dao cởi trói cho Kim Phượng. Đừng hiểu lầm, Ngư Trường Nhai không có cho danh hài quỵt nợ đâu, chẳng qua chưa có kế hoạch hoàn hảo, hắn không dám sợ phá đi khuôn mặt tiểu khả ái này. Chờ ba hôm nữa bộ dao hắn đặt từ Ba Tư về thì chính là lúc danh hài lên thớt. Gặp cái tên biến thái Ngư Trường Nhai thật là khiếp, không còn từ nào để diễn tả tâm trạng cô lúc này.
Quay về cung, Tố Phương đưa thêm một chiếc hộp gỗ mới nhận được, tưởng của con cá biến thái Ngư Trường Nhai, cô tức giận hất nó đi mà không biết bên trong là bức tranh vẽ cô. Tể tướng tới tìm hoàng thượng vì ngọc tỷ, hoàng thượng và mấy anh em cây khế đòi tể tướng giao ngọc tỷ ra. Tể tướng thì vẫn bài văn cũ, ta cứ không trả đấy làm gì được ta. Trước khi về còn dặn dạy hoàng thượng, mình không được có lòng tiểu nhân, nhưng không thể không phòng bị người khác tiểu nhân. Học phải đi đôi với hành, hoàng thượng cùng đám tâm phúc tới điện Thái Hòa trộm ngọc tỷ, có hoàng đế nào lại đi trộm ngọc tỷ của chính mình không? Nhị điện hạ leo lên xà nhà, tìm kiếm một hồi không thấy ngọc tỷ. Lúc này bệ hạ đã tìm thấy một thứ giống ngọc tỷ nhưng khi mở ra là củ cải thối, thật là công toi mà. Hoàng hậu vừa ăn vừa chờ hoàng thượng tới, chờ qua mấy ngàn năm mà chưa thấy hoàng thượng đâu, chỉ có tể tướng tới thăm cô. Cô không xếp hạng chót từ dưới lên làm ông nở mày nở mặt. Lúc trước đây ông đã hứa nếu cô thi tốt sẽ đưa Vĩnh Phúc phu nhân vào cung, nhưng với độ uy tín của tể tướng thì có lẽ là cô đã nghĩ nhiều rồi. Tể tướng lại đa cấp chờ hoàng thượng chấp chính, ông sẽ thu xếp cho cô về quê thăm quê. Hoàng hậu cũng muốn về thăm thôn, nhưng sợ Ngư Trường Nhai nửa đường bắt đi nên muốn Tuyên Lang cùng về. OCE với uy tín của tể tướng thì chuyện gì cũng dễ thương lượng, cơ mà có thực hiện không thì chưa rõ. Tuyên Lang dạo này rất bận, trước khi nhấp chính đầu tiên phải tắm trong 3 ngày 3 đêm. Thứ hai là ăn chay 7 ngày để cầu từ đầu đến đuôi từ trong ra ngoài hoàn toàn phủ xanh. Thứ ba là phải bị sờ, đó chính là dùng tay đo y phục. Ôi phiên phiến thôi, quy tắc như này thì AD bỏ giấc mơ làm hoàng thượng thôi. Trước khi về, tể tướng đưa cho cô một món quà bảo mang tới cho bệ hạ. Cô đang mở ra xem thử thì Tố Phương tới nói muốn đưa nến hoa tới Noãn cung phía tây là chỗ Bạch Ngọc. Nghe xong cô bỏ mặc món quà đó cùng Tố Phương tới Noãn cung. Tới Noãn cung phía tây, Kim Phượng tranh cãi với Bạch Ngọc về bệ hạ. Bạch Ngọc nói hoàng hậu phải chăng đã yêu bệ hạ. Nghe câu hỏi, Kim Phượng giật mình, yêu hay không yêu, không yêu hay yêu, nói một lời. Cuối cùng Kim Phượng cũng có đáp án, xem ra lần này không thể không thừa nhận. Cô cảm ơn Bạch Ngọc rồi đi thẳng. Mai là nhiếp chính mà giờ vẫn không có ngọc tỷ thật. Tiểu sai hiến kế muốn dùng củ cải để làm ấn pha ke. Viên ngự sử bảo nhiếp chính cần ngọc tỷ là quy tắc từ xưa truyền lại. Vân Trùng thì kiểu ôi rào, quy tắc lập ra là để phá mà. Nhân vật chính thì vẫn đang suy tư, cơ mà không phải chuyện ngọc tỷ mà nghĩ đến món quà. Đã tặng lâu như vậy rồi sao không thấy cô hồi âm. Nương nương lúc này vẫn đang tức giận, mấy ngày rồi mà hoàng đế vẫn không tới. Chàng không tìm cô thì cô đi tìm chàng. Cô muốn chủ động, đánh nhau thắng nhanh. Cô vẽ tranh mang tới cho hoàng thượng, trong lúc đang tìm hộp để vào, cô nhìn thấy chiếc hộp mà cha mang tới, cô mở nó ra. Tại Noãn cung, Bạch Ngọc và mẹ đang nói chuyện, bà ấy đang trách cô lần này suy nghĩ không chu đáo, nếu cha cô không để ý nữa bọn họ sẽ phải làm sao. Nhị điện hạ đi ngang qua đó đã nghe được hết mọi chuyện, anh khuyên Bạch Ngọc nên đi tự thú. Một người xinh đẹp như cô có suy nghĩ lệch lạc, mã ngoài đẹp mà bụng dạ xấu xa. Anh làm vậy chỉ muốn kéo cô lại từ vách núi, sai một ly đi một dặm. Cô tức giận mắng anh đúng là kẻ không biết gì cả. Cô tức giận quay về viết về Đoàn Vân Trùng tới mức cả thiên hạ đều chửi anh. Vân Trùng vẫn không biết mình sai ở đâu, không phải là Vân Trùng đã thích Bạch Ngọc rồi chứ. Điện hạ lúc này chấp chính mà vẫn không có ngọc tỷ. Kim Phượng đã mang theo ngọc tỷ tới, hoàng thương giơ ngọc tỷ lên, tất cả mọi người quỳ xuống. Linh Xu Viện, món đồ mà Ngư Thái Y đặt từ Tây Vực đã tới. Lúc này Kim Ngọc tìm tới mắng hắn đã hủy hoại sự trong sạch của cô. Tờ giấy bí quyết làm đẹp cung đình cùng mẫu với hoàng hậu chính là bằng chứng. Hắn đem dán nó khắp mọi nơi. Hắn nói rằng thứ mà hắn đang nghiên cứu đã làm hoàng hậu trở nên đẹp hơn. Các cô nương liền tới tìm hoàng hậu, liền biết mình bị lừa. Khắp hoàng cung đều nói cô giúp hắn quảng cáo điêu. Giờ cô chỉ có bỏ trốn mới thoát khỏi hắn, nhưng cô sẽ không trốn vì cô đã có ý trung nhân. Cô kể về ý trung nhân của mình mà hắn tưởng đó là mình, đúng là kẻ giàu trí tưởng tượng. Cuối cùng hắn cũng biết người cô thích là bệ hạ, làm sao bệ hạ có thể thích cô được. Sau khi rời khỏi đó cô liền tới điện Hiên Thần tìm bệ hạ, nhưng tới đó thì không dám bước vào. Vân Trùng hỏi sự huynh mình sao lại muốn giữ một người xấu như Kim Phượng lại, hoàng đế cho rằng xấu thì đã sao, dùng ổn là được. Cô nghe được liền tới tìm Lũng Nguyệt Vương gia để học hát bài phu thê vốn là chim cùng rừng. Hôm sau tiếng hát của cô đã vang tới đại điện khiến bệ hạ đang bàn bạc của các đại thần phải ra lệnh bãi triều. Tiếng hát này là kế thứ nhất trong 36 kế tình yêu là tẩy não. Tố Phương nói con đường ngắn nhất chạm tới trái tim đàn ông là thông qua dạ dày, nghe xong cô liền tới Ngự Thiện phòng. Nghe tin hoàng hậu tới, bọn họ nhanh chóng dập lửa, cất hết thứ nguy hiểm. Cô nói là đích thân làm nhiều món ăn cho anh, tiểu sai tức giận tới vạch trần hoàng hậu. Đêm đến hoàng thượng muốn ăn nhưng sợ làm phiền hoàng hậu nên đành thôi. Kim Phượng tiếp tục mạnh tay tấn công hoàng đế, nhị điện hạ tới gặp nô tỳ của Bạch Ngọc và cho cô ấy rất nhiều vàng để thăm dò về tin tức của Bạch Ngọc. Kim Phượng đi qua tưởng hoàng thượng đang nạp phi liền tức giận chạy tới ngồi vào lòng hoàng thượng. Cô tính phát cơm chó cho mọi người để khẳng định bệ hạ là của mình cô. Sau khi biết được đám người đó được đưa tới dàn nhạc, cô xấu hổ liền bỏ chạy. Hoàng thượng đuổi theo cô hỏi nếu nạp phi thật cô định sẽ làm gì, cô khiếp sợ lùi lại khiến hai người rơi xuống giếng. Dưới đó rất tối, thật may cô mang theo que bật lửa nên đã đọc được nhiều chuyện trên vách đá như chuyện yêu thầm của thiếu nữ và thị vệ, còn có cả tiểu thuyên tử ngủ chảy cả nước miếng. Bọn họ rất hứng thú với những chuyện đó. Bên trên đám nô tài đang đi tìm bệ hạ khắp nơi, có lẽ nào bệ hạ và hoàng hậu đã bỏ trốn. Khi tìm được miếng ngọc bội của hoàng thượng ở gần miệng giếng, họ lại càng chắc chắn bệ hạ đã bỏ trốn. Kim Phượng lúc này nhìn thấy hình vẽ mô mẫu,
Cô muốn biết giữa cô và Mô Mẫu ai xấu hơn, không muốn làm càn trước mặt Mô Mẫu nên bệ hạ không trả lời. Lúc này ánh lửa vụt tắt khiến hai người họ khiếp sợ xin lỗi Mô Mẫu. Cuối cùng bọn họ cũng được cứu ra khỏi đó. Thiên tử chưa bao giờ thấy hoàng đế rung động như vậy. Rõ ràng vậy sao thế thì hoàng đế sẽ cố nhịn. Nhớ cô muốn tạo bất ngờ gì cho anh. Anh mơ thấy họ cùng nhau thả đom đóm và vui đùa dưới gốc đào. Kim Phượng bắt đom đóm để chiên ăn, mà Tố Phương nghĩ hoàng hậu đem nó tặng hoàng thượng thì sẽ rất lãng mạn. Nghe có vẻ hợp lý, cô liền mang tới gặp hoàng thượng. Trên đường gặp phải Trường Nhai, hắn đập vỡ bình đó, cô liền nắm lấy cổ áo hắn bắt đền. Đúng lúc hoàng thượng tới bắt gặp cảnh này, liền tức giận quay trở về cấm hoàng hậu bước vào điện hiên thần, nhìn thấy trên đường coi như không thấy. Thấy hoàng thượng trốn tránh mình, Kim Phượng cho rằng chàng đang dùng kế lạt mềm buộc chặt. Bạch Nguyệt dặn Phong Nguyệt nếu bên chỗ hoàng hậu có tin tức gì lập tức báo cho cô ta. Phong Nguyệt đi báo tin đó với nhị điện hạ. Vân Trùng giải thích hắn làm vậy vì hoàng huynh chứ không có ý gì với Bạch Ngọc. Mẫu Phi đi tới đã nghe được hết những điều đó, tưởng là hắn có ý với Bạch Ngọc. Vân Trùng thấy Bạch Ngọc có mưu mô, nói năng cay nghiệt lại còn ngang ngược. Mẫu Phi thấy có mưu mô là thông minh, nói năng cay nghiệt người khác sẽ không bắt nạt được, còn ngang ngược có thể trị được hắn. Tất cả những nhược điểm đã trở thành ưu điểm, vậy giờ hắn thích Bạch Ngọc không là vấn đề gì nữa. Bạch Ngọc viết chuyện mà không hiểu sao hoàng đệ lại cứ xuất hiện trong đó, khiến cô ta giờ khóc giờ cười, xé hết những tờ vừa viết đi. Kim Phượng mang theo đồ ăn và kiếm tới cho hoàng thượng, kẻ nào chặn lại cô sẽ chém luôn. Vào tới trong điện, cô vừa khóc lóc xin lỗi Tuyên Lang, mong bệ hạ đừng đuổi cô khỏi nơi đây, cô sẽ cố gắng thay đổi trở thành hoàng hậu trên danh nghĩa và không quấy rầy anh nữa. Cô xin bệ hạ một chuyện là đừng để ý tới cô nữa. Nói xong lời này cô liền bỏ đi. Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, cô đã thấy cha mình tới tìm, ông ta muốn biết thông tin của tất cả người trong hoàng cung. Cô không muốn nối giáo cho giặc, nhưng khi nghe tháng sau có thể quay về thăm quê, cô liền đồng ý. Lúc này hoàng thượng đang nghĩ lẽ nào cô đã từ bỏ. Hoàng thượng hỏi thái giám nên làm gì để thể hiện, nhưng hắn có phải là nam nhân đâu mà biết được. Kim Phượng tới gặp Thái hậu và Từ Thái phi. Hoàng hậu cảm thấy người trong hoàng cung thể lực rất kém, nhất là hoàng thượng mới chấp chính mà đã uể oải như vậy. Cô muốn dùng hình thức mới quản lý, chỉ cần vài ngày là mọi chuyện sẽ ổn. Trước hết là kiểm tra sức khỏe, nếu khỏe mạnh sẽ được phát chứng nhận sức khỏe. Còn những người không đạt sẽ phát tờ giấy cần cố gắng. Người không đạt sẽ chọn một chiêu kết liễu, khiến Thái hậu và Thái phi khiếp sợ. Nhưng thực chất là cô sẽ đích thân dẫn dắt họ luyện tập. Hôm sau cô tiến hành kiểm tra sức khỏe cho mọi người, sau đó dẫn họ đi tập luyện bằng cách nhảy. Cô còn lập cả lớp nhảy đêm cho những người không tham gia được 3 ngày. Hoàng thượng cho rằng hoàng hậu làm vậy là vì mình. Hoàng thượng quả thật là một người giàu trí tưởng tượng. Mọi người nhảy điệu nhảy này làm việc càng tích cực hơn, hoàng cung đoàn kết. Thái hậu thấy rất hài lòng, hoàng thượng tự mình chấp chính, hoàng hậu trưởng thành, cuối cùng hai người họ cũng làm được chuyện tử tế rồi. Bọn họ cùng nhau nhảy theo điệu nhạc, nhảy cả một ngày trời chân sắp tàn rồi mà họ mới lấy được vài thông tin cơ bản nhất, còn kém xa yêu cầu của tể tướng. Vài ngày nữa hoàng thượng sẽ phải tham gia duyệt binh của Kinh Kỳ Doanh, lúc đó phải đứng nắng suốt 3 canh giờ, không cử động, không nói chuyện, không uống nước, không ăn cơm. Hoàng đệ vui vẻ vì hắn không phải tham gia. Hoàng thượng thấy dạo này hoàng hậu liều mạng rèn luyện sức khỏe ngày đêm thì ra muốn cùng anh tham gia duyệt binh, nghĩ xong anh liền rời đi. Tại phương ngự viên lúc này Kim Phượng vừa ngáp vừa nhảy. Hoàng thượng tới nói đã biết mọi chuyện không cần phải che giấu, cô tưởng Lưu Yết đã bán đứng mình. Hoàng thượng truyền chỉ lễ duyệt binh năm nay hoàng hậu sẽ cùng tham gia. Kim Phượng nghe xong liền đứng không vững. Hoàng hậu tới tìm ngự thái y để lấy thuốc gân cốt, nhảy múa thôi đã làm chân cô sắp gãy rồi, còn tham gia duyệt binh nữa chắc phải ngồi xe lăn. Hắn muốn cô giúp hắn kiếm tiền mới đưa thuốc cho cô. Mọi người đang nhảy thì hoàng hậu liền mang son tới bán, cô thần thánh hóa loại son đó làm các cung nữ nóng lòng sở hữu chúng. Khi mua son điền thông tin vào tờ giấy này sẽ có cơ hội nhận được công thức làm đẹp riêng cho mình, bọn họ tranh nhau mua. Hôm sau cô quay trở lại với kem dưỡng da, lần này vẫn phải điền bảng câu hỏi mới có thể mua. Trong đó có câu tổ tiên có tổng quân không, rốt cuộc tổng quân liên quan gì tới dưỡng da? Có người cho rằng tổ tiên tòng quân da rẻ thô ráp, cái này có di truyền. Lúc này ở các vị ở ngự thiện phòng cũng đang xem xét điền vào tờ thông tin, cảm thấy có những điều rất kỳ lạ. Sau mấy ngày thao túng tâm lý các cung nữ, ngự thái y thu về rất nhiều tiền. Hai người lúc này tranh nhau tờ giấy thông tin, hắn muốn dùng chúng để nghiên cứu mỹ phẩm. Hắn cho rằng cô biết được mấy chữ chứ không, năm xưa tại sao hai người trao đổi thư tình cho nhau. Cô đã không truy cứu chuyện hắn giả danh Tuyên Lang mà hắn còn tự nhắc tới nữa là sao. Hoàng thượng lúc này đã nghe được hết, cô vội tới giải thích nhưng anh nói đã hiểu cả. Hoàng thượng cho rằng đó là chiêu trò của mà thôi, diễn xuất có phần hơi dở. Hoàng thượng nghiên cứu bảng câu hỏi cùng hội anh em cây khế. Hoàng thượng tự tin nghĩ là do cô muốn tìm hiểu mình nên mới cất công làm vậy. Hắc bàn đang chép lại thông tin thì bệ hạ mang tờ thông tin của mình tới, nói tờ quan trọng nhất đang ở đây rồi sau đó vứt hết những tờ kia đi làm cô phải thức suốt đêm. Hôm sau cô mang theo cặp mắt gấu trúc cùng tập thông tin tới gặp Lưu Yết. Gần đây hoàng hậu và ngự thái y đang hợp tác bán mỹ phẩm kiếm được không ít tiền. Hoàng thượng lại ảo tưởng coi đó là những mánh khóe để thu hút sự chú ý, xem ra ám chỉ vẫn chưa đủ, cần phải thể hiện rõ hơn. Chuyện duyệt binh lần này tể tướng đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ thiếu có gió đông thôi.
Thái hậu lúc này đang nhảy múa đến căng cơ thì nhận được tin hoàng hậu đang bán hàng ở quảng trường. Lần này là bán kem mắt, thái hậu tới xử phạt hoàng hậu theo quy định. Ngự y đứng ra nhận tội, thái phi cho rằng liệu ngự y và hoàng hậu có phải là tình cũ, thái hậu muốn điều tra chuyện này. Hoàng thượng tới muốn biết rốt cuộc tại sao lại xử lý thái hậu và ngự y, bọn họ bán hàng là được bệ hạ cho phép. Cô làm vậy chỉ muốn chuẩn bị cho đại thọ của thái hậu, nghiên cứu ra mỹ phẩm nhưng không dám đưa thái hậu dùng thử liền bán để mọi người thử. Bệ hạ nhận hết trách nhiệm về mình, chuyện đến nước này thái hậu nên để đường lui nếu không mọi người đều khó xử. Thái hậu cuối cùng cũng bỏ qua chuyện này. Anh thể hiện như vậy mà cô vẫn chưa nhận ra. Dạo này thái hậu đang mải nhảy ở quảng trường, không biết kẻ nào đã mật báo, cô cho là Bạch Ngọc nhưng tỷ ấy đang mải viết tiểu thuyết hay là Trường Nhai. Lúc này hắn đang làm ngày làm đêm để ra được số lượng lớn son, kem dưỡng, kem mắt mà thái hậu yêu cầu. Thì ra chuyện lần này là do hoàng thượng đứng sau. Trường Nhai không hiểu sao nữ tử như cô lại đi theo đuổi nam tử, có phải là chuyện ngược đời không? Cô trả lời vì đó là bệ hạ, là chồng của cô. Hắn hỏi cô tại sao thời đó ở thôn Tiên Ba cô không thích hắn, vì hắn quá hoàn mỹ nên cô mới không thích, chuyện tình cảm tuyệt đối không thể cưỡng cầu. Đám anh em cây khế đã nghiên cứu ra những đồ dùng và món ăn để bệ hạ có thể mang theo tham gia duyệt binh nhưng bệ hạ liền từ chối. Tể tướng lúc này lại gửi thư ban hôn tới. Kim Phượng đang ngủ cũng bị đánh thức dậy để nghe tin này. Cô liền tới ngăn cản hoàng thượng phê chuẩn, Bạch Ngọc sắp bị gả cho nhị hoàng tử rốt đặc cán mai. Không ai có thể chấp nhận được điều đó, bây giờ bọn họ nhanh chóng nghĩ cách giải quyết. Bạch Ngọc thà chết già trong cung cũng không muốn gả. Nhị điện hạ mặt nào cũng tốt, chỉ có học là hơi dốt, làm việc không nghiêm chỉnh, chơi bời lêu lổng, mồm mép láo lỉnh. Hoàng đế và hoàng hậu ngồi cắn hạt dưa vừa xem Bạch Ngọc và hoàng đệ cãi nhau, hoàng đệ nhất định muốn cưới Bạch Ngọc. Lưu Yết đang giúp phu nhân chọn y phục, chọn tới chọn lui bà quyết định lấy y phục của ông, đến ông còn là của bà thì y phục của ông đã là cái gì? Ông đành phải chiều theo ý phu nhân, ông muốn sắp tới bà giúp mình một việc. Ngày duyệt binh đã tới, Kim Phương tỏ ra rất thích thú, hoàng thượng giải thích cho cô về trận pháp. Đột nhiên Tuyên Lang thấy tiếng trống hôm nay rất kỳ lạ, còn cô cảm thấy nó quen thuộc. Lúc này có người bị thương, Kim Phượng chạy tới ngăn người đánh trống lại, sau đó đến xem người bị thương. Hoàng thượng hạ lệnh dừng lại, muốn cùng tể tướng vào trong nói chuyện. Kiếm pháp tại sao chất lượng kém như vậy? Những gì mà bệ hạ vừa nhìn thấy là loại kém nhất trong trang bị quân dụng. Tể tướng cố ý làm vậy để bệ hạ nhìn thấy việc trang bị quân dụng không đủ sẽ đáng sợ đến mức nào. Bệ hạ không muốn dùng tiền của dân tăng vật tư trong quân, tùy ý tăng tô thuê của dân chúng chỉ là để tăng vật tư quân dụng. Ngụy Thái Phó đi tới Thái Học Uyển muốn đám học trò theo ông ta đi làm việc lớn. Tể tướng đưa ra danh sách do hoàng hậu viết ra. Những quân sĩ ngoài kia có thể là người thân của các công nhân bên cạnh người, là cha của đứa bé chưa chào đời, là chồng của những người vợ hiền. Trên chiến trường mỗi một người chết đi là một gia đình bị hủy hoại, nên việc trang bị vật tư quân dụng là rất cần thiết. Từ Phi rất hài lòng việc Bạch Ngọc được gả cho Vân Trùng. Từ Phi chuẩn bị rất nhiều cho đám cưới của con trai. Thái hậu rất ngứa mắt về thái độ của Từ Phi, bà tức giận nói con họ từ này đắc ý ghê chưa kìa. Kim Phượng và hoàng thượng đã tới thôn Ba Tiên. Tể tướng nói về lịch sử của thôn, ngày trước trong thôn rất nhiều nam tử nhưng sau mỗi trận chiến họ đã tử trận rất nhiều. Kim Phượng nghe là biết cha cô đã bịa ra các con số về người tử trận. Kim Phượng muốn gặp mẹ nhưng cha cô nói cô đã gặp rồi mà không biết. Hoàng thượng cảm ơn Kim Phượng vì giúp anh nhận ra nhiều điều, biết cách hiểu thấu lòng dân và trở thành một hoàng đế tốt hơn. Mẹ Kim Phượng lúc này đang rất đau đầu, Lưu Yết bảo bà đánh trống nhưng cuối cùng lại thành bị trống đánh. Đường đường là tể tướng mà giờ đi rửa chân cho phu nhân, ông ta lại còn phải nhận hết lỗi sai về mình. Phu nhân lo lắng liệu bà có bị đập đến ngu người không chứ sao đau quá vậy trời. Ngụy Thái Phó lúc này đang phân chia việc cho học trò Thái Học Uyển thì một đám người bịt mặt xuất hiện bắt bọn họ đi. Tại đại điện, tể tướng đang bẩm báo việc tăng thuế hợp lý, bổ sung quân lương bổng lộc. Có một hạ thân đứng ra phản đối việc này, bẩm báo việc Ngụy Thái Phó và đám học trò bị bắt đi mất. Bây giờ kinh thành rất hoảng loạn rồi mà còn tăng thuế nữa không biết sẽ như thế nào. Bệ hạ muốn bàn việc riêng với tể tướng. Bệ hạ cho là Lưu Yết đã làm mọi chuyện. Bệ hạ muốn ông ta mau thả Ngụy Thái Phó. Ông ta ra điều kiện chỉ cần dập tắt nỗi oán thán dân chúng trong 3 ngày thì Thái Phó sẽ bình an trở về. Hoàng thượng và hội anh em cây khế đi tới đại lao. Bệ hạ một mình tiến vào trong gặp Thái Phó, ông ta quay lưng về phía hoàng thượng. Một trong đám học trò đứng ra nói lời Thái Phó bảo nếu học trò của ông chỉ lý luận suông, không biết cách ứng xử, ông thà đập đầu chết trong đại lao, tối nay ông không muốn ai làm phiền. Thuộc hạ của tể tướng điều tra nhưng không có manh mối, xem ra chỉ có Kim Phượng mới làm được. Có kẻ gửi đến bức thư lưu tể tướng lòng dạ lang sói, hoàng hậu nối giáo cho giặc, tham lam, hoàng đế đen tối, đế hậu nổi cơn điên, bao chính ác như hổ. Kim Phượng rất tức giận, chuyện này thì có liên quan gì tới cô? Lưu Yết đúng là tai họa hại bệ hạ lại còn hại tới cô. Không hiểu mẹ cô mù con mắt nào mà thích ông ta. Đúng lúc đó ông tới, thấy số chữ này xấu quá, ông ta cho cô xem chữ đẹp thật sự. Ông ta muốn cô tìm Phương Ngữ Phất Hoa Diên, nếu xong việc cô sẽ có điều ước mà cô muốn. Bên ngoài mọi chuyện rất hỗn loạn, trẻ con đánh nhau loạn cả lên, phá sập cả miếu thời lâu năm. Nếu không giải quyết được chuyện này không chỉ có Ngụy Thái Phó mà cả nước Đông Hạo cũng không chịu nổi. Kim Phượng đang không biết giải quyết câu đố của cha ra sao. Tố Phương từng nghe ở đâu đó là Phương Ngữ một là mama, Phất Hoa Diên là vị công công. Vị ma ma đó rất khó tính nhưng chỉ cần có được vật tùy thân của nam thần trong lòng các ma ma tặng cho họ chắc chắn sẽ thu được manh mối. Nam thần đó không ai khác là Lưu Yết. Lúc này cô gặp Trường Nhai, hắn bị đánh nhìn rất thảm hại. Cô cười lớn khi thấy khuôn mặt hắn. Hoàng thượng nhìn thấy cô và Trường Nhai liền tức giận.
thì ra trông hắn thảm hại như vậy là do đi chăm sóc da cho các ma ma già. Cô muốn nhờ hắn đưa thư cho mẹ cô, hắn từ chối cô, đe dọa chuyện vừa rồi cô đã tưởng tượng vô số tình tiết. Hắn ngoan ngoãn đồng ý, với trí tuệ của hắn mở bức thư ra liền không hiểu. Vừa ra khỏi đó cô đã gặp bệ hạ, sau hồi trêu đùa, anh liền thừa nhận mình đang ghen với Trường Nhai. Cô còn tưởng anh muốn hóng chuyện của các mama. Cô không ngờ trong cung có nhiều chuyện đặc sắc như vậy, cô rất hứng thú với chuyện này. Chàng là hoàng đế, công việc của chàng là suy nghĩ chuyện thiên hạ, còn dân thường vừa mở mắt ra đã phải lo cơm áo gạo tiền. Chuyện lớn dễ quên, chuyện thường sẽ nổi nóng, đây là tư của người dân. Bệ hạ đột nhiên hiểu ra gì đó. Hoàng thượng quay về nói chuyện này với hội anh em, nhưng họ cho rằng chuyện này có liên quan gì tới việc dập tắt oán thán lòng dân. Đây mới là bước đầu tiên, đằng sau còn có thứ ghê gớm hơn. Phúc Thẩm đang ngồi nhận được thư xem xong bà liền hiểu, sau đó liền mang một chiếc túi lớn ra đưa Trường Nhai. Chiếc túi nặng tới mức hắn phải dùng hết sức mới mang đi được. Trên phố khắp nơi bày bán chuyện tình yêu của Lưu Yết, hoàng thượng dùng nó để phân làm giảm sự chú ý của người dân về việc thu tô thuế. Anh còn cho người điều tra về việc chi tiêu của các đại thần trong triều, bọn họ chi tiêu vượt quá bổng lộc, có thể là tham ô hoặc có sản nghiệp, vậy liệu sản nghiệp đó có nộp thuế không? Anh muốn dùng gậy ông đập lưng ông để đối phó với Lưu Yết. Dưới gốc đào treo rất nhiều những bức tranh, Kim Phượng cảm thấy cha mình tuy xấu tính quả thật rất đẹp trai. Bệ hạ chuẩn bị xuất cung, anh tới nhà tể tướng chúc mừng. Trường Nhai và hoàng hậu lúc này cũng chuẩn bị xuất cung. Vừa ra tới ngoài liền gặp Vân Trùng, hắn tò mò người đi cùng Trường Nhai là ai muốn xem mặt, nhân lúc hắn không để ý Trường Nhai đã đánh ngất hắn, sau đó bỏ chạy. Tại phủ tể tướng mọi người đang bàn tán Lưu Yết nạp thiếp. Kim Phượng đứng nghe nãy giờ muốn xông lên đánh bọn họ nhưng Trường Nhai cản lại. Hai người tiến vào bên trong thấy mẹ cô bị trói ở gốc cây, trên miệng có vết thương. Kim Phượng tức giận dám bắt nạt mẹ cô còn dám nạp thiếp. Phu nhân lúc này mới giật mình rốt cuộc nạp thiếp là nạp ai. Bà cũng chạy vào trong, là do quyển sách đó đã khiến mọi người nghĩ ông nạp thiếp. Thực ra hôm nay là đại thọ 60 của bà. Lúc nãy là mẹ cô xem bói vận may hôm nay không tốt nên mới tự trói mình lại. Còn miệng là do bà bị nóng, tể tướng rất tức giận bọn họ chưa xác thực mọi chuyện đã làm loạn, bệ hạ tới chúc mừng. Hai người tranh cãi về việc giải quyết dẹp loạn lòng dân về thu tô thuế vẫn chưa được giải quyết triệt để, anh liền đưa ra sổ ghi chép thói quen sinh hoạt của đại thần trong triều. Nếu cha ra của cải không công khai của họ, quân nhu năm sau họ cũng không phải lo. Vậy là năm nay không tăng thuế, Ngụy Thái Phó và học trò được thả ra. Hoàng hậu đang tính kế trộm đồ trong cung của hoàng thượng thì thái hậu có chỉ, nhưng chỉ này chỉ có Kim Phượng mới hiểu được, thái hậu cho cô 10 ngày nhưng cô muốn tối nay làm luôn. Điện Hiên Thần, bệ hạ cũng nhận được chỉ, không phải là đưa bệ hạ vào miệng của Kim Phượng hay sao? Đám huynh đệ vẫn đang suy nghĩ giúp anh thoát khỏi chuyện này. Còn bệ hạ lúc này đang nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra tối nay, chắc hắn anh rất mong chờ. Suy nghĩ một hồi Vân Trùng cho rằng nên nói với Kim Phượng bệ hạ bất lực. Nhận được tin tối nay cô sẽ tới anh liền lệnh cho nô tài đi chuẩn bị, anh cảm thấy hôm nay là ngày tốt. Tại phủ tể tướng, Trường Nhai tìm tới hỏi ông sao nhẫn tâm để con gái mình vào tay hoàng thượng, hắn không nhẫn tâm để cô bị vậy liền dùng dao đe dọa tể tướng. Ông ta cho rằng trước khi kế hoạch của họ hoàn thành thì chỗ tốt nhất cho Kim Phượng là làm hoàng hậu. Mọi chuyện đang đi theo đúng kế hoạch của ông ta. Sau này kế hoạch xong xuôi hắn sẽ đòi lại những thứ thuộc về hắn bao gồm cả Kim Phượng. Đúng là tuổi trẻ nam nhân nào cũng gặp được người khiến bản thân phấn đấu quên mình. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi thì hoàng hậu cũng đến, cô muốn bọn họ bắt đầu luôn, cô muốn chủ động, anh đồng ý, cô sờ khắp người anh tìm bảo bối. Phương Ngự Mama nói trước khi lão phất mất đã để lại bảo bối cho anh, lão phất là Bạch Công Công. Anh chẳng biết cái bảo bối đó là gì, cô muốn bọn họ bắt đầu, cô liền tiến tới bóp vai cho anh. Cô hiểu nhầm chỉ của Thái Hậu là nắn xương, nhưng ý của Thái Hậu là cô mang thai cốt nhục của anh. Bạch Ngọc lúc này đang uống nước thì Vân Trùng tới, hắn tưởng cô ta đang uống rượu giải sầu, cô hơi buồn vì đáng lẽ người xuất hiện ở Điện Hiên Thần là cô chứ không phải Kim Phượng. Chỉ có làm hoàng hậu cô mới chứng minh được bản thân với cha, hắn mang đồ chơi tới để giảng hòa với cô nhưng nhất định sẽ cưới cô. Hoàng hậu và hoàng thượng vẫn đang ngồi suy nghĩ. Cô cảm thấy việc sinh con cho anh không hợp với quy tắc của thôn Tiên Ba. Ở đó nếu muốn sinh con thì rất lãng mạn, lên núi sống nửa năm, trên đó có nhà lá, vườn rau, còn có cả bảo bối tùy thân. Đôi phu thê già sẽ chuẩn bị tín vật cho vào túi phúc rồi tặng cho vãn bối mình thích, sau đó sẽ tặng lại cho nửa kia vào đêm đầu tiên. Giữ phu thê phải có tình yêu sinh con mới khỏe mạnh. Hoàng thượng đi ra ngoài suy nghĩ về việc yêu đương, đầu tiên bắt đầu từ việc nắm tay, sau đó anh sờ lên mặt cô, bọn họ sắp hôn nhau thì quản hiền sĩ của Ngự Sử Đài xuất hiện. Ông ta ghi chép lại hết chuyện vừa rồi sau đó chạy tới bẩm báo với Thái hậu khiến bà rất vui. Lúc này anh phát hiện ra môi cô bị có gì đó không ổn. Mũi tên xuất hiện trong phòng Trường Giai, trên đó có mảnh giấy ghi Diên Hoa Phất Ngự Phương ở Điện Hiên Thần. Trong Điện Hiên Thần lúc này hai người họ đang chơi chớp mắt. Quản hiền sĩ trèo lên mái nhà quan sát bọn họ, sau đó ông bị Trường Nhai đánh ngất. Hắn thổi thuốc mê vào khiến họ ngất đi, sau đó hắn vào điện tìm Diên Hoa Phất Ngự Phương nhưng không tìm thấy. Nhìn thấy hoàng thượng và hoàng hậu đang ngủ làm hắn thấy rất ngứa mắt. Ngay khi hắn vừa rời đi thì đám quân lính đi vào, bọn họ thấy quản hiền sĩ ngất bên ngoài nên vào trong xem thử. Tể tướng và phu nhân đang chơi trò hai mắt nhìn nhau giống Kim Phượng và bệ hạ. Tể tướng lại giả vờ thua, phu nhân lo lắng cho con gái của mình, bà sợ tên tiểu tử đó lừa Kim Phượng.
Mẹ bà từng nói nam nhân đẹp trai thì không tin được cái miệng, nhưng bà là người khôn khéo như vậy con gái bà sao có thể bị lừa. Thấy bên ngoài có người, ông liền lấy cớ rời đi. Thuộc hạ của ông tới báo tin tối nay điện hiên thần bị bỏ mê hồn hương, ông cho rằng đó chỉ là trò vặt. Hôm nay là mùng 10, ngày này 20 năm trước Võ Vương tạo phản, tể tướng dẫn 30 khinh kỵ binh truy đuổi suốt ngàn dặm và bắt bọn gian ác. Nhưng thực ra đó là ngày ông biết tới thôn Tiên Ba. Ông khuyên thuộc hạ không cần lo lắng, chuyện vừa rồi chỉ có người đặc biệt mới tìm được. Tại điện hiên thần, quản hiền sĩ đang hỏi Thuyên Công Công về chuyện tối qua, ông muốn ghi lại, Công Công nói hai người họ còn đang ngủ. Vì muốn biết họ ngủ thế nào, ông đã nói là từng quen biết Bạch Phất Công Công và Phương Ngự Mama, làm cho Thuyên Tử xúc động phát khóc nói ra bọn họ đang ôm nhau ngủ. Quả thật bọn họ đang ôm nhau ngủ, Kim Phượng tỉnh dậy không biết chuyện gì đã xảy ra. Thuyên Tử đi vào, hắn vừa nói do gió cát ngoài kia làm mắt hắn hơi díp. Kim Phượng nghe liền biết hắn nói dối, hoàng thượng trêu chọc cô lúc không cần thông minh thì cũng thông minh đấy, đã tới giờ hoàng thượng lên triều. Trường Nhai đang xem lại tờ giấy thì Kim Phượng tới tìm hắn, xé nát tờ giấy ra sau đó giấu đi. Cô tới để lấy thuốc, hình như cô bị sái cổ rồi, hắn tức giận nói với cô hắn dùng hết nó rồi, hắn hôm nay giữ như ăn phải thuốc nổ. Cô nhìn thấy mảnh giấy đó, cô không biết sao hắn lại biết cái đó. Thái Phi nhận được tin Trường Nhai đã hành động, hắn là kẻ không đơn giản. Dù hắn là ai, nếu muốn tìm phương thuốc thì hãy tìm cho hắn thêm chút manh mối để giúp họ tìm tới cùng, bà hy vọng hắn không phải là người đó. Trường Nhai giật mình tỉnh dậy, hắn mơ tới chuyện hồi nhỏ ở Thiên Thu Vĩnh Lâm bị đám quân lính truy đuổi. Thái hậu hỏi về tình hình của hoàng thượng và Kim Phượng, thấy cô chống tay lên đầu bà tưởng cô đau đầu liền cho người đi đóng cửa. Cô xoa bụng bà lại nghĩ cô đau lưng, cô thích ăn mận chua thì bà nghĩ chắc chắn cô đã có thai. Bà vui mừng đi chuẩn bị công bố với toàn dân thiên hạ cô đã mang thai hoàng tử, lúc này mọi người có thể thoải mái đặt câu đế hậu sẽ giải đáp. Mọi người tranh nhau hỏi, có người dùng tiếng phương Bắc để hỏi sau này sẽ đặt tên con là gì, không ai hiểu hắn nói gì nhưng cô hiểu, cô định sẽ gọi nhũ danh là heo con. Thái tử Phi gặp ngự ý, bà hết lời khen ngợi mỹ phẩm hắn điều chế ra. Vân Trùng tới ngăn hành động trắng trợn của mẫu phi lại nhưng bà cho rằng nay khâu trắng trợn chẳng nhẽ để mai bà chỉ là đang làm đẹp thôi. Vân Trùng cho rằng Trường Nhai không dụ dỗ được hoàng tẩu liền quay qua dụ dỗ mẫu phi, sau đó liền dọa hắn cứ cẩn thận. Vân Trùng muốn hắn giải thích nhưng hắn không muốn. Hắn và nhị điện hạ giống nhau, Vân Trùng thu phục Bạch Ngọc để tránh cô làm loạn, còn hắn thu phục Thái Tử Phi để tránh bà suốt ngày hành hạ người khác. Vân Trùng phẫn nộ hét lên rằng quả thật hắn là đồ biến thái, người như hắn cô độc đến giả. Trường Nhai quay về thấy trong áo có mảnh giấy ghi trong điện hiên thần có mật thất mật thám. Lúc này người cuối cùng đưa ra câu hỏi hoàng hậu gọi hoàng thượng là gì. Cô suy nghĩ một hồi chưa kịp trả lời thì có thích khách xuất hiện, thấy có kẻ sắp lao tới tấn công cô thì anh đã nhanh chóng đứng chắn cho cô. Anh nằm mơ lúc nhỏ trốn chạy đám quân lính của tể tướng đi truy bắt mình, lúc này tỉnh lại liền muốn biết cô lúc này ra sao, đã bị thái hậu mắng cho. Cứ nghỉ ngơi khỏe đi, mọi chuyện để bà xử lý. Kim Phượng đi tới muốn mọi người ra ngoài để cô tự bôi thuốc cho anh. Những vết thương trên người anh khiến cô bật khóc, đó là sự dạy dỗ nghiêm khắc của tể tướng, tại sao một người thông minh như anh lại để bị đánh. Trường Nhai tới tìm tể tướng, hai người tranh cãi, nhưng chợt nhận ra hình như có kẻ thứ ba gấp hơn bọn họ. Kẻ đó ẩn nấp trong cung, hắn lo sợ Kim Phượng sẽ gặp nguy hiểm, nhưng ông ta cho rằng nơi nguy hiểm là nơi an toàn nhất. Hắn tức giận bỏ đi, ông ta nhắc nhở hắn đừng quên cha hắn chết như nào. Thái tử Phi nhận được thư nhất định phải tìm được thuốc, nếu không tất cả sẽ phí công vô ích. Kẻ ám sát hôm nay là do đám giặc cỏ ra tay, không phải đám người của bà. Bà đã để lại gợi ý cho Trường Nhai, hy vọng hắn sớm tìm được thuốc. Cô tới tìm Trường Nhai để lấy thuốc trị sẹo cho anh. Cô cho rằng liệu cha cô muốn tìm thuốc đó để làm gì, có phải muốn đổi mặt quyến rũ mẹ cô không? Hắn muốn hai người họ hợp tác tìm ra thuốc. Cô quay trở về giúp anh bôi thuốc nhưng anh muốn chuyện này nên để Công Công làm. Lần trước bọn họ bị ám sát là do có kẻ ghen tị với hành động tình tứ của hai người. Cô nhảy lên hôn vào má anh, sau đó quay vào trong giúp anh bôi thuốc, trên mặt anh lúc này dính vết son. Hai người họ tới chúc mừng lễ thành hôn của con lão tướng quân và thái phó. Nhân lúc đó Trường Nhai tới điện tìm thuốc nhưng vẫn không có kết quả. Trước khi rời đi, Kim Phượng cho tân nương một món quà là một nguyện vọng, nếu gặp khó khăn gì hãy tới tìm cô. Trên đường về cô hỏi anh muốn nguyện vọng gì không, anh muốn đi ra ngoài, hai người họ liền xuống xe chạy đi chơi. Trường Nhai vẫn chưa tìm ra thuốc, còn Kim Phượng và hoàng thượng đang ngồi viết nguyện vọng lên đèn trời, sau đó thả lên trời chắc chắn nó sẽ thành hiện thực. Hai người viết hết lên những chiếc đèn còn lại, sau đó cùng nhau thả nó lên trời. Lưu Yết đưa người và mang theo cả thánh chỉ tới bắt Lăng lão tướng quân. Kim Phượng đang ngồi ăn bánh thì Tiểu Tĩnh đi qua, cô rủ hắn vào ăn bánh cùng hắn. Hắn từ chối nói hôm nay cha cô đã làm hoàng thượng rất khó xử, sau đó giật luôn cái bánh trên tay cô và đi tới điện Thái Hòa. Không có ngày nào mà cha cô không làm khó anh. Tại điện Hiên Thần, anh bắt tể tướng giải thích chuyện truyền thánh chỉ giả để bắt Lăng tướng quân. Ông ta liền cho ba người mang vàng, bức thư và kiếm đi vào. Ngự thái y tới gặp Kim Phượng, hắn nhắc cô nhất định phải lấy được phương thuốc đó và nói cha cô không phải người đơn giản. Những thứ đó mà ba người đó mang lên là Lăng tướng quân đã nhận hối lộ 10 lượng vàng để hủy đi chứng cứ giết người của con trai Lỗ Quốc Công. Còn 5 năm trước Lăng lão tướng quân lén lút thư từ tiết lộ chiến lược với kẻ thù. Còn thanh kiếm là ông ta định dùng nó để giết vua. Anh cảm thấy chuyện nào đáng tội hơn thì viết lên thánh chỉ, rốt cuộc Lưu Yết là người hay là quỷ. Trường Nhai muốn biết rốt cuộc cha cô có mục đích gì mà cho cô vào cung, muốn cô được tiểu hoàng thượng sủng ái.
Hắn khuyên cô nhanh chóng rời khỏi đây, hổ dữ không ăn thịt con, nhưng cha cô là bọ cạp độc ác nhất trên đời. Mẹ Bạch Ngọc nhất định không muốn gả con gái cho tên rốt đặc cán mai đó. Bà nghĩ nhất định là do mẹ Kim Phượng đã thủ thỉ bên tai lão gia để xoay bọn họ như trong chóng. Bà không thể ngồi yên chờ chết, lúc này nô tỳ của bà chạy về báo tin, bà nghe xong liền có cách giải quyết chuyện hôn sự này. Hoàng thượng lúc này đang bàn về chuyện của Lặng tướng quân, anh bảo họ đi điều tra về ông ta mà họ tập trung đi điều tra phu nhân ông ta. Lăng lão tướng quân tham tiền háo sắc, ức hiếp mọi người, lịch sử đen tối quả thật không đếm xuể. Đưa chứng cứ tới hình bộ để hình bộ và đại lý tự hội thẩm, thiên tử phạm pháp cùng tội như thứ dân, nếu tội là thật nhất định không tha. Hoàng thượng đang đi dạo thì Kim Phượng tới tìm muốn đưa anh đi xem con ngựa con, sau đó kể cho anh nghe ba câu chuyện để anh chọn ra một chuyện mình thích nhất rồi cho cô biết. Sao cô lại giống cha mình tới vậy nhỉ? Lúc này Lưu Nhị phu nhân tới nói là do cô là nòi giống của lão gia mà lại. Bà muốn nói việc bên ngoài đồn đại mẹ hoàng hậu là yêu nữ. Mẹ cô dùng yêu thuật mê hoặc lão gia, hơn nữa còn truyền yêu thuật này cho con gái. Chính là hoàng hậu diện mạo xấu xí đã dùng yêu thuật để mê hoặc hoàng thượng, lại còn thi triển yêu thuật khắp hậu cung, đặc biệt là Ngư Ngự Y. Bà ta cho là vì cô nên Bạch Ngọc mới không được tiến cung. Bà ta nói xong anh liền hạ lệnh vả miệng, Tiểu Thuyên tưởng là vả miệng hoàng hậu đang định tiến đến nhưng không phải ý anh là vả miệng mụ già kia. Bạch Ngọc liền xin hoàng thượng tha tội cho mẹ cô ta. Hoàng thượng và hoàng hậu rời đi thì Vân Trùng tới, hắn muốn hỏi Bạch Ngọc rốt cuộc cô thích hoàng thượng muốn làm hoàng hậu hay vì thể diện mới muốn làm hoàng hậu. Cô ta ấp úng không trả lời được liền bỏ đi. Ngự thái y đang đắp mặt nạ cho các vị tỷ tỷ tới từ các phủ, hắn muốn nhân cơ hội hỏi dò về mật thất trong Hiên Thần Điện. Tể tướng lúc này đang ăn cơm cùng phu nhân, bà muốn tổ chức chức sinh nhật cho Kim Phượng, trên đời này chỉ có bà hiểu ông, nói ông có lương tâm vì bà là lương tâm của ông ấy. Lúc này thuộc hạ tới tìm ông liền rời đi. Đến giờ Trường Nhai vẫn chưa tìm thấy thuốc, lẽ nào vị thuốc đó không có trong cung, lẽ nào Trường Nhai nói dối. Hoàng thượng chọn câu chuyện thứ ba của cô, anh không tin lời Lưu Nhị phu nhân nói vì nếu cô là yêu nữ sao không biến bản thân thông minh hơn chút. Anh muốn từ từ hiểu về cô là ai không quan trọng, quan trọng là chính cô. Kim Phượng hài lòng về câu nói của hoàng thượng. Lúc này Trường Nhai đang mặc đồ đen bịt mặt thì Vân Trùng xuất hiện dùng súng uy hiếp. Hắn nhân lúc Vân Trùng không để ý liền đánh ngất. Thần thiếp trong phủ của Lăng lão tướng là thuộc hạ của hắn, chuyện lần này hắn muốn tự mình giải quyết. Hôm sau Kim Phượng tới thăm ngựa con, đang không biết đặt tên cho nó là gì liền nghe được tin Hiên Thần Điện cháy, bệ hạ còn trong đó. Cô liền lấy ngựa tới cứu hoàng thượng, nhưng cô không khống chế được nó liền đi tới Thái Hòa Điện thì lại gặp được anh ở đó. Lúc này anh mới biết Hiên Thần Điện cháy rồi. Hiên Thần Điện cháy nhưng không phải do tai nạn, là kẻ nào đó đã giở trò. Hoàng thượng tiến vào trong mật thất xem thử, có kẻ đã ở sẵn trên mái chứng kiến cảnh đó. Trong quán ăn lúc này mọi người đang lắng nghe kể chuyện tình của hoàng đế và Lê Phi, đó chỉ là câu chuyện được bịa ra do Trường Nhai đã bỏ tiền thuê kẻ đó kể suốt mấy ngày trời. Hoàng thượng nghi ngờ về Trường Nhai mới kêu người điều tra hắn nhưng không thu được kết quả. Lúc này đã tới giờ vẽ tranh chân dung của bệ hạ và hoàng hậu. Mọi người hết lời khen ngợi người trong tranh, bọn họ hoàn hảo hơn cả cà chua và trứng. Hoàng đệ cho rằng nếu hoàng tẩu mà trông như thế này thì tốt, giá trị tham khảo của tẩu không cao lắm. Kim Phượng nhìn bức tranh đứng hình mất 5 giây là kẻ nào ở trong tranh vậy? Hoàng thượng sau khi thấy bức tranh cho rằng họa sĩ dám khi quân. Họa sĩ chỉ thêm bớt chút xíu cho phù hợp với nghệ thuật, mắt mũi môi mỗi thứ sửa xương xương một tí. Kim Phượng tức giận mặt cô mà phải sửa sao, động chạm tí nào là hủy dung. Hoàng thượng yêu cầu vẽ lại, nếu vẽ sai sẽ chỉnh dung ông ta thành hoàng đệ. Bọn họ lại ngồi tiếp 3 canh giờ để vẽ lại. Đám tông phúc cảm thấy hoàng thượng đã thay đổi, Vân Trùng thấy bệ hạ ngu đi. Vì hắn đẹp trai như vậy họa sĩ làm sao mà chỉnh dung được như hắn. Đột nhiên Bạch Ngọc đi qua, Vân Trùng nhìn thấy liền lấy cớ đuổi theo cô. Tĩnh Đường và Thiết Chu thấy nhị điện hạ cũng thay đổi, đây mới là ngu đi thực sự. Nhị điện hạ dùng súng để hù dọa Bạch Ngọc, hắn tặng cô khẩu súng nếu trả lời câu hỏi đó. Hai người rằng co một hồi, hắn vừa bị thương ngã xuống khiến Bạch Ngọc lo lắng. Hắn phá lên cười sau đó liền rút khẩu súng nữa ra, vậy là hai người có súng đôi. Bạch Ngọc tức giận bỏ đi. Vương gia tới tìm hoàng tẩu, thái hậu muốn biết sao vương gia lại dừng phát thanh khiến bà thấy không quen, không phải là dừng mà là ông không dám phát. Ông mang tới một tập thư hỏi chuyện về Lê Phi, chuyện này ông không biết giải quyết sao? Kim Phượng kể cho hoàng hậu về mẹ của cô. Bà là người cho mình đúng nhất trên đời, giữa trời nóng bà muốn cô thử quần bông. Bà còn lắm mưu nhiều kế, như lúc cô bị ong vò vẽ đốt bà bôi phân lên người cô, sau đó bà chạy đi để đánh lạc hướng chúng. Bà còn bới lông tìm vết, cô tự hào vì mẹ yêu cô một cách quá đáng. Còn anh vẫn đang bận lòng về chuyện của Lê Phi, đó là mẹ anh. Trước giờ bệ hạ chưa từng gặp mẹ, cô muốn đưa anh đi gặp mẹ anh. Bệ hạ đưa cô vào trong mật thất tới chỗ mà mẹ người ngày trước hay ngắm sao. Cô muốn anh chạm tay vào lan can, cô cho rằng ở đó có lẽ sẽ lưu lại hơi ấm của mẹ anh. Bệ hạ sinh ra vào ban ngày nên mẹ anh mất đi sẽ biến thành sao kim, là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Cô nghĩ mẹ anh là người tốt, trên đời này chỉ có người xấu không có người mẹ xấu. Bức tranh của bệ hạ sắp vẽ xong, ngày mai sẽ đưa tới cung cho cô định dùng nó tặng cho mẹ vào dịp sinh nhật. Trường Nhai đang đánh cờ cùng tể tướng, hắn đã tìm ra lối ra của mật đạo là Mạn Vũ Lâu, đó chính là nơi ở của Lê Phi. Tiên đế sủng ái Lê Phi đã xây Mạn Vũ Lâu ở phía nam hoàng thành, chỉ để bà vui chơi ngắm trăng. Hiện tại Trường Nhai vẫn chưa tìm thấy thuốc. Giang hồ đồn đại nó nằm trong tay Lê Phi, nhưng sau khi bà chết cũng không nằm trong tay tiểu hoàng đế, vậy giờ nó ở đâu? Chỉ cần ông đưa Kim Phượng rời cung, sau này cô ấy sẽ làm hoàng hậu của hắn.
hắn cho rằng ông lòng dạ rắn rết, lẽ nào muốn hại chết con gái mình. Lưu phu nhân lúc mở cửa hùng hổ tiến vào và đã nghe được hết mọi chuyện. Bà cho rằng Trường Nhai đổ tội cho Lưu Yết, bà mắng hắn hết lời. Bà cảm thấy may vì không gả Kim Phượng cho hắn. Trên đời này chỉ có người xấu chứ không có người cha xấu. Bà véo tai hắn không cho hắn nói ông ta là Lưu Bọ Cạp. Bà tức giận vì ông nói là đi làm việc nhưng lại ngồi chơi cờ. Kim Phượng đang gói lại bức tranh để hôm nay sẽ tặng mẹ thì Hoàng thượng mang tới rất nhiều món quà cho mẹ cô là cô rất vui. Bọn họ sẽ xuất cung đến phủ Tể tướng. Tể tướng hôm nay không lên triều để ở nhà chuẩn bị sinh nhật. Hoàng thượng muốn đánh cờ với Tể tướng nhưng ông ta từ chối. Hai mẹ con Kim Phượng gặp nhau cô lao tới ôm mẹ còn mẹ cô chạy tới ôm Hoàng thượng. Bà thấy rất hài lòng khi nhận được những món quà đó nhưng quà của cha đâu, bọn họ quên chuẩn bị rồi. Lúc này anh mới giật mình biết nay là sinh nhật cô. Vương gia nhận được thư của Thái hậu bà dặn ông đọc theo nó không sót chữ nào. Anh thắc mắc sao sinh nhật cô mà lại tặng quà cho mẹ, cô nói là mẹ cô dạy tặng quà để cảm ơn công sinh thành của mẹ. Anh nói trong cung còn có một quy tắc là người đón sinh nhật sẽ được nhận một món quà. Anh liền chỉ lên trời tặng cô ngôi sao đó xong sau đó tặng cô một chiếc vòng cổ hình ngôi sao đế vương. Hoàng thương chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy chương trình phát thanh tình cảm phát di chỉ của Lê Phi. Đó là những lời nói mẹ anh dành cho đứa con trai bé bỏng của mình. Mọi người ai cũng cảm động, Thái hậu còn coi anh như con trai ruột. Lưu phu nhân lúc này nhìn vào bức tranh của con gái nhớ liền đến mình thời trẻ. Hoàng thượng nhớ mẹ nên đã tới cửa An Hòa ngắm sao. Lúc này người của lễ bộ đang nói về kế hoạch mà Hoàng thượng nương nương sẽ làm để chúc mừng quốc lễ. Cô không có hứng thú muốn tham gia nhưng khi nghe có xíu mại kho tàu cô liền đồng ý tham gia, quả là đồ ham ăn. Mọi người đã rất mệt mỏi thì Lũng Nguyệt cầm bộ bài bói toán tới muốn tất cả cùng chơi. Ông ta bói cho Thái hậu là cửa cung ngọc nát bà phải ở yên trong cung nếu không ngọc thể sẽ tan nát. Hoàng thượng rút được tấm bài bên cạnh có tiểu nhân, cần phải đề phòng. Kim Phượng rút được lá bài nói sắp tới không nên nhìn thấy chó và cả người tuổi chó. Cô liền nhìn sang Hoàng thượng nhưng anh lại tuổi rồng có liên quan gì. Phúc thẩm lúc này đang xây ổ chó còn thiếu mỗi chó thôi. Tể tướng muốn bà tham gia quốc yến cùng, bà bận xây ổ chó không muốn đi, ông cho rằng mình ông đi là kháng chỉ. Phu nhân liền cười lớn trước giờ ông sợ kháng chỉ sao, bà còn nghĩ sở thích hàng ngày của ông không phải kháng chỉ sao. Ông dùng con gái để uy hiếp khiến bà đồng ý đi. Hoàng đệ gọi Bạch Ngọc tới xem phát minh mới, nhưng chưa kịp xem kỹ thì nó phát nổ. Đây là quà hắn chuẩn bị cho Hoàng huynh, hai người cùng nhau chuẩn bị quà. Thái tử Phi tới đưa Thái hậu đi làm đẹp ngoài cung đó là một nơi khiến bà xinh đẹp áp tất cả quốc yến. Kim Phượng sai Tố Phương đi điều tra hết tất cả chó trong cung sau đó nhốt chúng vào. Sau khi quốc yến kết thúc thì thả chúng ra. Lúc này Thái hậu và Thái Phi đang đắp mặt nạ, Thái Phi muốn gặp chủ của Mộ Nhan cung để được giảm giá. Sau khi đắp xong hai người chuẩn bị quay về cung thì một đám binh lính xuất hiện, hai người tưởng do hoàng thượng phái tới đưa họ về cung. Hai người mừng vì Trướng Nhi hiểu thảo quá, mới đi có một tí mà đã đưa người tới đón về. Đột nhiên bọn chúng rút kiếm đẩy ngã hai người họ tiến vào trong, làm cho viên ngọc trên người Thái hậu vỡ ra. Sau khi cánh cửa Mộ Nhan cung rơi xuống bà liền nhớ tới những lời vương gia nói. Trường Nhai sắp đi ngủ thì nghe tin Mộ Nhan cung có chuyện. Phúc thẩm đang vui vẻ với cái chuồng chó của mình thì Trường Nhai mang con heo tới, mấy nay chó trong cung biến mất hết ngay cả chó hoang cũng không thấy. Con heo nhỏ rất đáng yêu, Phúc thẩm rất thích thú, bà thấy dạo này hắn hay đi cùng Lưu Yết chắc là vì Kim Phượng hả, bà khuyên hắn nên có chừng mực. Hoàng thượng đang chuẩn bị y phục cho yến tiệc, hoàng thượng sai thuyên tử mang đồ đã chuẩn bị cho hoàng hậu. Hoàng đệ tới thông báo sứ thần 21 nước đang chờ ở điện Thái Hòa, cuối cùng Vân Trùng cũng ra dáng nhị điện hạ, lát nữa cùng bệ hạ thượng triều. Hoàng hậu lúc này đang hóp bụng để mặc đồ, trưa nay cố ăn chân giò mà giờ không mặc nổi nữa. May sao lúc đó thuyên tử mang y phục do bệ hạ đích thân làm cho nương nương, còn có một túi gấm bên trong là một tờ giấy. Lúc này thần nữ của phủ Tề Quốc công dâng lễ chúc mừng quốc yến, Kim Phượng liền lén lút mở tờ giấy ra đọc những thông tin về cô ta sau đó nói mấy lời khen ngợi, khiến cho Thái hậu rất hài lòng, thần nữ không ngờ hoàng hậu khác với bên ngoài đồn. Lưu nhị phu nhân chờ Bạch Ngọc mãi mà cô vẫn chưa về. Gần đây Bạch Ngọc hay lui tới chỗ nhị điện hạ lẽ nào đã chấp nhận lấy hắn, mặc kệ Bạch Ngọc bà vẫn hành động. Nữ sứ Tây Nguyệt quốc tới chúc mừng, cô ta mang tới diên hoa phất ngự phương để dưỡng nhan. Tể tướng đã phong tỏa Mộ Nhan cung, Ngư Trường Nhai lúc này chưa có phản ứng gì. Trong cung truyền tin tới sứ giả Tây Nguyệt quốc chủ động hiến diên hoa phất ngự phương, hy vọng hôm nay gặp được Tể tướng. Họ cố tình sắp xếp gặp ông để xem thái độ của ông, rốt cuộc là quốc yến quan trọng hay giao hẹn với họ quan trọng, xem ra ông phải thể hiện rõ thái độ. Lúc này phu nhân đi tới ông liền đưa ra quyết định không tham gia quốc yến, ông vừa nói phu nhân quan trọng nhất, bà không đi ông cũng không đi. Kim Phượng đang rình mò quan sát diên hoa phất ngự phương thì Phong Nguyệt từ sau đi tới đánh ngất cô. Lúc này Trường Nhai cũng nghe được tin về diên hoa phất ngự phương, hắn đang mải suy nghĩ về nó thì bị Lưu Nhị phu nhân đánh ngất. Kim Phượng và Trường Nhai bị nhốt vào nơi mà mấy ngày trước Kim Phượng mới cho người xây để nhốt chó. Mãi mà hoàng hậu chưa tới khiến hoàng thượng rất sốt ruột, hơn nữa tể tướng hôm nay cũng không tới. Kim Phượng tỉnh dậy tưởng Trường Nhai vì phương thuốc đó đưa cô tới đây, lúc này cô mới phát hiện xung quanh toàn là chó. Bọn họ vẫn chưa tìm thấy hoàng hậu, Vân Trùng và Bạch Ngọc lúc này mang cửu long thổ châu tới chúc mừng hoàng huynh. Thái hậu cảm thấy ban hôn khiến Vân Trùng khác hẳn, bà cũng muốn ban hôn cho vương gia. Ông ta chưa tới 40 tuổi nên không lấy vợ. Nô tỳ tới báo hoàng hậu gặp chuyện, còn nói bên trong ngoài tiếng hoàng hậu còn có tiếng nam nhân. Lúc này bên trong bọn họ bị chó cắn máu me khắp người. Hoàng hậu sau khi đưa về cung bị sốt và hôn mê bất tỉnh khiến bệ hạ lo lắng. Trường Nhai đang miệt mài làm thuốc thì bệ hạ tới.
Mặc kệ hôm nay có xảy ra chuyện gì thì bệ hạ vẫn quan tâm tới cô. Trường Nhai tới bắt mạch cho cô không bệnh chỉ là bị kinh hãi nên mới gọi đó là tâm bệnh. Thấy cô run rẩy, hoàng thượng rất đau lòng, có lẽ Bách Nạp Y ở thôn Tiên Ba chữa được tâm bệnh của cô. Thím Phúc muốn đi vào thăm con gái, bà biết con gái bà lại phát bệnh cũ. Trước đây Kim Phượng bị bò đuổi cũng hôn mê bất tỉnh, đại phu tới bắt mạch nói hành y mấy chục năm còn chưa gặp người nào cường tráng như vậy, chỉ có Bách Nạp Y mới cứu được thôi, nó là từ 100 mảnh vải từ quần áo của người khác may lại. Bà lấy quần áo ông tạo thành Bách Nạp Y, Kim Phượng chỉ cần chạm vào nó sẽ tỉnh lại. Ông cho rằng bà không phải lo sẽ có người làm nó thay bà. Tể tướng Cản phu nhân lại nói sẽ có người làm việc này cho Kim Phượng. Lúc này Bạch Ngọc đang thanh minh rằng cô ta không phải là người hại Kim Phượng. Vân Trùng không hề nghi ngờ Bạch Ngọc, cô thông minh như vậy sẽ không làm ra những chuyện ngu ngốc này. Vân Trùng mang theo món quà tặng hoàng huynh ra sử dụng, đó là pháo hoa. Hoàng đệ dùng nó để chuẩn bị tỏ tình Bạch Ngọc. Bệ hạ có chỉ muốn vương gia cả ngày phát thanh cái này, đó là thư kêu gọi mỗi người cất một mảnh vải để làm thành Bách Nạp Y cứu hoàng hậu. Từ Thái phi mặc dù rất tiếc bộ y phục mới được tiến cống năm nay nhưng vẫn cắt. Hoàng thượng nóng lòng muốn bọn họ nhanh chóng hoàn thành bộ đồ. Bộ đồ vừa hoàn thành, hoàng thượng tự mình mặc vào cho hoàng hậu. Sáng hôm sau cuối cùng cô cũng tỉnh. Tố Phương nói dối là do mẹ cô gửi vào, nhưng khi nhìn mảnh vải của hoàng thượng cô liền nhận ra. Bệ hạ vừa đi dạo vừa nghe thượng thư đại nhân báo cáo về việc hợp tác với Tây Nguyệt quốc e là không ổn. Anh quay qua hỏi ý kiến tể tướng, ông ta chỉ trả lời đúng một chữ đẹp. Lúc đó hoàng hậu mặc Bách Nạp Y chạy tới, cô muốn đưa anh đi tới một nơi. Tể tướng khuyên bệ hạ nên đi lo chuyện quan trọng trước, còn chuyện của Tây Nguyệt quốc để ông lo. Thượng thư cho rằng tể tướng cố tình gọi hoàng hậu tới kéo bệ hạ đi để có thể xen vào chuyện Tây Nguyệt quốc. Ông liền giúp thượng thư đại nhân chỉnh lại mũ, sau đó nói mấy câu đe dọa. Thì ra là cô đưa bệ hạ tới Man Vũ lâu ngắm cầu vồng, mẹ cô nói chỉ cần cô mặc Bách Nạp Y là tiên nữ cầu vồng sẽ xuất hiện. Cô biết mẹ cô lừa nhưng vẫn muốn tin. Cô muốn phạt anh vì anh nói dối cô. Cô vừa mới nói hôn anh đã hôn vào trán cô luôn, rốt cuộc là hình phạt gì vậy? Sau đó liền hôn lại anh, hai người coi như hòa nhau. Sau khi lục soát trong ngoài Mộ Nhan Cung không có gì đáng nghi, có thể nói đây là kinh doanh chân chính. Tể tướng cho rằng cái gì nhìn càng sạch càng dơ, ông cho người mang đồ cho phu nhân để cho heo con. Ngư Ngự Y tới mang theo phương ngữ phất hoa diên, nhưng khi mở ra nó chỉ là phương pháp làm đẹp bình thường, không phải là thứ họ muốn tìm. Thứ ông muốn là thứ trong tay Lê Phi, ai cũng muốn có nó, kể cả thúc phụ của Trường Nhai. Lưu Yết muốn giữ lại phương thuốc này cho phu nhân mình. Vân Trùng không đồng ý vụ ban hôn lần này, hắn muốn dùng tình yêu để có được cô. Hắn định cùng cô đốt pháo hoa, nhưng xoay đi xoay lại nó bị có vấn đề. Đúng lúc hắn đang xem nó làm sao thì nó bốc khói màu đen xì vào mặt Bạch Ngọc. Cô hét lên đuổi theo hắn. Hoàng thượng cho người điều tra về Trường Nhai và hoàng hậu, có người nói ở thôn Tiên Ba hai người đó là Thanh Mai Trúc Mã, là tể tướng đã chia rẽ họ. Thiết Chu cũng bẩm báo gần đây quốc sứ Tây Nguyệt quốc cứ lượn lờ trong thành đang tìm một nam nhân thần bí. Thiết Chu nói một hồi khiến hoàng thượng tức giận đuổi ra ngoài. Tĩnh Đường dặn Tiểu Thiết đợt này bệ hạ cấm kỵ màu xanh nên làm ít món có màu xanh thôi, không cẩn thận sẽ mất đầu. Hắn cho rằng chẳng bao lâu nữa bệ hạ sẽ nhận ra chỉ có họ mới là người thật lòng yêu bệ hạ. Trường Nhai lúc này nhận được bức thư có ghi thái tử điện hạ, đó là do thái tử phi đã gửi cho hắn. Kim Phượng mơ mình và mẹ gặp phải con sói lớn, Vân Trướng ngồi trên cây nhìn thấy nhưng không giúp họ, cô giật mình bật dậy nhớ đến mẹ, cô cảm giác mẹ cô đã gặp chuyện. Tể tướng thấy bệ hạ không hành lễ lại còn mang theo kiếm hùng hổ tiến vào, ông tới tìm Trường Nhai dùng kiếm đe dọa hắn muốn hắn giao người ra. Tố Phương giả vờ bị ngất, đánh lạc hướng đám lính canh để hoàng hậu bỏ trốn khỏi cung. Sáng nay tể tướng đã điều động một nửa đại quân kinh kỳ doanh đi lùng sục tìm kiếm khắp nơi trong thành để tìm đồ, hình như ông ta mất bảo bối lớn. Lưu Nhị phu nhân dặn dò nô tỳ phục vụ lão gia cẩn thận một chút, dọn dẹp phòng đại phu nhân sạch sẽ. Nô tỳ thắc mắc rốt cuộc người ở hậu viện bị bắt đi là ai. Bà liền tức giận dặn nô tỳ nói năng cẩn thận kẻo người khác nghe được. Kim Phượng lúc này ngồi trên nóc nhà đã nghe được hết, rốt cuộc mẹ cô đã đi đâu. Kim Phượng dầm mưa quay về cung, hoàng thượng chăm sóc cô hết lòng nhưng cô khó chịu trong lòng, cô nói mẹ cô bị kẻ xấu bắt. Bệ hạ muốn biết mẹ cô có từng đắc tội với kẻ nào, cô kể ra toàn bà bán vịt bán gà trong thôn Tiên Ba. Anh nhất định sẽ tìm cách cứu mẹ cô, nhưng chuyện này không hề đơn giản, kẻ nào dám động tới phu nhân của tể tướng. Biểu cảm của bệ hạ lúc này giống với giấc mơ của cô. Cô liền tức giận đuổi anh đi, sau đó đóng cửa vào. Rốt cuộc là hoàng hậu mơ cái gì mà nóng giận vậy? Trường Nhai nghĩ lại cuộc tranh cãi giữa hắn và tể tướng, ông ta đổ cho hắn bắt phu nhân, hắn có ngu đâu mà lại đi bắt Vĩnh Phúc. Lúc này thuộc hạ tìm tới, hắn muốn cô ta điều tra về tung tích của Phúc Thẩm và kẻ ngu ngốc nào đã bắt bà ấy. Cô ta ngập ngừng nói là hắn là kẻ ngu ngốc đã ra lệnh bắt Phúc Thẩm. Có kẻ nào đã truyền tin giả khiến cô ta đi bắt Vĩnh Phúc, giờ bà bị nhốt ở mật thấy cung Mộ Nhan. Tạm thời không thả bà ấy cũng không được làm tổn thương bà. Vĩnh Phúc trong đó quá chán muốn nói chuyện cùng mấy người canh gác. Họ dùng ngôn ngữ rất lạ giao tiếp với nhau, sau đó nhận nhau là người thân vạ cùng nhau chơi bài. Kim Phượng tới cầu xin vương gia rút bài, một năm ông chỉ có bói một quẻ thôi nhưng cô năn nỉ cuối cùng ông cũng chịu thua. Cô rút được tấm là lòng yêu cái đẹp thiên hạ ai cũng thấy. Nếu rảnh rỗi đi làm lại khuôn mặt này đi, cô không tin liền bị ông ta đuổi đi, lúc ông ta nhìn lại đó là phiếu làm đẹp chứ không phải là bài. Cô buồn bã rời khỏi liền gặp Trường Nhai, hắn kéo cô đi làm đẹp.
Hoàng thượng đã nhìn thấy hai người đó kéo nhau đi. Trường Nhai thuyết phục một hồi cô đồng ý làm đẹp. Trường Nhai thuyết phục cô lòng yêu cái đẹp ai cũng muốn. Cô nghe xong liền biết mẹ mình đang ở đâu. Hoàng thượng đã điều tra ra Mộ Nhan cung có vấn đề. Lưu Yết vừa niêm phong thì phu nhân biến mất, sợ nguy hiểm anh không nói cô biết. Anh muốn đích thân tới đó xem thử kẻ nào không coi Lưu Yết ra gì. Thuyên Tử đòi đi theo nhưng bệ hạ không cho đi. Lúc này Trường Nhai và Kim Phượng đã tới cung Mộ Nham, hắn đưa cô tới mật thất. Hai người họ tiến vào trong, hắn liền cố ý khởi động bẫy do hắn tạo gia đình làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng cô không cảm động. Cô muốn hắn dẫn đường, hoàng thượng đi theo phía sau quan sát bọn họ. Vào tới bên trong cô thấy có trường bài của mẹ nhưng mẹ cô ở đâu. Cô tiếp tục tìm kiếm sờ khắp nơi thì ấn phải cái bẫy, hoàng thượng nhanh chóng cứu cô. Cô cởi khăn trên mặt anh ra thì trượt chân ngã xuống đất ngất đi. Kim Phượng lúc này lại mơ tiếp giấc mơ con sói, Trường Nhai cưỡi ngựa tới cứu bọn họ, một đao đâm con sói. Nhưng nó chưa chết hẳn, nó tiến tới tấn công hắn, lúc đó hoàng thượng từ trên cây lao xuống đâm chết nó. Kim Phượng ngất đi mấy canh giờ, lúc tỉnh dậy mẹ cô đã được tìm thấy, nghe nói bà đi lạc trong rừng. Sau đó gặp vị anh hùng nào đó cứu, phu nhân trở về ăn như hổ đói, bà lo chơi bài nên không rảnh ăn cơm. Bà cũng gặp một giấc mơ về con sói, nhưng người cứu bà là Lưu Yết, ngoài ông ra bà không cần ai cứu. Hôm nay dịp bệ hạ chọn nam nhân không tới xin lỗi hoàng hậu được. Muốn làm anh hùng của cô cũng được, nhưng trước hết phải bảo vệ bản thân mình trước. Cô cũng rất lo cho anh. Buổi tuyển chọn năm nay đầu tiên là tỷ võ, phần hai là so mặt, quy tắc thứ hai do thái hậu đặt ra. Lúc này Ngư Trường Nhai tới, hắn liền bị các cung nữ vây quanh. Hoàng thượng thấy hắn như yêu nghiệt liền cầm kiếm lao xuống trước mặt hắn. Anh muốn tỉ thí với hắn. Ê, quên lộn không? Hai người vừa đánh nhau vừa nói về Kim Phượng. Kim Phượng đi tới muốn họ dừng tay, cô không cho Trường Nhai mắng nam nhân của mình. Cô mắng bệ hạ vì không muốn anh mạo hiểm. Lúc này bên ngoài thành dân chúng đang làm loạn muốn gặp bệ hạ, có người nói đã bị Tây Nguyệt Quốc cướp đồ, sau đó tự do đi vệ sinh vào nhà họ. Bệ hạ nhận được tin người Tây Nguyệt không coi ai ra gì và tờ giấy ghi tội của họ khiến hoàng thượng rất tức giận. Anh muốn tể tướng xử lý chuyện này, không được để chúng quấy nhiễu dân chúng. Nhưng sáng nay sứ giả đã đi rồi nên không phải nghĩ cách giải quyết. Tĩnh Đường lúc này trở về bị người dân đánh cho mặt mũi thâm tím, bọn họ nói tới nói lui chỉ muốn bệ hạ giải thích. Anh hỏi ý kiến của tể tướng nhưng ông ta nói không liên quan tới mình liền cáo lui. Tiểu Túc rất buồn khi hắn ra nông nỗi này mà bệ hạ làm ngơ. Hoàng thượng tới gặp hoàng hậu nhưng không xin lỗi thì họ sẽ không tiếp. Bệ hạ tức giận bỏ đi, dù là chủ thiên hạ cũng phải xin lỗi. Cô ra ngoài đi dạo liền gặp phải hoàng thượng, anh chặn cô lại muốn nói đến những bức thư của cô và Ngư Trường Nhai, anh cho rằng cô cũng thích hắn. Cô tức giận quay về viết thư. Vân Trùng tới hỏi anh về chuyện bức thư với Trường Nhai, hắn nhòm ngó hoàng hậu của bệ hạ mạo hiểm cứu cô mà tới lời cảm ơn cô cũng không nói. Bệ hạ cảm thấy cô nên xin lỗi, Vân Trùng khuyên hoàng huynh bỏ qua những bức thư đó. Hắn mang tới tiểu thuyết thịnh hành nhất, chỉ cần đọc xong quyển này sẽ trở thành chuyên gia tình cảm, hắn muốn thay hoàng huynh đi xin lỗi. Sáng sớm Nương Nương nhận được bó hoa của hoàng thượng cùng mấy lời khen ngợi, sau đó là đồ ăn, rồi mấy người múa trước Hương La điện cùng với những câu khen ngợi hoàng hậu, Bạch Ngọc cảm thấy những lời đó rất quen. Vân Trùng lúc này đang đọc tiểu thuyết và viết lại những câu hay vào giấy. Các cung nữ tại Hương La điện rất cảm động, chắc hẳn hoàng hậu cũng thế. Vân Trùng đã làm nhiều rồi nên thân là ca ca đã đến lúc anh đứng lên hành động. Tố Phương cảm động tới phát khóc, nhưng thứ hoàng hậu muốn không phải là cảm động mà là lời xin lỗi. Bệ hạ làm tới mức này đã là cố gắng lắm rồi, cô muốn nói chuyện đàng hoàng cùng bệ hạ. Để an lòng dân, bệ hạ đã ra thánh chỉ dán bên ngoài nhưng vẫn còn rất loạn, tể tướng không quan tâm trên đó viết gì. Ông đã hạ lệnh bỏ phong tỏa Mộ Nhan cung. Bên Tây Nguyệt quốc vẫn tiếp tục canh chừng, có vẻ như chuyện lớn sắp xảy ra. Cáo thị đã dán nhưng vừa dán đã bị xé. Kim Phượng tới chỉ muốn nhận lời xin lỗi, cô mang theo bức vẽ tới để nói rõ vấn đề anh sai ở đâu. Cô phân tích từng hành động sai của anh sai là ở vòng vo, ghen quá hóa rồ, không nghe giải thích. Anh cảm thấy cô nói cũng có lý, đang ngập ngừng chưa nói ra lời thì Thuyên Tử chạy tới báo ngự y chúng ta. Hắn leo lên trên cao cầm hồ lô đứng giả vờ sắc thuốc cho cô, hắn làm thế để xin lỗi cô. Thái hậu và Thái phi lúc này cũng tới, hắn thả hồ lô rơi xuống, mọi người lùi lại còn Thái phi chạy tới đỡ. Hắn nói thời gian ủ thuốc không đủ, hẹn đưa hoàng hậu ngày khác. Bạch Ngọc đột nhiên có cảm hứng, cô ta liền quay về phủ viết tiếp tiểu thuyết. Vân Trùng cũng đi theo cô ta mới phát hiện ra nghiệt tâm cầu duyên là do cô viết. Hắn hỏi cô rất nhiều về chuyện đó. Chương lần này cô viết nam chính xin lỗi nữ chính. Vân Trùng và Bạch Ngọc thảo luận về chương tiếp theo của nghiệt tâm cầu duyên. Chương lần này cô sẽ viết nam chính xin lỗi nữ chính. Người của Trường Nhai đã bắt được hai tên thuộc hạ của Tây Nguyệt Quốc. Trường Nhai bịt mặt nhưng bọn chúng vẫn nhận ra hắn là Thái tử điện hạ. Hắn hỏi người lão già kia giấu trong cung là ai. Bọn chúng thả chết không chịu nói. Trường Nhai đoán không nhầm là cô ta. Cả Tây Nguyệt quốc đều biết thánh vật là hồ lô, không thể làm vỡ. Hoàng thượng đang ngồi bóp vai giúp hoàng hậu, cô còn tưởng đó là Tố Phương làm. Rốt cuộc xin lỗi quan trọng đến vậy sao? Nếu cô làm sai cô sẽ xin lỗi. Cô đã giấu anh chuyện cô quen nhau trước với Trường Nhai nên cô xin lỗi.
Ba chữ này nói ra rất đơn giản nhưng với một hoàng đế thì không thể tùy tiện nói ra. Bệ hạ tiến tới gần Kim Phượng, cô tưởng anh định làm gì, hóa ra để xin lỗi. Hôm sau, hoàng thượng và hoàng hậu ra bên ngoài gặp dân chúng để xử lý chuyện sứ giả nước Tây Nguyệt. Căng thẳng suy nghĩ một hồi, cuối cùng hoàng thượng cũng xin lỗi mọi người. Người dân rất cảm động trước lời xin lỗi của bệ hạ. Mọi tổn thất chỉ cần tới lễ bộ đăng ký là sẽ được bồi thường nhưng họ không dám nhận. Lưu Yết đi ngang qua thấy mọi chuyện đã được xử lý liền quay về phủ. Xin lỗi xong khiến bệ hạ nhẹ nhõm như cá gặp nước. Thái độ của Tiểu Tĩnh hôm nay có vẻ không thoải mái lắm. Bệ hạ cảm thấy cần xin lỗi Tiểu Tĩnh, bao lâu nay hắn đã giúp mình gánh vác mọi chuyện. Sau khi xin lỗi Tiểu Tĩnh, anh gọi Tiểu Thuyên Tử, hắn tưởng anh xin lỗi nhưng nếu có cơ hội lần sau anh sẽ xin lỗi. Bọn họ nghe xong rất vui vẻ. Hoàng hậu cảm thấy bệ hạ cần xin lỗi rất nhiều người nữa. Chỉ vì ghen mà bệ hạ đã viết lại hết những bức thư cho Kim Phượng, giờ thì quên hết những chuyện quá khứ đi nhé. Quá khứ, hiện tại hay tương lai cũng chỉ được thích một mình bệ hạ. Được, hào án, hào án. Từ Thái Phi mơ thấy bà bị một đám người truy bắt làm bà giật mình tỉnh dậy. Ôi trời ơi! Bà liền bước tới nơi treo bộ y phục màu đỏ, bao nhiêu năm qua chuyện nên đến cuối cùng cũng đến. Nô tỳ mới là Linh Ngọc Nhi, là người của Tây Nguyệt Quốc tới giúp Từ Thái Phi hoàn thành nhiệm vụ. Năm 16 tuổi bà nhập cung, hoàng đế Tây Nguyệt hứa sẽ mau chóng đón bà về, nhưng 20 năm trôi qua bà vẫn còn ở đây. Cô ta an ủi bà sẽ mau chóng tìm được danh sách. Nhưng ván cờ lớn như vậy do Lê Phi bày ra bọn họ đã đoán sai, danh sách này không hề đơn giản. Kim Phượng mở mắt ra đã thấy mẹ mình ngã nhào ở cửa. Bà tới đây để trốn tể tướng, vừa nói xong thì ông ta tìm tới. Kim Phượng không cho ông vào trừ khi có bằng chứng, ông liền lôi bức vẽ bà để lại cho ra. Sao lại có người bỏ nhà đi còn cho người khác biết mình đi đâu chứ? Hai cha con tranh cãi, ông muốn đưa phu nhân về còn cô thì muốn giữ lại. Bệ hạ đi tới hai cho con họ mới chịu yên lặng, ông ta tức giận rời đi. Kim Phượng thấy mẹ đã ốm đi, da rẻ dạo này đen hơn có nhiều nếp nhăn, vậy mà lần trước bà về thôn Tiên Ba Trương Đồ Tể lại khen bà dạo này trắng hơn. Kim Phượng hỏi về tình hình trong thôn, kể từ khi cô đi trong thôn đã thay đổi rất nhiều. Vĩnh Phúc chạy tới đây chỉ vì tể tướng muốn lấy bà. Bà kể lại chuyện ngày trước ông ta vừa được phong thượng tướng quân đã cầu hôn bà liền tát ông ta một cái rồi bỏ chạy. Bà cố ngoại của Kim Phượng đã từng nói với mẹ cô khi nam nhân có tiền đồ sẽ trở thành một kẻ xấu xa, tuyệt đối không nên gả, vậy nên trước khi Lưu Yết thăng tiến bà đã đá ông ta. Muốn cưới bà á đừng có mơ. Kim Phượng có chút đồng cảm với Lưu Yết về chuyện này, cô thấy thật may mắn vì Tuyên Lang vừa sinh ra đã ở đỉnh cao không phải thăng quan tiến chức. Từ Thái Phi tới gặp Trường Nhai, hai người đã biết rõ về nhau, đều chung một mục đích là danh sách đó còn cùng phe hay không do nương nương chọn. Bà ta là người Tây Nguyệt, hơn nữa còn là gian tế của nước Tây Nguyệt. Bà ta nhiều lần dò xét thân phận của hắn trong cung, thậm chí còn muốn mượn dao giết người, mạo danh hắn bắt cóc mẹ của hoàng hậu. Nghe xong bà ta liền bật khóc, cho rằng hắn đang ức hiếp mình, bà ta chỉ muốn được về nhà. Lưu Yết đang ngồi vẽ phu nhân thì Trường Nhai tìm tới nói gian tế là Từ Thái Phi. Lưu Yết không đáng lo ngại chuyện này, chỉ cần Kim Phượng tìm được thuốc bọn họ sẽ nắm quyền chủ động. Ông làm vậy muốn rèn luyện cô thành một hoàng hậu thực sự. Lê Phi cũng là người Tây Nguyệt, tại sao lại giữ danh sách của những tên gian tế này để bán đứng quốc gia? Ông khoe hắn về bức tranh phu nhân, Trường Nhai đúng là kẻ không hiểu nữ nhân, thật vô vị. Lưu Yết cho người mang tới điện Hương La rất nhiều món đồ tặng cho phu nhân, lại còn có tranh nữa. Mỗi một bức tranh của ông ta vẽ Vĩnh Phúc đều hiểu được, Kim Phượng thấy hai người họ rất lãng mạn. Cô cũng muốn lãng mạn như vậy, hoàng thượng liền gọi đám tâm phúc tới để bày cách làm sao để lãng mạn. Phải lo chuyện trong nhà trước mới lo chuyện thiên hạ. Vân Trùng đang đi dạo liền thấy đám nô tài mang kính viễn vọng do nước bạn tiến cống, hắn thấy rất thích thú với nó. Hai mẹ con Kim Phượng đang ăn thì Lưu Yết cho người đem hoa tới, còn có cả canh gà. Hoàng thượng đưa Kim Phượng đi ngắm sao thì bắt gặp Vân Trùng đưa Bạch Ngọc đang ngắm sao, hắn nói y hệt những lời mà bệ hạ định nói. Vân Trùng nhất định sẽ theo đuổi Bạch Ngọc đến cùng. Bệ hạ lúc này đã chuẩn bị xong xuôi để tạo sự lãng mạn cho hoàng hậu thì không ngờ hoàng đệ lần này cũng chuẩn bị y hệt bệ hạ. Hoàng đệ đứng trên chiếc khinh khí cầu toàn hoa, bên dưới là Bạch Ngọc đang rất vui vẻ. Tại sao lại có sự trùng hợp đến như vậy được chứ nhỉ? Hoàng đệ đứng trên khinh khí cầu tỏ tình với Bạch Ngọc khiến cô ta ngại ngùng bỏ chạy. Kim Phượng cũng tới xem nhưng cô bị sợ độ cao, nếu leo lên đó chắc sẽ nhũn người. Bệ hạ thầm nhủ thật là may mắn. Cô thấy đó thật giống trò trẻ con, cô mà ở trên đó thì bệ hạ đã quá vợ rồi. Thấy bóng trên tường, cô muốn hai người họ ghép trái tim như vậy là lãng mạn. Những điều đơn giản chính là lãng mạn, anh liền hôn cô. Bạch Ngọc ngồi viết tiểu thuyết, cô tưởng tượng cô ta và Vân Trùng luyện kiếm thì hắn tìm tới hỏi có muốn gả cho hắn không. Nếu bằng lòng mai hắn sẽ nhờ Hoàng huynh hạ chỉ, còn không ngày nào hắn cũng tới hỏi. Cô viết chữ bằng lòng lên quyển sách đưa cho hắn sau đó liền bỏ chạy. Hoàng thượng đang mở quyển sách vẽ lại những cảnh lãng mạn của anh và hoàng hậu. Từ Thái Hy lúc này uống rất nhiều rượu vì mãi không tìm được cách quay về nhà, nô tỳ khuyên cô không nên uống nhiều sẽ nói lời thất thố. Lúc đó Thái hậu tới tìm, liền vội vã bắt nô tỳ uống rượu sau đó vừa trách mắng xử phạt. Thái hậu tới rủ cô ta đi xem Lưu phu nhân, để dỗ Lưu phu nhân ông ta đã trổ hết bản lĩnh. Kim Phượng đang giúp mẹ mình sửa soạn thì Thái hậu và Thái phi tới.
Thái hậu rất hứng thú với kiểu búi tóc của Vĩnh Phúc, làm bà tưởng mình rất quê mùa hay làm sao, đó là kiểu búi Oman, rất dễ làm. Thái hậu cũng muốn làm thử liền rủ phu nhân tới điện Càn La chơi vài ngày. Nữ tướng quân Chu Đàm của Tây Nguyệt quốc đã tới, tể tướng phụ trách tiếp đón cô ta. Đám người của Tây Nguyệt quốc đã đến nhưng không vào cung mà lại tới phủ tể tướng. Cô ta mang tới rất nhiều quà tặng tể tướng. Kim Phượng vừa ăn vừa nghe Tố Phương kể về Chu Đàm, Kim Phượng lo lắng cô ta sẽ cướp mất hoàng thượng liên chạy vội tới tìm. Hoàng thượng lúc này đang cùng đám tâm phúc bàn về chuyện sứ giả tới phủ tể tướng mà không tới đây. Anh quyết định tới Lưu phủ xử lý việc này. Kim Phượng vừa tới tìm đúng lúc anh chuẩn bị tới Lưu phủ. Tại Lưu phủ ông ta đang tiếp đãi tướng quân rất nhiệt tình. Quốc vương Tây Nguyệt quốc có chỉ cắt đất hòa thân, chỉ cần tìm được danh sách kia thì quốc vương sẽ giúp ông có được thứ mà ông muốn. Lưu Ít vừa đồng ý thì hoàng thượng tới, anh muốn biết tại sao họ lại không vào cung trước. Họ vừa trả lời là do tới đã muộn nên vào đây rồi mai hãng vào cung. Lần này Chu tướng quân tới còn mang theo 5.000 dũng sĩ, chắc hẳn muốn so tài. Cô ta liền nói nhiều dũng sĩ như vậy là để vận chuyển cống phẩm. Quả thật mồm mép bọn họ rất giỏi, nãy giờ anh đã nhầm tưởng vị mặc áo giáp trả lời anh nãy giờ là Chu Đàm, nhưng không, Chu Đàm là cô gái xinh đẹp mặc y phục màu vàng, còn vị mặc áo giáp là Lý Lương. Cô ta hẹn mai sẽ quay vào cung thỉnh tội, còn giờ cô ta đi nghỉ, tể tướng thấy chuyện này thật mất mặt. Giờ thì anh hiểu những lời ông ta dạy anh trước kia toàn là giả nhân giả nghĩa, ông ta lòng lang giả sói. Ông ta muốn thắng cũng phải thắng một quân vương đủ lông đủ cánh chứ không phải một tên vua bù nhìn còn hôi mùi sữa. Kim Phượng sốt ruột mãi mà hoàng thượng không về, cô sợ anh bị à họ Chu sơi tái mất. Cô liền tới tìm anh. Lúc này anh cảm thấy có kẻ đột nhập liền cầm dao chờ sẵn, kẻ đó lại chính là cô. Cô nghĩ cha cô sẽ không giết anh vì mẹ cô nói ông ta là người tốt. Nếu một mai ông ta phản nước thì cô sẽ theo ai? Ai tố với cô thì cô sẽ theo người đó. Cô muốn nghiêm túc hỏi anh về chuyện giữa anh và Chu tướng quân, nếu không trả lời cô không cho anh đi ngủ. Thái Phi lúc này đã gặp được thế tử người mà bà ta mong nhớ, hai người họ ôm nhau. Sáng hôm sau tại điện Hàm Nguyên, Chu Đàm đã tới để tiến cống lễ vật lần này coi như là của hồi môn. 20 năm trước Lê tướng quân cũng được gả tới đây, còn lần này của hồi môn của Chu Đàm. Cô ta muốn gả làm phi, mong hai nước đời đời giao hảo. Nghe tin Chu Đàm đã tới, Kim Phượng liền vội vã chạy đi. Lúc này các hạ thần đang khuyên anh không nên cưới Chu Đàm, vì ý chỉ của tiên đế Lê Phi là vị vương phi Tây Nguyệt cuối cùng. Tiểu Túc tới báo tin 5.000 dũng sĩ vận chuyển cống phẩm không chịu rút lui, còn ngày ngày hô hào luyện tập, Châu Thượng Thu e sợ trước Tây Nguyệt quốc. Quân Tiền Phương báo khẩn cấp 300.000 quân Tây Nguyệt quốc hành quân đến biên giới Tây Sơn dàn binh hơn 10 ngày, bọn họ muốn xin chi viện. Thiết Chu tới báo tin hoàng hậu và Chu Đàm đã đánh nhau. Cô ta đánh cho hoàng hậu chảy máu mồm, đám nô tỳ đứng ngoài cổ vũ. Cô ta bay lên cây, Kim Phượng liền nắm lấy áo cô ta. Lúc hoàng thượng đến, Kim Phượng không chống đỡ nổi nữa ngã xuống, anh liền nhanh chóng lao tới đỡ, còn Trường Nhai lao tới đỡ Chu Đàm. Cô ta nói sau này nhất định sẽ chung sống hòa thuận cùng hoàng hậu. Nghe tin cô ta sắp thành phi, Kim Phượng liền đứng hình, sau đó tức giận bỏ đi. Chu Đàm là người hồi nhỏ Trường Nhai đã chơi cùng. Chu Đàm về bẩm báo mọi chuyện với hoàng đến Tây Nguyệt quốc, lần này ông ta đã cải trang tới đây. Hoàng thượng tới nhưng Kim Phượng không chịu mở cửa. Lưu Yết lúc này tới thăm con gái, bệ hạ và tể tướng xảy ra tranh cãi, Lưu Yết cũng không muốn bệ hạ nạp thiếp. Kim Phượng đang lăn trứng lên mặt thì tể tướng vào. Ông ta nói vì cô là Lưu Kim Phượng nên muốn cô làm hoàng hậu, làm tốt Lưu Kim Phượng sẽ làm tốt vị trí hoàng hậu. Cô chẳng hiểu cha mình đang nói cái gì cả. Bên ngoài thành lúc này Chu tướng quân mang theo 5.000 dũng sĩ tới đóng quân, nếu không đồng ý cưới họ sẽ đánh vào. Cô liền nghĩ ông ta muốn cô đồng ý nạp thiếp. Ông ta tiếp tục giải thích, cô vẫn hiểu theo ý đó, cuối cùng đành bất lực rời đi. Cô không biết thế nào là làm tốt Lưu Kim Phượng. Quốc vương của Tây Nguyệt nhận được tin Lưu Ít hạ lệnh quân phòng thủ của Đông Hạo lui binh 30 dặm, hoàng đế Đông Hạo phái viện binh, Lưu Ít cũng ém lại không ban xuống. Quốc vương muốn chiếm cả nước Đông Hạo, mật báo kinh thành báo về phế thái tử Lê Nhai ở trong kinh thành nhưng không tìm thấy tung tích. Trường Nhai và thuộc hạ của hắn rình mò ngoài khu doanh trại của Lê Viễn, chỉ cần hắn lấy được danh sách trong tay ông ta và tìm được mật thám trong cung thì ông ta không còn lợi thế gì nữa. Hắn có linh cảm Lưu Ít sẽ làm gì đó, chưa kịp nói xong thì đã thấy Kim Phượng cưỡi ngựa tới doanh trại. Cô bị bọn chúng tấn công ngã xuống ngựa. Trong cung lúc này hoàng thượng nhận được thư Kim Phượng để lại. Anh biết cô đã tới đó nhưng tìm khắp nơi vẫn không thấy. Mọi người đang lo lắng đi tìm thì cô lại đang nướng thịt ở doanh trại của Lưu Viễn. Chúng không tin một người xấu như này sao có thể là hoàng hậu, nghĩ cô đang giả vờ. Lưu Ít và phu nhân đang ăn uống vui vẻ thì bệ hạ cho gọi, bệ hạ nói Kim Phượng đã mất tích. Ông cho rằng con gái mình vào đó sẽ xử lý được việc hòa thân. Kim Phượng lúc này ăn uống no say, còn trò chuyện cùng đám quân lính. Cô còn thổi nhạc cho họ nghe, khiến ai nghe cũng cảm động rớt nước mắt. Ngay đến đế vương cũng cảm động muốn biết ai đã thổi nó. Bọn họ nhớ nhà không muốn đánh trận nữa, liền đi xin với đế vương muốn quay về. Đã 3 năm bọn họ không về nhà, lúc này đế vương xuất hiện. Bọn họ cầu xin ông cho về, ông liền đòi chém đầu kẻ đứng ra xin. Ông ta biết cô là hoàng hậu, ông ta cho rằng cô đang làm loạn lòng quân liền đò bắt cô lại. Lưu Yết đã thức cả đêm qua cùng hoàng thượng, lúc này Tây Nguyệt quốc gửi thư tới nói hoàng hậu tự ý xông vào quân doanh của họ, mong hoàng thượng đích thân tới đưa về. Lưu Yết khẩn cầu bệ hạ tới cứu con gái mình. Kim Phượng đang ngồi thì Trường Nhai tới muốn đưa cô đi nhưng chuyện chưa giải quyết cô nhất quyết không đi. Cô tin sẽ có người danh chính ngôn thuận đón cô về, hắn đành phải đi một mình.
Vừa ra khỏi đó hắn đã gặp phải Chu Đàm, cô ta kéo hắn vào bên trong, Chu Đàm đã nhận ra hắn là thái tử ca ca và nói sẽ đợi hắn quay về nhà. Hoàng thượng chuẩn bị lên đường thì đám tâm phúc đã chuẩn bị cho rất nhiều thứ như tiểu vân phi châm, xoay một cái mũi kim bắn liền bắn vào thiên tử. Còn có bánh bẩn vạn độc công tâm, ngửi một cái ngủ liền ba ngày. Cuối cùng là ngân ti giáp tổ, bọn họ muốn bệ hạ dùng cái này đối phó với Chu Đàm, anh không nhận lấy mấy đồ đó. Anh một mình chuẩn bị cưỡi chiến mã đi thì tể tướng đuổi tới, ông ta đưa anh thánh chỉ viết sẵn đồng ý cưới, còn có một gói thịt dê nướng do phu nhân chuẩn bị. Trước đây ông cũng tiễn tiên đế ở đây và tiên đế đã thắng trận trở về, ông ta hy vọng bệ hạ cũng vậy. Chu Đàm tới cứu Kim Phượng vì cô thấy Kim Phượng rất quan trọng với Trường Nhai. Kim Phượng lúc này đang làm ngôi nhà rơm giống với nhà cô ở thôn Tiên Ba. Chu Đàm thà hy sinh hạnh phúc của mình để hòa bình. Kim Phượng nói hòa bình vốn dĩ không cần hy sinh hạnh phúc của bất cứ ai, chỉ cần mọi người muốn là sẽ hòa bình. Lúc này hoàng thượng đã tới, anh một mình tiến vào trong gặp quốc vương Tây Nguyệt. Chỉ cần đồng ý hòa thân và nhường mấy thành nhỏ ở biên giới cho họ thì ông ta sẽ thả hoàng hậu. Nếu không đồng ý thì bọn họ lấy tính mạng Kim Phượng ra đe dọa. Anh nghĩ lại lời Lưu Yết nói, anh đưa ra thánh chỉ cho ông ta. Ông ta liền mang theo thánh chỉ ra công bố với đám quân lính là anh đồng ý hòa thân cùng Chu Đàm nhưng nữ tử anh muốn chính là hoàng hậu. Trên thánh chỉ viết rất rõ là cưới nữ tử Tây Nguyệt, mà mẹ hoàng hậu là người Tây Nguyệt, họ muốn đưa ra chứng cứ, những việc cô làm hôm qua đã là chứng cứ rồi. Ông ta đe dọa anh đang đứng quân doanh ông ta, nhưng ông ta quên mất mình đang đứng trên đất nước của anh. Lúc này có người báo tin Lưu Yết cho đại quân Kinh Kỳ danh dàn binh ngoài thành nói là diễn tập quân sự. Bệ hạ trấn an quân lính Tây Nguyệt quốc đảm bảo khi anh còn sống sẽ không khai chiến với họ. Nghe xong đám quân lính muốn quay về nhà, anh cưỡi ngựa đưa hoàng hậu của mình trở về. Vân Trùng ăn mặc trang trọng mang theo thánh chỉ ban hôn của hoàng thượng tới khiến Bạch Ngọc rất ngạc nhiên. Vân Trùng còn được sắc phong làm kỳ vương, Vân Trùng đưa Bạch Ngọc xem bản thiết kế căn nhà hắn sắp xếp, căn nhà đó do hoàng huynh tặng. Kim Phượng và hoàng thượng chơi cờ, cô liền trả lời câu hỏi giữa anh và cha cô chọn ai, cô đã quyết định chọn anh. Lúc này bọn họ nhận được tin thái hậu trúng độc. Thái hậu trúng độc do đắp mặt nạ mà Trường Nhai mang tới, bệ hạ tức giận sai người bắt hắn ta. Thái hậu bị sặc, Kim Phượng cõng thái hậu lên sau đó khiến bà nôn ra máu. Ngụm máu bà nôn ra giống với mùi mặt nạ. Hoàng thượng tức giận bắt khám xét từng góc của Linh Xu viện. Tĩnh Đường đưa người tới khám xét từng xó xỉnh của Linh Xu viện, người đứng sau chuyện này là thái tử phi. Phúc Thẩm đang tiếc nuối giữ lại những món đồ cũ, bà không muốn vứt chúng đi. Thuộc hạ tới báo Trường Nhai bị bắt do làm thái hậu bị trúng độc, lại còn khám xét khắp Linh Xu viện. Quả là bệ hạ thông minh hơn ông ta tưởng. Bây giờ khống chế được bên Tây Nguyệt ông ta sẽ thắng. Tây Nguyệt đang nhổ chạy rút khỏi biên giới, nhưng ông nghĩ chúng không đơn giản. Lúc này ông ta muốn cứu Trường Nhai, giờ là lúc hắn phát huy tác dụng. Vĩnh Phúc đứng ngoài nghe hết mọi chuyện. Hoàng thượng đang tra hỏi Trường Nhai, mỗi một món đồ tìm thấy ở chỗ hắn đều có liên quan tới Tây Nguyệt. Hắn giải thích tất cả chỉ để phục vụ việc nghiên cứu mỹ phẩm. Hắn cho rằng anh đang gán tội vô cớ. Sau khi nhìn thứ này anh đã biết hắn không phải là kẻ đứng sau. Anh đã biết hắn là Lê Thế Tử, muốn biết mục đích hắn tới Đông Hạo làm gì. Anh muốn giao hắn tới Đại Lý Tự, Lưu Yết tới ngăn cản, ông ta muốn tự xử lý vụ án này. Anh hy vọng ông đừng phá vỡ giới hạn cuối cùng giữa quân và thần. Ông ta dạy anh thêm một điều nữa là đừng nên lập ra giới hạn gì giữa quân và thần. Thái tử phi nhận trà Mạc Lan và thư cho người bà ta thích gửi tới. Bà ta rất thất vọng không ngờ ông ta muốn dùng trà này đầu độc mình, người muốn hại ông ta không phải bà mà chính là sự lãnh khốc vô tình của Lê Viễn. Lúc này thuốc giải đã được bí mật đưa tới chỗ thái hậu. Lê Viễn sẽ không ngờ thứ đó lại đầu độc người khác không phải bà. Bà ta đưa cho nô tỳ một thứ, dặn đưa tận tay cho tể tướng, thứ này để rơi vào tay người khác bà ta sẽ mất mạng. Hoàng thượng cho gọi đám huynh đệ tới bàn cách xử lý, bọn họ người nào cũng đưa ra ý kiến giết chết hắn, nhưng anh không muốn giết người. Nãy giờ họ hiểu nhầm anh muốn đối phó với tể tướng nhưng người anh muốn đối phó là Trường Nhai. Hắn là thái tử bị phế của Tây Nguyệt, rốt cuộc ẩn nấp trong cung làm gì? Bọn họ cho rằng hắn không có gì không tốt. Bọn họ kể cho anh nghe chuyện về tiền thái tử, cha hắn băng hà sau đó thúc phụ hắn tạo phản, là Lưu Yết đã cứu hắn. Đoạn Lưu Yết cứu là Vân Trùng kể hư cấu, kể chuyện cuốn quá nên nói thế. Mọi người muốn bệ hạ tha thứ cho hắn. Bệ hạ cho họ về đi ngủ, chỉ có hoàng đệ nán lại muốn hỏi tại sao nhiều cơ hội giết Lưu Yết mà hoàng huynh không làm. Có thể Lưu Yết trong mắt bọn họ không phải Lưu Yết bình thường họ thường thấy. Đây là những lời Bạch Ngọc bảo Vân Trùng nói với anh, lẽ nào anh nhìn lầm ông ta? Nô tài đang bẩm báo chuyện Lê Viễn mang theo 5.000 dũng sĩ rút vào Sơn Cốc quan án binh bất động, tuy lòng quân không vững nhưng Lê Viễn vẫn độc hành. Hắn cho rằng bây giờ là thời cơ nhưng Lưu Yết vẫn đang đợi thứ gì đó rất quan trọng. Lúc này mũi tên mang theo món đồ của Thái Phi tới. Đó là thứ ông ta đang chờ, nhưng chuyện người Tây Nguyệt để Tây Nguyệt giải quyết. Vĩnh Phúc đang mở túi đồ của bà ra, bên trong là bộ đồ của Trường Nhai, nhớ lại ngày trước Lưu Yết bế tới chỗ bà một đứa trẻ nhờ bà canh chừng, sau đó sẽ tới đón, lúc sắp rời đi thì gặp Kim Phượng, lúc này cô chưa biết ông ta là ai. Bà kinh ngạc khi nhìn thấy miếng ngọc trên người đứa trẻ. Cái tên Ngư Trường Nhai là do bà đặt, bà khóc khi nhớ lại điều đó. Kim Phượng tới thăm Trường Nhai muốn hỏi hắn vào cung không phải là để hại hoàng đế phải không? Hắn hứa sẽ không hại hoàng thượng. Kim Phượng vừa rời khỏi đó anh đã đứng chờ sẵn bên ngoài, còn cởi áo khoác lên cho cô. Anh im lặng, cô tưởng anh giận nhưng anh không hề giận. Anh tin tưởng cô, anh yên tâm vì cô đã chọn anh. Hoàng thượng muốn biết chuyện Trường Nhai xử lý tới đâu rồi. Tể tướng muốn dùng hắn làm con tin ép Lê Viễn lui binh, nhưng anh không đồng ý, xem ra ông ta chỉ có thể một mình tiến bước. Anh sai người đến trông coi hắn cho tốt.
Lưu phu nhân tới giải cứu Trường Nhai, hắn không muốn đi liền bị đánh ngất. Lúc bà đang cõng hắn chạy thì gặp Kim Phượng, bà cởi mặt nạ để cô nhận ra, sau đó cô đánh lạc hướng đám quân lính. Cuối cùng bà bị Lưu Yết bao vây, bà muốn ông ta xử lý chuyện này. Hoàng thượng cha hỏi cô, anh thất vọng vì cô đã giúp cha thả Trường Nhai. Người là cô thả nhưng cô không vì cha, cô không muốn giải thích thêm gì nữa. Chỉ có người xấu mới luôn cảm thấy người khác làm gì hại mình. Câu nói này của cô làm anh nghĩ tới cô bé anh gặp lúc nhỏ. Kim Phượng không thể nào bỏ mặc mẹ mình được, cô phải bảo vệ mẹ. Cô đem chiếc vòng anh tặng vứt đi, Lưu Yết đi dạo liền nhặt được nó, cô muốn lấy lại nhưng ông không trả. Đó là di vật của Lê Phi, ông ta liền lừa con gái mình để mang nó đi. Lục soát khắp hoàng cung nhưng vẫn không thấy bóng dáng Trường Nhai, nhưng thấy chiếc túi có thêu chữ phúc trong ngục giống đồ của mẹ hoàng hậu. Tể tướng tới tìm ông ta định nói gì đó nhưng lại thôi, còn dặn anh giữ chiếc túi đó cẩn thận. Kim Phượng lúc này nghĩ lại thấy có lỗi với bệ hạ muốn đi xin lỗi anh. Lưu Yết đã mở được ngôi sao đế vương, bên trong là tờ giấy kỳ lạ, ông ta dùng mọi cách để đọc được nó. Phu nhân mang đồ ăn tới nghe thấy ông ta cho mang vào con dao và chậu nước. Bà liền chạy vào thấy ông ta đang cắt tay, tưởng ông ta tính làm gì dại dột. Ông đưa bà xem tờ giấy đó, bà đưa ra gợi ý khiến ông ta tìm được cách đọc nó. Hoàng thượng đang bàn về chiếc túi thơm, chữ thêu trên túi là của hoàng hậu nhưng làm gì có ai tự thêu túi cho mình. Bọn họ tưởng anh thả Trường Nhai, anh phái người đi canh chừng phủ tướng. Tể tướng đang tra từng chữ trong sách để đọc được tờ giấy đó. Chữ cuối cùng là Vĩnh Phúc, chính là phu nhân. Trước đây bà từng bị đưa sang Đông Hạo làm nội gián nhưng vì ngu ngốc nên giữa đường bị đuổi về. Biết chuyện mẹ và bà ngoại đã đi tìm Vĩnh Phúc khắp nơi, sau đó để tránh rắc rối họ đã ở lại thôn Tiên Ma. Tiếp đó bà đã gặp con heo ngốc đánh trận bị thương, ông liền theo đuổi bà. Vĩnh Phúc nói với tể tướng hôm qua pháo hoa trong kinh thành đó là tín hiệu của gián điệp Tây Nguyệt, ngày 15 này chúng sẽ tiến đánh hoàng cung. Ông ta không ngờ như vậy, đã đến lúc ông phải đứng lên hành động, mà hôm nay là ngày 15. Ông ta tới gặp Trường Nhai, muốn đuổi hắn đi, nhưng trước khi đi ông đưa hắn một món quà có thể giúp hắn, đây là thời cơ tốt của hắn. Ông rút 2 vạn binh mã ở kinh kỳ cho hắn còn lại phụ thuộc vào hắn. Ông làm vậy vì Đông Hạo, vì hoàng đế, hắn muốn trước khi ra đi gặp lại Kim Phượng lần cuối. Đêm nay hành động trong hoàng cung do Tôn thống lĩnh phụ trách hoàn toàn, không được thả bất kỳ một ai. Còn Dương phó thống lĩnh hộ tống Trường Nhai về Tây Nguyệt quốc tuyệt đối nghe lệnh hắn, chuyện tối nay tuyệt đối giữ bí mật. Tiểu Đường đứng bên ngoài phủ tướng thấy Tôn và Dương thống lĩnh đi ra từ cửa sau. Kim Phượng tới phủ hỏi rốt cuộc sao mẹ và Trường Nhai đang làm gì vậy, hắn nói tối nay sẽ đi. Lần sau hai người gặp lại chắc vào quốc yến của hai nước, hắn là người Tây Nguyệt quốc, hơn nữa còn là thái tử, cô không tin. Nếu có một ngày Vân Trướng bắt nạt cô hãy tới Tây Nguyệt quốc tìm hắn, chỉ cần cô bằng lòng sẽ có thể làm hoàng hậu của hắn. Cô cho rằng sẽ không có ngày đó đâu. Cần đỡ để nhìn em mỉm cười và cảm ơn em ngày qua, dù điều này làm anh đau hơn cả tới thiên đường. Tiểu Đường bẩm báo với hoàng thượng đã nhìn thấy hai thống lĩnh đi ra từ cửa sau. Anh hạ lệnh rút người về, tìm người theo sát hai thống lĩnh. Thiết Chu muốn giúp một tay nhưng việc hắn có thể làm là chuẩn bị để ăn. Nếu thật sự như họ nghĩ thì hoàng cung sắp không còn thái bình nữa. Trương Khiêm thắc mắc sao Lưu Yết không bẩm báo với bệ hạ chuyện này. Ông sợ anh không giữ được bình tĩnh, ông giúp anh gánh là được rồi. Tiểu Đường nhận được tin quả như những gì anh nghĩ, Lưu Yết đã điều binh. Ngự Thiện Phòng cũng muốn góp sức, bọn họ nghĩ Lưu Yết muốn tạo phản. Anh muốn Vân Trùng đưa Thái Phi và Bạch Ngọc đến phủ bên ngoài cung, nếu mai anh thắng sẽ đón họ về. Còn nếu thua chắc Lưu Bọ Cạp không làm khó mọi người, anh muốn một trong hai huynh đệ phải còn sống, hắn nhất quyết không đồng ý. Vân Trùng đưa Bạch Ngọc đi cô không đi hắn liền đánh ngất. Bệ hạ tới tìm hoàng hậu lúc này đi đâu, anh muốn Tố Phương đi canh chừng không cho cô vào cung. Đúng lúc đó cô trở về muốn xin lỗi. Anh liền lạnh lùng phán tội cô sau đó giáng cô xuống làm thứ dân đuổi ra khỏi cung. Cô nhất định không đi, anh đã nói ra những lời khiến cô đau lòng, cô tức giận rời đi. Bệ hạ có chỉ đưa cô ra khỏi cung trước giờ Tuất. Anh lúc này cầm chiếc túi thơm liền nhớ tới cô, xe ngựa từ từ lăn bánh ra khỏi cung. Cô quay trở về thôn Tiên Ba, cô biết anh cố tình đuổi cô ra khỏi đó. Cô biết anh đang dùng cách của mình để bảo vệ cô. Kim Phượng mơ Lưu Yết giết chết bệ hạ liền giật mình tỉnh dậy. Cô tiến ra ngoài cửa liền bị mẹ cô chặn lại. Trong cung lúc này rất căng thẳng, nhưng phía hoàng thượng chỉ có 2.000 quân, còn Lưu Yết có tới 5 vạn quân. Uống xong cốc trà anh cảm thấy có gì đó không ổn. Hoàng thượng sau khi uống trà liền ngất đi, còn Kim Phượng bị mẹ trói lại, cô muốn quay về cung cứu phu quân. Kim Phượng cho rằng phu quân của mẹ đang hại phu quân của con, hai mẹ con đã trở thành kẻ thù. Ai nói Lưu Yết muốn hại hoàng thượng, ông ấy là người đàn ông tốt nhất trên đời bà từng gặp. Tối nay, ông ấy sẽ như năm xưa đi vào hoàng cung hoàn thành sứ mệnh của ông. Lúc này ông đang đem theo binh lính tiến vào cung liền bị Vân Trùng đem ná đến bắn, hắn còn ném keo về phía họ. Lưu Yết xông lên. Tại Ngự Thiện Phòng lúc này Thiết Chu đang đội chảo lên đầu. Cả tối không có động tĩnh gì hay là đổi ngày tạo phản rồi. Lúc này đám thuộc nội gián Tây Nguyệt muốn ra tay với bệ hạ nhưng họ không dám. Ơi chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả?
Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Lưu Yết đang thận trọng tiến vào liền rơi vào bẫy của Tiểu Tĩnh. Chết mẹ bị dính bẫy rồi. Quốc Vương tiến đến muốn dùng một nhát kiếm giết hoàng thượng, nhưng anh bật dậy nhanh chóng né được, còn nhân lúc đó lấy cây kiếm trên giá đánh lại ông ta. Tiểu Tĩnh làm lỡ đại sự của tể tướng. Đồ ngu, đồ ăn hại. Quốc mẹ mày đi. Hoàng thượng và quốc vương Tây Nguyệt đánh nhau, cuối cùng ông ta yếu thế, đám thuộc hạ đứng xem nãy giờ liền vỗ tay cổ vũ làm anh bị phân tâm. Nhân lúc đó ông ta ném ám khí về phía anh, may mà Lưu Yết tới kịp chặn lại. Kim Phượng lúc này hiểu ra cha cô không phải kẻ xấu, và trong cùng lúc này có kẻ tạo phản. Quốc vương Tây Nguyệt bị bắt, ông ta không ngờ Lưu Yết đã lừa mình. Trước đây bọn họ từng giao hẹn ông ta giết tiểu hoàng đế, sẽ chia ông ta 10 tòa thành, ông ta sẽ đảm bảo cho Lưu Yết làm hoàng đế Đông Hạo. Liệu dã tâm ông ta có dừng lại những tòa thành, ông ta cho rằng Lưu Yết là kẻ cáo giả. Thiên hạ mà không muốn thì còn muốn cái gì? Lê Viễn lúc này đắc ý cho rằng mình không tới một mình. Ông ta muốn dựa vào những tay mắt mình gài vào, nhưng giờ có hét lên cũng không một ai nghe lệnh. Lưu Yết báo với ông ta Trường Nhai đang trên đường quay về Tây Nguyệt Quốc, hắn không đi một mình mà đem theo 20.000 tinh binh kinh kỳ doanh. Nghe xong ông ta tức không nói nên lời, nếu giờ chết tại đây còn có chút thể diện, nếu quay về nước không biết cháu trai và cháu ngoại sẽ làm gì ông ta. Bệ hạ hài lòng cách xử lý của tể tướng, Lê Viễn bị giết. Thái hậu đang ngủ, đám thuộc hạ không biết nên giết bà ấy hay đánh ngất, bọn họ chưa kịp ra tay thì bà tỉnh dậy. Bà cảm thấy trong cung có chuyện không lành, bọn họ đưa bà ra ngoài xem. Bên ngoài trời yên biển lặng, bọn họ lại vào trong, đám nô tỳ làm ảo thuật cho thái hậu xem. Thái phi rất nóng lòng, quả nhiên mọi chuyện như bà ta dự đoán. Bà ta tới tiễn Lê Viễn, ông ta xúc động khi nhìn thấy bà. Thuộc hạ nói rằng tể tướng căn dặn để cho hai người nói lời từ biệt, Lưu Ích gửi cho bà ta con dao, bà có thể tự quyết định sống chết của Lê Viễn. Lê Viễn cho rằng bà là kẻ phản bội, bà trước giờ ở đây chỉ chờ ông đón quay về nhà. Thanh dao găm này năm đó ông ta cắm vào lồng ngực huynh trưởng của mình, đến người thân ông ta còn giết thì bà là cái gì? Ông ta muốn bà nhanh chóng ra tay, nhưng bà không nỡ liền cắt dây trói thả ông ta đi. Ông ta liền giật lấy dao uy hiếp Thái tử phi. Ông ta bắt Thái phi làm con tin đem đi đổi lấy binh quyền. Đúng là kẻ bạc tình bạc nghĩa không biết hối cải. Chưa kịp đưa đi thì Lê Viễn đã bị bắn chết. Bệ hạ có chỉ Thái phi lấy công trục tội nên không truy cứu việc cũ. Cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc rồi. Kim Phượng đã bị trói cả đêm, lúc này chắc mọi chuyện đã giải quyết xong, cô muốn mẹ cởi trói để cô quay về. Bà cho rằng vấn đề mấu chốt vẫn chưa được giải quyết. Hoàng thượng cùng tể tướng nói chuyện, bầu không khí lúc này rất ngại ngùng, tể tướng nghĩ bệ hạ nên xin lỗi ông, nhưng anh cho rằng ông có ý đồ xoán ngôi lại còn thông đồng với Lê Viễn. Ông nhắc lại hành vi của bệ hạ lúc nhỏ, lúc lên triều anh đã đem tấu chương ra nghịch, lúc học còn vẽ lại rất nhiều biểu cảm của ông. Vì nghe các cung nữ nói ông đẹp trai nên muốn nghiên cứu xem đẹp ở đâu, chuyện chính sự nhàm chán không liên quan tới anh. Tể tướng dùng roi đe dọa khiến bệ hạ chạy mất. Bệ hạ còn trốn cả thi đi bắt sâu, rồi mang tấu chương lên mái nhà ngồi xé. Làm hoàng đế vừa mệt vừa nhàm chán, anh không muốn làm nữa. Vừa nói xong tể tướng hạ lệnh cất thang khiến bệ hạ ngồi trên mái nhà không xuống được. Tất cả những chuyện đó bệ hạ đều nhớ hết. Lưu Yết làm vậy chỉ để hoàng thượng bỏ được cái tính ngạo mạn của bản thân. Hồi nhỏ khi bắt gặp ông và sứ thần Tây Nguyệt, anh tức giận muốn bắt ông vào nhà lao, còn anh siêng năng tự giác bảo vệ Giang Sơn, tuyệt đối không để lũ gian tặc cướp mất nước. Ông luôn nhớ tới câu nói này vì đây là lần đầu được nghe những lời quả quyết từ bệ hạ. Trước đó ông vô cùng thất vọng, định buông tay không lo nữa. Những năm qua tể tướng giả làm gian thần để kích thích ý chí chiến đấu của bệ hạ. Hôm nay ông nói rõ với hoàng thượng mọi chuyện vì đã tìm ra hết gián điệp ở Đông Hạo. Nay Lê Viễn đã bị xử tử, mọi việc đã xong, đã đến lúc hoàng thượng cần xin lỗi. Hoàng thượng không hiểu sao anh phải xin lỗi, nhưng từ cổ chí kim chỉ có thần thỉnh tội với vua, nào có chuyện vua xin lỗi thần. Lưu Yết nói rằng có lẽ Kim Phượng chưa dạy hoàng thượng có sai là phải xin lỗi bất kể là ai. Lúc này bệ hạ mới ngộ ra và xin lỗi. Việc ông gả Kim Phượng vào đây để giúp hoàng thượng ngộ ra nhiều điều. Tin tưởng là tin tưởng, dù có giải thích cũng vô ích. Hoàng thượng cảm ơn ông đã gả Kim Phượng. Giờ thì anh muốn đi đón cô về nhưng có vẻ là hơi khó. Đây là việc nhà bệ hạ ông không giải quyết được nên chuồn mải. Lúc này trên triều, binh bộ thượng thư bẩm báo chuyện Tây Nguyệt đảo chính và Lê Viễn đã bị giết, nhưng anh còn đang mải nghĩ gì đó không tập trung. Lễ bộ thượng thư bẩm mật tấu Thái phi làm loạn, Kỳ Vương không phải con tiên đế. Những điều đó là vô căn cứ, giống như những tấu anh nhận được, cái thì nói hoàng hậu không phải con tể tướng, cái thì bảo binh bộ thượng thư là gian tế, còn phu nhân lễ bộ thượng thư là con gái nghịch thần triều trước. Nghe xong hai người họ vội quỳ xuống giải thích. Thực ra mật tấu phần lớn đều là lừa đảo, sau này sẽ bỏ hết nó đi. Có chuyện lớn nhỏ gì thì bẩm báo trực tiếp. Xưa nay có câu tu thân, tề gia trị quốc bình thiên hạ, tề gia có vẻ hơi khó. Hoàng thượng muốn hỏi các vị đại nhân làm thế nào để dỗ phu nhân. Bọn họ ai nấy đều cảm thấy khó hiểu. Tố Phương tỉnh dậy thấy hoàng hậu vẫn còn bị trói, đến giờ này mà mẹ vẫn không thả cô ra. Tể tướng cho người tới báo tin mọi chuyện đã được giải quyết và đón họ về. Còn một chuyện nữa là phía Ngư công tử mọi chuyện thuận lợi. Kim Phượng đã được cởi trói nóng lòng muốn quay về cung nhưng mẹ cô ngăn lại. Trên đời làm gì có lý nào bảo đi liền đi mà không bảo về lại nhanh chóng đòi về. Hắn không coi bà ra gì, cũng không coi con gái bà ra gì. Bà hét lên vào mặt Kim Phượng những lời đó, bây giờ thì ngồi đây chờ người tới đón. Hoàng thượng cho người đi khắp nơi trong cung điều tra cách làm sao để dỗ dành hoàng hậu nhưng họ chẳng điều tra ra tin gì có lợi làm bệ hạ phải tư thân vận động.
Vân Trùng cảm thấy Hoàng Huynh gần đây đã thay đổi. Tiểu Tĩnh thấy bệ hạ gần đây rất giống một người nhưng nghĩ mãi mà không nghĩ ra là ai. Lưu Phu Nhân đang nấu thịt dê cùng cỏ ô vũ đặc sản của thôn Tiên Ba. Lưu Yết Tính nếm thử nhưng bị bà ngăn lại, món đó không dành cho ông. Vậy là kẻ nào, nam hay nữ, tên là gì, nhà ở đâu? Vĩnh Phúc nói tất nhiên là cho nam nhân rồi. Thôn Tiên Ba lúc này trưởng thôn tập hợp mọi người lại giao phó công việc chuẩn bị đón người quan trọng. Mọi người rõ nhiệm vụ của mình, chỉ còn Kim Phượng là chưa có việc, trưởng thôn giao cho cô lên núi vác cành cây. Kim Phượng cho rằng sao thê tử của hoàng đế lại đi vác cành cây. Trưởng thôn nói thê tử của hoàng đế cũng là người trong thôn, đừng có lười biếng. Cô nghĩ đó là bất ngờ mà Tuyên Lang làm, cô vui vẻ cầm dao đi chặt cây. Trên đường đi tìm sự bất ngờ thì bị hai kẻ nào đó chùm đầu lại đánh ngất. Tại cổng thôn Tiên Ba lúc này tất cả người dân đang chờ đón một ai đó thì hoàng thượng xuất hiện cùng thiên tử. Anh còn tưởng do Kim Phượng sắp xếp người ra đón. Thấy hai người trưởng thôn còn cho rằng họ dám tới một mình. Anh nghĩ chắc hẳn đó là thử thách Kim Phượng dành cho mình. Như đại lực là trưởng thôn ở đây, anh nói muốn giao nữ nhân của anh ra. Họ hiểu nhầm anh tới cướp nữ nhân của thôn, họ liền mắng anh là kẻ địa chủ vô liêm sỉ. Sau đó bọn họ cùng nhau đuổi đánh bệ hạ khắp nơi. Kim Phượng lúc này đang bị trói, Trường Nhai tới cởi trói cho cô. Hắn mặc một thân đồ đỏ, sai đám thuộc hạ thay đồ cho hoàng hậu. Cô không ngờ hắn đã trở thành hoàng thượng của Tây Nguyệt. Còn hoàng thượng Đông Hạo Quốc lúc này đang bị bắt trói trong chuồng dê. Họ không tin anh là hoàng đế mà là thường địa chủ. Họ muốn anh ký vào giấy xóa bỏ khế ước Trương Thu. Anh đồng ý ký nhưng thường địa chủ tên là gì? Anh suy nghĩ xong liền ký ba chữ Đoàn Vân Trướng, sau đó còn đóng dấu. Trưởng thôn cầm lên không đọc mà gấp vào luôn. Họ không muốn thả người, họ còn muốn anh bồi thường. Họ cho rằng đó là gậy ông đập lưng ông. Kim Phượng lúc này đã thay xong y phục, Trường Nhai cầm con dao lên, cô tưởng hắn định làm gì mình, nhưng hắn chỉ định gọt táo cho cô ăn. Hắn đưa ra sợi tơ hồng Nguyệt Lão xe duyên, bên nhau chọn đời chọn kiếp, hắn nói hôm nay là ngày vui của cô. Giờ lành đã tới, cô bị ép bái đường, cô liền nói dù có ép thì cũng không tính vì cô đã xuất giá rồi. Hắn thấy lúc đó cô cũng chỉ là bị một tờ thánh thánh chỉ ép, chả khác gì bây giờ. Nhưng tất nhiên là khác rồi vì giờ bọn cô đã yêu nhau. Trường Nhai cho rằng vậy tại sao Vân Trướng đuổi cô ra khỏi cung, nếu thật sự có tình cảm thì phải trèo thuyền qua mưa gió, cùng chung hoạn nạn chứ sao lại bỏ cô lại. Kim Phượng nghe hắn nói cũng thấy hợp lý, Đoàn Vân Trướng này toàn tự cho mình là đúng. Cô khinh, khi nào gặp nhất định sẽ phải dạy anh cách làm phu quân, cô tức muốn chết. Thực ra hôm nay Trường Nhai tới đây trước để dỗ cô vui, nhưng Vân Trướng giờ vẫn chưa tới nên hắn muốn chọc cô một chút. Vân Trướng lúc này đang bị kẹt trong thôn Tiên Ba. Anh và Thuyên Tử bị bắt làm cày ruộng thay con bò, khiến anh ngã đập mặt xuống đất, bọn họ còn bắt anh đi cho gà ăn, đi chăn dê rồi đi bắt cá. Anh sắp ngã xuống hồ cá thì mẹ vợ cũng xuất hiện cứu anh khỏi đó. Trưởng thôn lúc này mới biết người mình vừa bắt nạt là bệ hạ, bà ta cầu xin anh bỏ qua. Anh bỏ đi ra ngoài tìm Kim Phượng thì lúc này cô và Trường Nhai cũng về tới. Trên người hắn mặc bộ đồ cưới, bộ đó là để cho anh mà sao hắn lại mặc. Hai người cãi nhau, Kim Phượng nói mặt trời sắp xuống núi rồi, anh hét lên mau cởi nó ra. Trường Nhai nhanh chóng chạy vào cởi đồ. Lúc này hai người họ mặc đồ cưới dắt tay nhau tới ngôi nhà tranh để ngắm mặt trời. Trước đây cô đã từng nói phu thê cưới nhau trong thôn sẽ ở nhà tranh ngắm mặt trời. Anh muốn làm vậy để xin lỗi cô, sợ cô nguy hiểm anh mới đuổi cô đi. Về sau cho dù có thế nào anh cũng không được đuổi ra khỏi cung. Hai người họ ôm nhau ngắm mặt trời lặn. Trường Nhai quay về thôn Tiên Ba, hắn nhảy lên giường thì bụi bay tứ tung. Đôi tân lang tân nương lúc này đang ngượng ngùng uống rượu giao bồi. Sáng sớm trưởng thôn đã tới tìm Kim Phượng nói lời nguyền khắc phu đã quay trở lại. Nam nhân rất nhiều nhà đã trúng chiêu, cô mau chóng vào xem hoàng thượng. Anh này tỉnh dậy giật bắn người vì xung quanh toàn người lạ. Bận rộn suốt cả đêm nên giờ anh ngủ là chuyện đương nhiên. Trường Nhai đi khắp thôn thấy không một bóng đàn ông. Chỉ sai một đêm nam nhân bất tỉnh, anh muốn đi xem nhưng họ sợ anh sẽ bị nhiễm. Lúc này Trường Nhai đã cho người phong tỏa thôn, trong thôn có dịch bệnh. Nữ nhân muốn quay về thôn nhưng Trường Nhai cản lại vì có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Hắn là đại phu nên hắn sẽ điều tra, hắn ném cho hai người họ thuốc, dặn họ nhanh chóng về cung. Nhưng hoàng thượng không nhận, anh cũng không muốn rời đi. Hoàng thượng và Kim Phượng quyết định ở lại. Trưởng thôn và mọi người đã bàn bạc xong, bọn họ về hết còn bọn trẻ trong thôn sẽ lên núi ở tạm, định kỳ sẽ đưa đồ ăn cho bọn nhóc. Mọi người khóc tiễn những đứa trẻ ra khỏi thôn. Trưởng thôn cho rằng trong thôn chí có viết việc đầu tiên phải làm là giết bò tế trời, mời người làm phép xóa bỏ lời nguyền. Kim Phượng khuyên bà ta không nên nghe theo của nó. Hoàng thượng nói việc đầu tiên là phải tìm ra thuốc chữa bệnh này, việc này giao cho Trường Nhai, còn tiếp theo tìm ra nguyên nhân để ngăn chặn nó phát triển sẽ do bệ hạ và Kim Phượng làm. Trường Nhai đi tới chữa bệnh cho phu quân của Tiểu Ngư Nhi, hắn đã phát hiện ra trên người bệnh nhân có vết cắn. Vết đó có thể là từ tiệc muôn nhà, tại bữa tiệc đó mọi người vui vẻ nhảy múa uống rượu, chẳng lẽ trong rượu có độc. Hôm đó bọn họ nam nữ chia bàn, rượu của đám nam nhân đều có thảo dược, rượu của nữ nhân là rượu hoa quế do Ngưu trưởng thôn ủ. Trường Nhai người đã kiểm tra thử hai loại rượu đó. Tiết Chu và Tiểu Tĩnh thấy bệ hạ đi mấy ngày chưa thấy về liền tới thôn Tiên Ba tìm. Vừa tới cửa thôn đã bị một đám người chặn lại, định xông vào liền bị bọn họ dùng cuốc xẻng chặn lại. Kim Phượng lúc này đã kể về câu chuyện trong quyển thôn chí, đó là lời nguyền của thôn. Tương truyền nữ nhân trong thôn bị ếm lời nguyền, vào đêm tân hôn phu quân của họ sẽ bị khắc chết.
Sau khi bị nguyền, họ sẽ tế trời làm phép, mong xóa bỏ được lời nguyền, nhưng cầu xin thế nào những nam nhân này sẽ chết vào 7 ngày sau. Những người trong thôn ngốc nghếch mới tin vào điều đó, còn Kim Phượng thì không. Dù có giải thích thế nào họ cũng không chịu hiểu. Phu quân của trưởng thôn đã chết trong đêm tân hôn. Hoàng thượng không biết làm sao để cho họ hiểu nữa. Lưu Ít tìm tớ tìm phu nhân nói ở thôn Tiên Ba lời nguyền lần nữa bị giáng xuống. Bà liền hỏi lẽ nào hoàng thượng chết rồi ư? Lúc này các đại thần đang loạn lên không biết hoàng thượng đã đi đâu mấy ngày rồi không lên triều. Tể tướng cho rằng tấu sớ trong tay các đại thần toàn chuyện nhỏ nhặt, bản thân xử lý không được liền mang tới làm phiền bệ hạ. Điều đó khiến bệ hạ đầu đau như búa bổ không thể lên triều sáng. Bọn họ không hiểu sao tể tướng nay lại nói đỡ cho bệ hạ. Người trong thôn mang tới rất nhiều đồ ăn nhưng Kim Phượng chỉ nhận một ít. Cô cho rằng người người cần bình đẳng kể cả có là hoàng đế. Anh cho rằng những lời cô vừa nói như bình thường đã phạm tội chém đầu. Mấy lời chém đầu cô nói ít sao, nhưng đầu cô vẫn còn chứng tỏ anh không nỡ giết cô. Trường Nhai đã biết được nguyên nhân bắt nguồn từ cỏ ô vũ, có lẽ là do dịch hạch. Chuột ăn nhầm cỏ ô vũ cắn phu quân của Tiểu Ngư Nhi bị thương, sau đó anh ta đi tham gia tiệc muôn nhà và ngồi ở bàn nam nhân, tất cả đều là lỗi của cỏ ô vũ này. Thời gian trước trong thôn muốn diệt chuột đã đốt vài cành toái địa lương, mà toái địa lương và cỏ ô vũ kết hợp với nhau sẽ thành kịch độc. Chuột trúng độc sau đó cắn người, rồi lây từ người này qua người khác. Trong vòng vài ngày Trường Nhai sẽ nghiên cứu ra thuốc giải. Hoàng thượng đã phát hiện ra chính hai thứ cỏ này đã khiến phu quân bọn họ tử vong trong đêm tân hôn, rượu trong thôn được ủ với toái địa lương, mà khi uống rượu giao bôi thường thêm cỏ ô vũ. Lời nguyền lúc này đã được giải đáp, Kim Phượng bắt bệ hạ nôn ra nhưng rượu mà anh uống là mang từ trong cung tới. Toái địa lương thường có vào mùa hè nhưng ủ rượu phải vài tháng tới mùa đông mới dùng được, nên ai kết hôn vào mùa đông sẽ chết, phu quân của trưởng thôn cũng chết vào mùa đông. Anh định đi giải thích chuyện này cho cả thôn nhưng hai người kia cho rằng đồ trẻ con và nông cạn không hiểu gì về nữ nhân trong thôn. Lúc này thuốc đã được nấu xong phân phát tới từng người. Phụ nữ trong thôn này chưa từng học hành, cũng không hiểu đạo lý, cũng không giỏi bày tỏ tình cảm, họ sống rất đơn giản, việc giải thích cho họ hiểu rất khó. Bệ hạ triệu tập người trong thôn nói về quyền thôn chí là thật nhưng họ đã hiểu sai về chúng. Bệ hạ giải thích từng câu chuyện trên đó cho họ hiểu. Kim Phượng và Hoàng thượng đang ngồi trò chuyện, anh cảm thấy nữ nhân trong thôn không đơn giản, đặc biệt là người bên cạnh anh. Hai người họ chuẩn bị hôn nhau thì Thiết Chu và Tiểu Đường chạy tới phá đám. Buổi chiều sáng hôm sau, Hoàng thượng khen ngợi tể tướng. Lưu Yết lúc này xin nghỉ hưu để dẫn phu nhân đi du sơn ngoạn thủy. Ông còn xin một yêu cầu, chuyện ông quyên ra tài sản đừng tính toán quá, ông muốn giữ một chút vốn liếng cho phu nhân. Kỳ Vương đã phát minh ra máy nói chuyện tâm hợp ý đầu khiến Bạch Ngọc rất thích thú nhưng những người khác thấy nó rất bình thường. Lúc này chương trình phát thanh của Vương gia lại vang lên cùng bài nhạc, mọi người trong hoàng cung đều nhảy múa vui vẻ theo điệu nhạc của riêng kênh review chúng ta. A hi hi. Cùng là hình ảnh tri ân gửi tới tất cả mọi người đã đồng hành cùng nhau trong suốt bộ phim này. Dù là xem phim nhưng tôi và các bạn không hề đơn độc. Tất cả các comment của các bạn đều được ghi nhận. Hết phim này anh em ta kéo nhau qua thiên cổ quyết trần nhé.